Các bạn nghe chuyện mến, tất cả chuyện trên kênh mình đều là máy đọc chấm xem như là đọc chuyện thay các bạn, không nhiều biểu cảm là bình thường, dữ liệu đưa sao máy sẽ đọc vậy. Nếu các bạn góp ý thì thế này, những cụm từ lặp đi lặp lại, các bạn đưa lên mình sẽ loại bỏ, còn những đoạn dài hoặc cả chương thì mình thua, không biết đâu mà lựa bỏ. Kênh chuyện đăng lại họ còn có tiền mà không loại nổi, mình miễn phí sao làm được, nếu có thời gian các bạn lựa trang chuyện chữ ít lỗi báo mình. Mong các bạn hiểu đừng bình luận sao đọc lộn xộn, không biểu cảm nhé. Thân tất cả. Mời các bạn nghe chuyện mới, trên 4 lượt thích một tập mình đăng tiếp, dưới sẽ xem lại. Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 1. Ninh Ba tàu cao tốc đứng, mùa hè nóng bức. Rộn rã trong đám người xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò, dẫn nhập nhìn chăm chú. Bóng người chủ nhân là một người thanh niên. Chàng trai ăn mặc một kiện giặt cơ hồ trắng bạch quân xanh lá áo thun, mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trên mình nghiêng nhảy qua một cái kiểu xưa cánh buồm túi vải. Tay hắn bên trong nắm một tấm thẻ căn cước lên biểu hiện chàng trai kêu Diệp Thần. Diệp Thần cái này cả người lối ăn mặc và người chung quanh chân thực có chút hoàn toàn xa lạ. Ninh Ba mặc dù không phải là một đường thành phố, nhưng cũng ở đây thành phố tuyến hai hàng đầu. Cho nên cho dù là từ bên ngoài đến người lao động tới nơi này cũng biết hơi chú ý chút hình tượng, nhưng là Diệp Thần lối ăn mặc chân thực có chút chế giễu. Ngay tại lúc này, Diệp Thần bên người trải qua một vị người đẹp cao gầy, người đẹp nhìn lướt qua Diệp Thần trang điểm, chân mày không khỏi một nhăn mày. Nhưng là cái này một nhăn mày, lại để cho Diệp Thần nhìn thấu người đẹp này phúc đức cung biến thành màu đen, đây là điển hình huyết quang xông lên tai thế. Nói cách khác, ngày hôm nay nàng nhất định có huyết quang tai ương. Người đẹp, ta xem người hôm nay có huyết quang tai ương nha, không bằng chảy chút máu xông lên tai, để ngừa hậu hoạn, Diệp Thần tốt bụng nhắc nhở. Thật bất ngờ, lời này vừa nói ra, vậy người đẹp cao gầy gương mặt đổi đến đỏ bừng, lại là khẩn trương mở ra tay để ra túi, khi phát hiện hộ thư bảo mang theo mới thở dài một hơi. Sau đó, người đẹp hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Thần. Lại là xì một tiếng, mắng, lưu manh. Lưu manh. Diệp Thần có chút bối rối. Mình tốt bụng nhắc nhở, quay đầu lại thế nào bị chửi thành lưu manh đâu. Đây là cái gì thế đạo à? Chẳng lẽ hắn không có ở đây 5 năm, người phụ nữ đều biến thành như vậy sao? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng tàu cao tốc đứng đi ra ngoài, nhưng là khi toàn bộ Ninh Ba cao ốc cao nhất hiện lên Diệp Thần trước mặt, hắn bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, con người như ưng vậy sắc bén, trong miệng lại là lẩm bẩm nói. Ninh Ba, ta Diệp Thần rốt cuộc trở về. 5 năm trước, Vân Hồ Sơn Trang tiệc rượu kia, để cho ta Diệp ra cả nhà bị diệt, chỉ chừa ta một người cẩu hoạt phu thế, nếu như không phải là mẫu thân dùng cuối cùng một tia khí lực đem ta đẩy vào hồ Đông Tiền, hoặc hứa Giang Thành lại không Diệp ra. Nói tới chỗ này, Diệp Thần hai quả đấm đột nhiên nắm chặt chặt. Một cổ cường đại sát khí hướng 4 phương 8 hướng lan đi, chung quanh du khách lại là cảm giác được một cái tay vô hình tựa như giữ lại bọn họ cổ họng. Nháy mắt bây giờ, chính là địa ngục. Triệu Thành Hào, Vạn Cường, Chu Chính Long, còn có những cái kia mắt lạnh nhìn ta phụ mẫu người bị giết. Các người nhất định không biết ta Diệp Thần còn sống đi. Có lẽ ta còn muốn cảm ơn các người, nếu như không phải là các người, ta cũng không sẽ bị sư phụ cứu. Càng không biết mang cả người thông trời đất quỷ thần khiếp thuật pháp trở về. Lần này, ta thề, và sự kiện kia có liên quan người bất kỳ, ta cũng phải làm cho các người ngàn lần trả lại. Mấy giây sau đó, Diệp Thần rốt cuộc buông lỏng tay, chiêu một chiếc xe taxi, hướng trung tâm thành phố đi. Nếu như trễ nữa mấy giây, có thể sau lưng người đi đường đều không thể may mắn tránh khỏi. Dọc theo đường đi, chuyện cũ không ngừng hiện lên. Diệp Thần đau cơ hồ muốn nghẹt thở. Hắn vốn là sanh ở một cái gia tộc lớn, áo cơm vô ưu, mặc dù tổng bị trong vòng người gọi là phế vật, nhưng một nhà ba người vậy coi là vui vẻ hòa thuận. Nhưng chính là 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang vậy cuộc tụ họp. Vận mạng hắn quỹ tích hoàn toàn thay đổi. Phụ thân hắn vì cứu cái kế tiếp bé gái đắc tội một người đến từ kinh thành người đàn ông. Người đàn ông thốt nhiên giận dữ. Một cái tát vỗ vào phụ thân trên mặt, lại là ngay trước vô số người mặt tự tay giết phụ thân hắn. Toàn bộ quá trình, không có một người đứng ra ngăn lại. Bao gồm những cái kia đã từng lấy lòng Diệp gia gia tộc.
bao gồm những cái kia phụ thân ngày xưa bạn tốt. Thậm chí còn bao gồm hắn một mực tín nhiệm thúc thúc. Hắn điên cuồng, hắn vùng vẫy, hắn lúc ấy lại là cầm lên một cái ăn dao hướng người đàn ông kia phóng tới. Nhưng là cuối cùng lại bị người đàn ông kia một cái tay ngăn cản. Hắn rõ ràng nhớ được người đàn ông kia lãnh đạm ánh mắt, cùng với lời nói lạnh như băng. Ninh Ba Diệp gia, là thứ gì, dù là ngươi là kinh thành gia tộc, lão tử cũng có thể một tay tiêu diệt. Còn có ngươi cái này không tự lượng sức nhóc, nghe nói ngươi là nơi này nổi danh phế vật. Ha ha, còn muốn giết ta, coi như cho ngươi 100 năm, vậy không đổi được ngươi là phế vật sự thật. Để cho tất cả mọi người bất ngờ là, một người phụ nữ vào lúc này đột nhiên vào tới, dùng hết nàng toàn thân khí lực, đem thiếu niên đẩy tới hồ Đông Tiền. Rơi xuống hồ nháy mắt, thiếu niên nhìn tận mắt mẫu thân hướng người đàn ông kia phóng tới. Mang thể quyết tâm, Diệp Thần vốn lấy làm người sinh ra vốn đến đây kết thúc, lại không nghĩ rằng hắn ở hồ Đông Tiền hạ lưu bị một ông cụ cứu. Lão đầu đội hắn bước chân vào ngăn cách với đời địa phương. Dạy hắn cao nhất luyện đan phương pháp, dạy hắn tu luyện. 5 năm này, ở đó mở ảo đất, không có ai biết Diệp Thần chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là nơi đó ngang trời xuất thế một cái ác ma, danh hiệu là huyết cuồng rồng. Ninh Ba tập đoàn Hoa Mỹ. Diệp Thần nhìn xem trên tay tờ giấy, lại nhìn xem trên cửa ký hiệu, chắc chắn không sai thời điểm, mới đi vào. Lần này... Hắn bản dự định trực tiếp đi kinh thành tìm cái đó Vân Hồ Sơn Trang xuất hiện người đàn ông, dẫu sao 5 năm này tới, hắn muốn nhất giết chính là cái này người, đối với người này đầu mối, hắn vậy chỉ biết là người bên người đều gọi hô hắn Long gia, đến từ kinh thành, còn lại đều là trống không. Nhưng là lúc sắp đi lại bị lão đầu yêu cầu nhất định phải trước đi một chuyến Ninh Ba, tìm một cái kêu Hạ Nhược Tuyết cô gái. Lão đầu đã từng dạo chơi tới Ninh Ba. Và Hạ Nhược Tuyết nãi nãi có chút hận yêu bất hòa, Diệp Thần thậm chí hoài nghi, Hạ Nhược Tuyết sẽ không phải là lão đầu này cháu gái. 3 ngày trước, lão đầu vận chuyển thiên cơ khám phá trận, phát hiện Hạ Nhược Tuyết 100 ngày bên trong nhất định có tai họa lớn, hơn nữa này tai vô cùng có thể để cho nàng hương tiêu ngọc vẫn, mà Diệp Thần mệnh cách vừa vặn là thiên đạo cũng phát hiện không được mây tía ngọa long cách, cho nên phải phá cuộc, trừ Diệp Thần lấy bên ngoài chớ không có cách nào khác. Còn như thế nào phá cục, lão đầu chưa bao giờ nhắc tới, chẳng qua là để cho Diệp Thần đi một bước xem một bước. Đứng lại. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ gặp Diệp Thần trước mặt cản trở hai cái thân cao chừng 1m9 người đàn ông to lớn, trên hai người đều mặc trước an ninh đồng phục, da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, cánh tay bắp thịt bàn khởi, vô cùng cái đánh vào thị giác lực. Diệp Thần chân mày cau lại. Tự nhiên không thể nào cùng loại này bảo an động thủ, giải thích, ngươi tốt, ta tìm Hạ Nhược Tuyết. Một cái trong đó bảo an nghe được Hạ Nhược Tuyết tên chữ, cười lạnh một tiếng, ngươi tìm Hạ Tổng, chỉ bằng ngươi. À, ngươi có hẹn trước không? Không có, Diệp Thần đúng sự thật nói. Vậy xin hỏi ngươi có tập đoàn Hoa Mỹ giấy hành nghề sao? Cũng không có. Nghe đến chỗ này, bảo an trên mặt cao ngạo vẻ càng phát ra đậm đà. Lại là trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, đưa tay ra, chỉ cửa, khinh thường nói, nếu cũng không có, đó là cửa, mời ngươi đi ra ngoài. Tập đoàn Hoa Mỹ thành tựu Hoa Hạ 500 mạnh một trong, lại là Ninh Ba số 1 số 2 xí nghiệp dẫn đầu, thành tựu tập đoàn Hoa Mỹ bảo an, tự nhiên có dũng khí cao hơn người một bậc cảm giác. Bọn họ không cần xem người bất kỳ sắc mặt, chỉ cần đem loại này những người không có nhiệm vụ đuổi là được. Ngay tại lúc này, mấy cái tây trang dày ra người đàn ông từ một chiếc Mercedes-Benz 200 trên xe đi xuống, đầu tiên là đi tới lễ tân hỏi thăm lộn một cái, tựa hồ cũng là tìm Hạ Nhược Tuyết, lấy được kết quả tự nhiên và Diệp Thần giống nhau như đúc, mấy người lắc đầu một cái, suy xét mấy giây, cuối cùng lựa chọn ở một bên ghế salon chờ đợi. Diệp Thần cũng không dự định và trước mặt hai người an ninh dính dấp, chỉ phòng khách ghế salon nói, như vậy, ta chờ ở nơi đó một hồi đi. Nói xong, hắn liền thẳng hướng ghế salon đi tới. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại lần nữa bị vậy hai người an ninh chặn lại. Thằng nhóc, người CMN điếc đúng không, chớ ép lão tử nói lần thứ ba, đó là cửa, lăn ra ngoài. Một người an ninh chỉ cửa khí thế hung hăng hô. Diệp Thần chau mày, hắn mới tới Ninh Ba, thật giống như cũng không đắc tội cái này hai tên, còn như thế một mực gây khó khăn sao.
Sau đó, hắn vừa chỉ vậy mấy cái Tây Trang Nam, dò hỏi, tại sao bọn họ có thể ngồi chờ, ta lại không thể. Một cái trong đó bảo an từ đầu đến chân quét mắt một phen Diệp Thần, châm chọc nói, người loại này thằng nhà quê còn muốn gặp Hạ Tổng. Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương, cút đi, nếu như lại không cút, tin không tin ta CMN đem ngươi ném ra ngoài. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn coi như là rõ ràng, hai người an ninh này chó cậy thế người, rất rõ ràng, mình cái này một người mặc vào căn bản không xứng ngồi chờ. Không nghĩ tới, 5 năm trôi qua, Ninh Ba vẫn là cái đó Ninh Ba. Nếu như ta không muốn đi đâu, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Không đi, ta xem ngươi là tìm chết. Lời nói rơi xuống, một cái trong đó bảo an lại là một cái tay vỗ vào Diệp Thần bả vai trên, cánh tay nổi gân xanh. Hắn khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bởi vì là chỉ cần hắn nhẹ nhàng phát lực, trước mắt cái này gầy yếu tiểu tử tất nhiên bay ra 3 mét ra. Ngay tại mấy ngày trước, giống vậy có cái không thức thời thằng nhà quê khiêu chiến hắn uy tín, kết quả trực tiếp bị hắn một cái tay ném ra ngoài, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Người an ninh kia cánh tay bỗng nhiên phát lực, nhưng là Diệp Thần Dâu Ria không nhúc nhích. Dần dần, an ninh nụ cười đọng lại, trên mặt lại là thay đổi kinh hoàng. Bởi vì là hắn phát hiện thanh niên trước mắt giống như là một ngọn núi loan vậy. Căn bản mang không nhúc nhích. Đồng thời, một cổ chết cảm giác dọc theo cánh tay hướng hắn sau lưng lan tràn. Hắn toàn thân ướt đẫm. Một cái khác bảo an phát giác đồng bạn có cái gì không đúng, cười nói, đá. Ngươi không được à, ban ngày còn lưu nhiều như vậy mồ hôi, có phải hay không tối ngày hôm qua lão bà ngươi đem ngươi ép khô? Hay là để ta đi? Nói xong, hắn một cái tay vậy hướng Diệp Thần đi. Cút đi, ta không muốn giết người. Đột nhiên, Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, như cuồn cuộn sấm. Đồng thời, chân trái của hắn hơi đạp một cái, quanh thân lại xuất hiện một đạo khí lưu, trực tiếp hướng vậy hai người an ninh đánh tới. Hai người chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đụng vào trên ngực, cũng không nhịn được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng thân thể nặng nề đụng ở đại sảnh thủy tinh công nghiệp trên. Oanh! Đúng mảnh thủy tinh ầm ầm sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách yên tĩnh như tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn cái đó có chút đơn bạc chàng trai. CMN! Đây là quay phim sao? Ta đi, cái này CMN là yêu quái gì? Cái này, giết, giết người. Những cái kia lễ tân tiểu mỹ nữ lại là sợ trực tiếp núp ở phía sau, ở các nàng xem ra, tập đoàn hai người an ninh này đã coi như là đáng sợ, kết quả cái này cả người quần áo hàng vỉa hè chàng trai lại có thể càng đáng sợ hơn. Mấu chốt các nàng căn bản không thấy tên này ra tay à? Diệp Thần nhìn lướt qua vậy hai cái đã bất tỉnh bảo an, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó liền tới đến đại sảnh chờ đợi khu, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thậm chí còn thuận tay cầm lên một quyển tạp chí nhìn, hoàn toàn giống như một không có chuyện gì người vậy. Đúng rồi, các người biết Hạ Nhược Tuyết lúc nào xuống sao? Diệp Thần buông tạp chí xuống, đột nhiên nhìn về phía bên người ngồi vậy mấy cái tây trang giày da nam giới. Vậy mấy cái nguyên bản dự định chờ Hạ Nhược Tuyết hợp tác cửa hàng sợ trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, hướng bên ngoài chạy ra ngoài. Bọn họ cũng không muốn chết à. À, ta lại không làm thương hại các người, đến nỗi vậy. Thôi, chờ một lát nữa đi, Diệp Thần lắc đầu một cái, tiếp tục xem trên tay tạp chí. Tập đoàn Hoa Mỹ Bộ An ninh thời gian đầu tiên biết chuyện này, nhanh chóng phản ứng, rất nhanh liền điều tới mười mấy tên bảo an. Mười mấy đảm bảo an một tên cái toàn bộ võ sắp xếp, tay trái cầm chống chất nổ lá chắn, tay phải thì cầm một cây điện côn, trực tiếp đem Diệp Thần bao vây lại. Đội trưởng bảo an Từ Cường cũng là kịp thời chạy tới, nhìn một cái bên ngoài thủy tinh và bị thương hai người an ninh, chau mày, sau đó liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Từ Cường là lính đặc chủng giải ngũ, năm đó ở Đông Nam quân khu vậy coi là nhân vật số một số hai, nhưng là khi thấy Diệp Thần, hắn bản năng lại có thể cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là một loại hàng năm ở bên bờ sinh tử trà trộn chết trực giác. Từ Cường bước ra một bước, thử dò xét nói, vị tiên sinh này, người như vậy ở tập đoàn Hoa Mỹ gây chuyện, không tốt sao? Chúng ta đã liên lạc Ninh Ba cảnh sát, muốn không được bao lâu, võ sắp xếp đặc cảnh thì biết chạy tới.
Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn một cái Từ Cường, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn là hai tên kia đầu lĩnh đi, ngươi chẳng lẽ không hiểu một chút tình huống cụ thể. Ta chỉ bất quá muốn ngồi ở chỗ này các người mà thôi. Từ Cường trong lòng lộp bộp một chút, vậy hai người an ninh tính cách hắn cũng biết, cho tới nay liền dựa vào mình thân phận bảy uy phong, hiển nhiên hôm nay là đá tấm sắt. Nhưng là trước mắt cái này người thanh niên xử lý như thế nào? Xem cái này không lo ngại gì dáng vẻ, chẳng lẽ tập đoàn bên trong có người? Từ Cường hòa hoãn mấy phần giọng, hỏi, vị tiên sinh này, không biết ngươi là đang đợi ai? Ta có thể giúp ngươi thông báo một tiếng. Diệp Thần mặt vui vẻ, vội vàng nói, Hạ Nhược Tuyết. Cơ hồ ngay tức thì, Từ Cường sắc mặt thay đổi, nếu như là những người khác, hắn thật vẫn có thể thông báo. Nhưng là Hạ Nhược Tuyết nhưng không giống nhau. Nàng thành tựu tập đoàn Hoa Mỹ chủ tịch kiêm CEO, lại là trên tỉnh đệ nhất gia tộc Hạ Gia Thiên Kim, tỉnh Chiết Giang Ba Hoa đứng đầu. Há là tùy tùy tiện tiện là có thể thấy. Hơn nữa Hạ Nhược Tuyết nói qua, không có hẹn trước, nàng một mực không gặp. Thanh niên trước mắt từ nào đó trình độ mà nói, rất nguy hiểm. Tuyệt không thể để cho hắn thấy Hạ Tổng. Tiên sinh ngại quá, Hạ Tổng ngày hôm nay không có ở đây, có chuyện gì ngươi có thể lưu lại phương thức liên lạc, ta có thể nhắn dùm, Từ Cường nói. Diệp Thần rất rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết liền ở phía trên, lần này, hắn cố ý đem động tĩnh làm lớn chuyện, chính là vì để cho nàng đi ra, cho nên hắn chắc chắn sẽ không để cho Từ Cường chuyển cáo. Ta buổi chiều không có chuyện gì, ở nơi này ngồi một chút đi, tập đoàn Hoa Mỹ không biết liền ngồi cũng không để cho ngồi đi. Từ Cường một cái nhìn thấu Diệp Thần ý đồ, hừ lạnh một tiếng, tiên sinh, người đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy thì xin lỗi. Động thủ, bắt lại thằng nhóc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời nói rơi xuống, mười mấy bảo an hướng Diệp Thần đi, đồng thời, Từ Cường đổi quyền thành chảo, trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Hắn rất rõ ràng, trên ghế salon người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Phải sát chiêu. Diệp Thần như cũ cầm tạp chí, thần sắc sửng dưng, căn bản không đem người trước mắt coi ra gì. Ngay tại Từ Cường muốn chạm được Diệp Thần thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chờ một chút. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người đều dừng lại, trong đám người rất nhanh liền chui ra một người cô gái. Cô gái một đầu tóc đen dài xoăn hoa văn vừa đúng lúc, bắp đùi thon dài ăn mặc vớ cao màu đen, hiện ra vóc người hoàn mỹ tuyệt luân. Màu trắng áo sơ mi phối hợp hợp kim đầu gối váy công sở, khiến cho nàng nhìn qua như nữ thần như nhau không thể xâm phạm. Bất quá hấp dẫn người nhất tầm mắt vẫn là vậy đối với dị thường bộ ngực cao vút, phong gắng gượng tròn trịa ngực khiến cho nàng áo sơ mi tăng đến cực hạn, nhưng lại không có chút nào rũ xuống dáng vẻ, cho người một loại kinh tâm động phách đánh vào thị giác. Cô gái xuất hiện cơ hồ để cho tất cả mọi người tại chỗ thất thần. Bởi vì nàng dung mạo ở toàn bộ tập đoàn Hoa Mỹ, trừ Hạ Như Tuyết trở ra, không người nào có thể so. Từ Cường sắc mặt cũng là ửng đỏ, lại là cúi đầu xuống, tôn kính nói, tôn tổng giám. Tôn Di không trả lời, mà là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc và bất ngờ. Mà Diệp Thần giống như vậy. Hắn trong hai tròng mắt sạch bóng lóng lánh. Giống như dã thú theo dõi mình con mồi vậy. Bởi vì là hắn biết nữ nhân này trước mắt. Tôn Di, cái đó Diệp Thần 5 năm này tới hồn khiên mộng oanh một trong ba người phụ nữ. Nhiều năm trước, hai người từng làm qua một năm ngồi cùng bàn, sau đó lên trường cấp 3, bởi vì thân phận khác xa, hai người đoạn tuyệt liên lạc. Diệp Thần vốn lấy là hai người đời này cũng sẽ không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, cho đến Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia phát sinh. Hắn bị sư phụ ở Hồ Đông tiền cứu sau khi đi lên, hắn lại đi một chuyến Diệp gia. Khi đó, Diệp gia đại viện đã bị tòa án niêm phong kiểm tra. Diệp gia càng là trở thành toàn bộ Ninh Ba người người kêu đánh tồn tại. Khi đó, tất cả gia tộc cũng đối bên ngoài tuyên bố và Diệp gia một giao hai đoạn, lại nữa lui tới. Khi đó, Ninh Ba xí nghiệp lớn nhỏ liên hiệp xâm chiếm phụ thân một tay chế tập đoàn Thiên Chính. Khi đó, thậm chí liền là cả nhà bọn họ ba người lập bia người cũng không có. Cơ hồ tất cả mọi người đều bao phủ ở kinh thành người đàn ông kia dưới bóng mờ. Trừ một người, đó chính là hắn bạn học trung học cơ sở Tôn Di. Tôn Di không người cố ra phản đối,
đi Ninh Ba đệ nhất bệnh viện nhà xác muốn tới Diệp gia vợ chồng thi thể, tự mình đi lò thiêu hỏa táng, lại là ở núi Thiên Náng tự tay là Diệp gia ba người lập mộ bia. Một cái tay trói gà không chặt người phụ nữ, một cái và Diệp gia không có nửa điểm quan hệ người phụ nữ, chỉ như vậy nhịn được lời đồn đãi và sợ hãi, để cho Diệp thần phụ mẫu vong hồn được an nghỉ. Không chỉ tất cả mọi người không để ý tới rõ ràng, liền liền Diệp thần cũng không để ý rõ ràng. Hắn Diệp thần có tài đức gì gặp phải tốt như vậy cô gái là hắn bỏ ra. Không biết qua bao lâu, Tôn Di cười, hướng về phía Diệp thần cười, cười lúm đồng tiền như hoa. Cái nụ cười này để cho tại chỗ tất cả phái nam vừa hâm mộ lại ghen tị. Tôn Di nhưng mà tập đoàn Hoa Mỹ vô số người đàn ông trong lòng nữ thần trong mộng à. Một năm qua, Tôn Di nhận được mấy trăm bức thư tình, nhưng là không một ngoại lệ, tất cả đều bị cự tuyệt. Thậm chí cái này một năm, nàng cơ hồ không có đối với bất kỳ phái nam cười qua. Nhưng là vào giờ phút này, nàng lại có thể đối với một tên nhà quê cười. Tên nhà quê này dựa vào cái gì? Tôn Di có nhiều thú vị nhìn Diệp thần, mở miệng nói, xem ra là ta hoa mắt, ta thiếu chút nữa lấy là ngươi là ta bạn học trước kia, khoan hãy nói, thật rất giống đây. Dẫu sao 5 năm trôi qua, Diệp thần biến hóa quá lớn, người bình thường thật đúng là không nhận ra. Nói xong, Tôn Di còn vỗ một cái Từ Cường bả vai, phân phó nói, Từ đội trưởng, liền đừng làm khó dễ vị này tiểu huynh đệ, hắn muốn chờ sẽ để cho hắn chờ một lát đi. Từ Cường gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Phân phó xong hết thảy, Tôn Di liền đi ra bên ngoài, lại là đánh lái một chiếc giáp xác trùng chỗ điều khiển, ngồi xuống. Ngay tại nàng mới vừa dự định lúc lái xe, kế bên người lái cửa đột nhiên mở ra, Diệp thần thuận thế đi vào ngồi. Diệp thần sở dĩ theo sau, là bởi vì là hắn phát hiện Tôn Di ấn đường chỗ có một đoàn hắc vụ hiện lên chút màu máu. Đây là xảy ra đại sự điềm báo trước. Bất kể là vì mới vừa rồi giải vây vẫn là 5 năm trước sự kiện kia, hắn đều không thể để cho Tôn Di bị nửa điểm tổn thương. Tôn Di nhìn kế bên người lái Diệp thần. Đầu tiên là cả kinh, sau đó cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, cảm ơn ta sao? Thật ra thì chuyện lúc trước ta cũng từ người khác nơi đó biết, là vậy mấy người an ninh có lỗi trước, ngươi không cần phải cảm ơn ta, đúng rồi, ngươi tại sao nhất định phải gặp Hạ Như Tuyết? Ngươi không biết vậy có cái gì thẩm mỹ phương thuốc cổ truyền muốn đẩy rộng đi? Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì là hơn lần cũng có và Diệp thần không sai biệt lắm mặc người. Đến cửa giao hàng cái gì thẩm mỹ phương thuốc cổ truyền, nói là có thể để cho tập đoàn Hoa Mỹ thẩm mỹ sản nghiệp cao hơn một tầng lầu, kết quả bị bảo an ném ra ngoài. Đầu năm nay, nông thôn thầy lang tới trong thành phần lớn đều là cái mục đích này. Diệp thần nhìn một cái Tôn Di, hắn phát hiện cô bé này thật biến hóa quá lớn, lúc đi học hắn còn thường xuyên cười nhạo nàng là phi trường, nhớ được có một lần còn đem nàng tức khóc, nhưng là bây giờ xem ra, cái này vóc người bốc lửa. Ngạo nhân nịt ngực đánh giá đều có ngực quốc đê. Ngươi lên ta xe vậy không phải là vì giao hàng cái này phương thuốc cổ truyền chứ? Tôn Di phát hiện Diệp thần nhìn mình ngực, nàng cũng không có tức giận, thậm chí còn cố ý ưỡn ưỡn. Không biết tại sao, nàng đối với trước mắt cái này người thanh niên có một loại hảo cảm vô hình. Có lẽ chính là bởi vì là giống như chết đi vậy người bạn học cũ đi. Diệp thần phục hồi tinh thần lại. Tự nhiên không thể nào giải thích lão đầu sự việc, chỉ có thể đối phó nói, cái này cũng bị ngươi phát hiện, ta đối với ta phương thuốc cổ truyền vậy rất có lòng tin, không chỉ có thể thẩm mỹ, còn có thể để cho vóc người của ngươi đổi được tốt hơn. Hắn trở về, dựa vào lớn nhất không phải hắn tu vi, mà là hắn dám cùng Diêm Vương cướp mạng y thuật. Hắn tiện tay ném ra một bản chú nhan đan đan phương, cũng đủ để cho toàn thế giới thẩm mỹ công ty giành cướp. À! Như thế lợi hại nha. Vậy tiểu huynh đệ, ngươi sờ một cái chân ta xem, ngươi nói chân ta còn có thể càng đẹp không? Tôn Di hứng thú, đem đùi đẹp thon dài đến gần Diệp thần liền chút. Nàng chỉ bất quá làm trò đùa, lại không nghĩ rằng Diệp thần tay thật duỗi đi lên, lại là ở trên đùi hung hãn sờ soạng một cái. Nói thật, ngươi chân này rất hoàn mỹ, căn bản không cần dùng ta phương thuốc. Tôn Di gương mặt ngay tức thì đỏ lên, gắt giọng, hừ. Xem người này rất trung thực, không nghĩ tới cũng cùng những người đàn ông khác giống nhau. Rõ ràng là ngươi để cho ta sờ nha. Diệp thần sờ một cái lỗ mũi bất đắc dĩ nói.
Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, trực tiếp khởi động xe, hướng khách sạn lớn Long Hồ đi. Nếu ngươi sờ chân ta, ta vừa vặn muốn tham gia một cái tụ họp, phạt ngươi giúp ta chặn tất cả rượu. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu mình, ta kêu Tôn Di, tập đoàn Hoa Mỹ thị trường tổng giám sát. Tôn Di một cái tay điều khiển tay lái, một cái tay hướng Diệp Thần duỗi tới. Hai cái bắt tay, Diệp Thần cảm giác được phá lệ mềm mại và nhẵn nhụi. Ta kêu lá, Diệp Thành, Thành thực thủ tín Thành. Nếu đối phương không có nhận ra mình, Diệp Thần vậy không muốn nhiều lời gì, nếu để cho Tôn Di biết hắn không có chết, có thể chỉ có kinh sợ đi. Diệp Thần chú ý tới, hắn nói ra tên chữ nháy mắt, Tôn Di thân thể run lên, làm nghe phía sau giải thích, mới thở dài một hơi. Thật là đúng dịp, người và ta vậy người bạn học cũ tên chữ độc âm như nhau, chính là chữ không giống nhau. 20 phút sau, khách sạn lớn Long Hồ, Đế Vương phòng yến hội. Tôn Di và Diệp Thần xuất hiện nháy mắt, tầm mắt mọi người cũng không hẹn mà cùng rơi vào trên người của hai người. Tôn Di vóc người chân thực quá bốc lửa và chói mắt, một thân cao 1 thước 7, chân so quy định cơ hồ nghịch thiên, cả người quần áo khéo léo và bên cạnh Diệp Thần tạo thành so sánh rõ ràng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tập đoàn Hoa Mỹ Tôn Tổng Giám sẽ mang như vậy tới một mình tham gia tụ họp. Tôn Di mang Diệp Thần đi tới ở giữa nhất một bản thủy tinh cái bàn tròn ngồi xuống, đã có 7-8 người ngồi ở chỗ đó, đều là người đàn ông. Bọn họ nhìn Tôn Di ánh mắt là lửa nóng, thậm chí hận không được lập tức đem Tôn Di nhào tới. Tôn Tổng Giám, cuối cùng đem ngươi trông, thật là trăm văn không bằng vừa gặp à, ta là Vân Sinh tập đoàn người sáng lập Quách Biển Đông. Tôn Tổng Giám, ta kêu Tiền Dũng, khách sạn Hải Dũng chính là nhà của ta sản nghiệp. Mấy cái đứng lên giới thiệu người đàn ông lộ vẻ được phá lệ nhiệt tình, không phải là muốn ở Tôn Di trước mặt biểu hiện một phen mình thực lực. Diệp Thần đối với loại tụ hội này không hứng thú được, ánh mắt không ngừng chú ý chung quanh, hắn phải hiểu rõ, những thứ đó sẽ đối với Tôn Di sinh ra uy hiếp. Rất nhanh, yến hội bắt đầu. Ngồi ở Tôn Di một bàn này người đàn ông không biết là vô tình hay là cố ý, tìm khắp các loại lý do kính Tôn Di rượu. Tôn Di hiển nhiên cũng là quen thuộc loại rượu này bàn văn hóa, gặp chiêu phá chiêu, một vòng, chỉ uống một nhỏ ly rượu chát. Diệp Thần nhiều lần muốn phải giúp Tôn Di ngăn cản rượu, nhưng đều bị cự tuyệt, dẫu sao lần này yến hội, Tôn Di đại biểu toàn bộ tập đoàn Hoa Mỹ, cũng không thể tổn thương hòa khí. Cho đến cách đó không xa ngồi ở chủ bàn người đàn ông kia đứng lên, toàn bộ đám tiệc bầu không khí đều thay đổi. Người đàn ông cả người định chế Tây Trang. Cầm trong tay hai ly rượu, trên mặt tràn đầy cao ngạo. Tôn Di khi thấy người đàn ông này đi tới, cả người đổi được kinh hoàng thất thố, liền liền thân thể vậy có chút run rẩy. Tên này tại sao lại ở chỗ này? Tôn tiểu thư, lần trước ngươi không nói mà biệt, cũng quá không cho ta Trần Phong mặt mũi đi, cái ly này bồi tội rượu, ngươi có phải hay không nên uống? Trần Phong vừa lên tới, giọng hoàn toàn không phải thỉnh cầu, mà là ra lệnh. Lần trước, hắn nhưng mà xài tốt giá thật lớn đem Tôn Di hẹn đi ra, lại là bỏ thuốc trong rượu. Để cho hắn không nghĩ tới là, Tôn Di lại có thể phát hiện rượu không đúng, trực tiếp tạt vào liền mặt hắn lên. Mấy ngày nay, chuyện này có thể ở trong vòng truyền khắp, để cho hắn rất mất mặt. Tôn Di có chút khó xử, vội vàng nói, Trần Thiếu, chân thực ngại quá, ta lần này lái xe tới, không tốt lắm uống rượu, nếu không ta lấy trà thay rượu. Hướng người bồi tội. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đem trong một ly rượu uống một hơi cạn sạch, đừng cho ta làm bộ. Trên lầu ta đã mở đàng hoàng liền phòng tổng thống, Tôn tiểu thư uống say nói ở phía trên là được. Và Tôn Di ngồi cùng bàn mấy cái người đàn ông tự nhiên nhận ra Trần Phong, cũng không nói chuyện, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Dẫu sao trước mắt người đàn ông nhưng mà Ninh Ba Trần gia nhị thiếu gia, ai dám đắc tội. Thậm chí còn có người thúc giục, Tôn Tổng Giám, Trần Thiếu kính ngươi rượu nhưng mà cho ngươi mặt mũi à, còn không nhanh lên uống. Lại không uống, Trần Thiếu nổi giận lên thì phiền toái. Đúng vậy, Tôn Tổng Giám, chẳng qua là một ly rượu sự việc, có gì phải sợ, nhiều người như vậy, Trần Thiếu còn biết đem ngươi ăn sao. Tôn Di nhìn Trần Phong đưa tới rượu có chút tiến thối lưỡng nan, vạn nhất rượu này lại có vấn đề. Nàng ngày hôm nay có thể thật không đi ra lọt rồng hồ khách sạn. Trần Phong đức hạnh gì, toàn bộ Ninh Ba người đều biết.
chỉ cần là hắn nhìn chúng người phụ nữ, cho dù là trung học cơ sở học sinh cấp 3 cũng xuống tay. Loại người cặn bã này rượu làm sao có thể uống? Trần Phong gặp Tôn Di thật lâu không chịu nhận lấy hắn rượu trong tay, có chút nổi nóng, hoàn toàn biến sắc mặt, gái điếm thúi, ngươi thật lấy là mình là món hàng gì sắc, mụ, đừng ở trước mặt bố sắp xếp liệt nữ, ngày hôm nay ngươi coi như CMN không muốn uống, cũng phải uống. Coi như sau lưng ngươi hạ như tuyết tới, vậy CMN như nhau. Đây là Ninh Ba, địa bàn của lão tử, có nghe hay không? Bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Tôn Di chỉ như vậy lẻ loi đứng, một hơi một tí, hốc mắt dần dần ửng đỏ. Nàng sanh ra ở gia đình bình thường, thật sớm buông tha học nghiệp, bước vào xã hội, thật vất vả ở tập đoàn Hoa Mỹ hỗn thượng tổng thanh tra chỗ ngồi, người ở bên ngoài xem ra đã cao hơn người một bậc. Nhưng là đang đối mặt trước mắt những thứ này Ninh Ba chân chính nhân vật lúc đó, căn bản lực bất tòng tâm. Nàng quá nhỏ bé đến ở trước mặt những người này như một viên bụi bặm. Nàng thậm chí hận mình là một người phụ nữ. Nàng chậm rãi nâng lên tay, hướng ly rượu kia đi. Người ở bên ngoài xem ra, Tôn Di tựa như đã nhận mệnh. Trần Phong khóe miệng lại là hiện lên nụ cười chiến thắng, hắn thậm chí đã nghĩ đến tối hôm nay Tôn Di ở mình dưới háng hầu hạ hình ảnh. Ngay tại Tôn Di ngón tay muốn chạm được ly rượu nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi là thứ gì, dám để cho nàng uống rượu? Giờ khắc này, cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại còn có người đứng ra là Tôn Di ra mặt, tìm không chết được. Trần Phong là thứ gì? Hắn Trần Phong nhưng mà Ninh Ba như mặt trời ban trưa Trần gia thiếu gia. Trần gia mặc dù ở thương giới lực lượng không mạnh, nhưng là ở giới chính trị, Trần gia nhưng mà có hai vị ở Ninh Ba đảm nhiệm quan lớn à. Càng là mấu chốt là, Trần gia sau lưng còn đứng một vị đại nhân vật. Nghe nói là một vị cổ võ giả. Đây cũng là Trần Phong không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn nói chuyện Diệp Thần, có vài người thậm chí đã nghĩ được cái này người thanh niên chết thảm đầu đường hình ảnh. Trước nịnh hót Trần Phong Tiền Dũng lại là tức giận đứng lên, chỉ Diệp Thần mắng, người cái này thứ không biết chết sống, người biết người đang cùng ai nói sao. Ta xem trên mình người quần áo cộng lại liền 100 cũng chưa tới đi, người loại này thằng nhà quê còn dám đắc tội Trần Thiếu, tin không tin ta con mẹ nó một cú điện thoại, để cho ngươi ở Ninh Ba phối hợp không đi xuống. Một người khác phụ họa nói, loại rác dưới này và hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp lôi ra. Ở nơi này bên rối bời thời điểm, Trần Phong cười, cười cơ hồ điên cuồng. Ha ha, thằng nhóc, ngươi rất giỏi. Ngươi là nhiều năm qua như vậy cái đầu tiên dám cùng ta nói như vậy, muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cảm thấy ngươi đủ cách sao? Trần Phong từng bước hướng Diệp Thần đến gần, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Mặc dù đây là một cái xã hội pháp chế, không thể giết người, nhưng là ở Ninh Ba, hắn Trần gia liền CMN là pháp. Tôn Di sắc mặt ảm đạm, nàng không nghĩ tới sự việc sẽ như thế phát triển. Thậm chí còn đem mới quen Diệp Thành dắt kéo vào. Nếu như sớm biết Trần Phong sẽ ở đây, đánh chết nàng cũng không tới. Dưới mắt nàng bắt đầu lo âu Diệp Thần tình cảnh, dẫu sao những người này cũng đều không tốt cha, nói không chừng thật biết nháo xảy ra án mạng. Nàng lại cũng không đoái hoài tới khác, trực tiếp đoạt lấy Trần Phong ly rượu trong tay, lại là nói xin lỗi, Trần Thiếu, thật xin lỗi. Chân thực thật xin lỗi, bạn của ta không gặp qua cảnh đời, không phải cố ý chống đối ngươi, rượu này ta uống, uống xong sau này ngươi muốn ta như thế dạng sẽ làm gì, nhưng là có thể hay không mời ngươi thả qua bạn của ta. Nàng thanh âm run rẩy, thậm chí mang một tia khẩn cầu. Trần Phong chú ý tới toàn bộ phòng yến hội quý khách đều nhìn về bên này, ánh mắt ngay tức thì đổi được hung tàn đứng lên, gái điếm thúi, ngươi có cái gì tư cách và ta nói điều kiện. Người CMN tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn cứu người khác, ngày hôm nay lão tử buổi tối không làm chết ngươi cái này thúi. Bót! Lời còn chưa nói hết, một tiếng thanh thúy chàng pháo tay vang khắp toàn bộ phòng khách. Trần Phong trực tiếp té xuống đất, khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Hắn lại có thể bị người sáng một bạt tai. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Từng cái nhìn về phía Diệp Thần giống như gặp quỷ vậy. Người này lại có thể không chỉ dám mắng Trần gia thiếu gia, lại có thể liền bàn tay cũng dám phiến.
thật không muốn sống nữa sao? Mở miệng ngậm miệng cái từ này, mẹ ngươi chẳng lẽ không dạy ngươi tôn trọng phái nữ sao? Diệp Thần rốt cuộc nói chuyện, lại là thuận tay nhận lấy Tôn Di ly rượu trên tay, trực tiếp tạt vào liền Trần Phong trên mình. Nếu ngươi như thế thích uống rượu, ly rượu này liền cho ngươi uống. Nguyên vốn còn có chút mộng Trần Phong, hoàn toàn thanh tỉnh, hắn chỉ Diệp Thần tức giận nói, ngươi cái rác rưởi, ngươi CMN biết ta là ai chăng? Ngươi lại dám phiến lão tử, còn CMN hát ta rượu, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết. Ai cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hắn liền nhìn về phía cách đó không xa hai người hộ vệ, gào thét nói, các người đám phế vật này còn lo lắng cái gì, giết hắn cho ta. Xảy ra chuyện, có lão tử chĩa vào. Hai người hộ vệ cái này mới phản ứng được, rút ra một cây co giãn côn, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Hai người rất nhanh liền bao vây Diệp Thần, lại là không chút do dự một côn nện xuống. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Một côn này nếu là đánh tới trên người, tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Hai người hộ vệ này rất rõ ràng, Trần Phong bị thương, là bọn họ không làm tròn bổn phận, nếu như liền thằng nhóc này vậy không bắt được, bọn họ thì thật phiền toái. Ngay tại cây gậy phải rơi vào Diệp Thần trên người thời điểm, Diệp Thần động. Hắn đổi quyền là trưởng, trực tiếp một trưởng vỗ ở một người hộ vệ trên mình, đồng thời, hắn thân thể nhanh chóng chuyển động, lại là một trưởng vỗ ở một người hộ vệ khác trên mình. Đụng! Hai người cơ hồ đồng thời bay ra ngoài, lại là đập vào một bên cái bàn tròn trên. Đụng! Cái bàn tròn thủy tinh ngay tức thì vỡ vụn, phát ra một đạo kinh thiên vang lớn. Trong nháy mắt giết! Triệt triệt để trong nháy mắt giết. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, Diệp Thần tiến lên trước một bước, đi tới Trần Phong trước mặt, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Diệp Thần gương mặt không ngừng phóng đại, Trần Phong cả người như rớt vào hầm băng, hắn phát hiện tên trước mắt căn bản không phải người, mà là ma quỷ. Dám khiêu chiến Ninh Ba Trần gia quyền uy ma quỷ. Hắn thậm chí thấy được đối phương trong con ngươi sát ý. Tựa như chỉ cần đối phương muốn, thì thật sẽ giết hắn. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy giết hắn. Ta hát ngươi rượu, ngươi có thể phục. Diệp Thần nói. Phục, 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 ta phục. Trần Phong thanh âm run rẩy nói. Diệp Thần trở tay một cái tát quăng ra ngoài, lại quát lên. Ta bợp tai ngươi, ngươi có thể phục. Ta phục, ta thật biết lỗi rồi, đại ca. Ngươi, ngươi kết quả như thế nào mới có thể thả qua ta? Trần Phong thật muốn khóc, cái này CMN rốt cuộc là quái vật gì à? Diệp Thần khá là hài lòng gật đầu một cái, trực tiếp nhặt lên bên cạnh điện thoại di động, đứng lên, sau đó đưa điện thoại di động vung ở Trần Phong trên mình. Gọi điện thoại cho Trần Chính Quốc, để cho hắn quỳ xuống trước mặt của ta liền cân nhắc tha ngươi. Nói xong, Diệp Thần xoay người, hai tay chắp sau lưng. Tất cả cũng không có chú ý tới, làm hắn sát na xoay người. Hai tròng mắt mang như thế nào sát ý. Bởi vì là năm đó Vân Hồ Sơn Trang vậy cuộc tụ họp, gia chủ Trần gia Trần Chính Quốc vừa vặn tại chỗ. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ được, ở phụ thân sau khi chết, người đàn ông này là như thế nào nhục mạ mình phụ thân. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ cũng hoài nghi mình nghe lầm. Tên này lại có thể để cho Trần Phong gọi điện thoại cho Trần Chính Quốc. Trần Chính Quốc là ai? Hắn nhưng mà Ninh Ba Trần gia gia chủ. Toàn bộ Ninh Ba, ai dám không ngừng kêu Trần Chính Quốc tên chữ. Càng không cần phải nói để cho Trần Chính Quốc quỳ xuống. Ban đầu, mọi người chỉ bất quá cảm thấy cái này người thanh niên cuồng. Nhưng không nghĩ tới cái này người thanh niên thật là cuồng không có bờ bến. Trần Phong cũng là ngây ngẩn, hắn muốn còn muốn sau chuyện này tìm cơ hội để cho phụ thân ra tay, tuyệt đối không nghĩ tới. Tên này lại có thể trực tiếp để cho hắn gọi điện thoại cho phụ thân. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Não tàn. Cái đó, ngươi chắc chắn, Trần Phong thử dò xét nói. Diệp Thần không trả lời, mà là dửng dưng như thường ngồi về mình vị trí, cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Cuối cùng, Trần Phong vẫn là bò dậy, ở trong góc đánh cú điện thoại kia. Không có ai biết Trần Phong ở trong điện thoại nói cái gì. Chỉ biết là nói chuyện điện thoại xong Trần Phong cả người đều thay đổi, ánh mắt vô cùng âm độc và dữ tợn. Tôn Di tự nhiên chú ý tới một điểm này, nàng nhìn về phía bên người dửng dưng như thường Diệp Thần,
trong lòng phải nhiều hối hận lại nhiều hối hận. Nàng căn bản cũng không nên đem thằng nhóc này mang đến. Tên này nhất định chính là một bệnh thần kinh, nếu không phải là đem Ninh Ba Thiên thọt phá mới từ bỏ ý đồ sao. Tôn Di lấy củi trỏ đâm đâm Diệp Thần, thấp giọng nói, Diệp Thần, ngươi nổi cơn gì, ngươi còn trẻ, đừng đem mạng của mình phối hợp à. Trần gia so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn, như vậy đi, chờ một hồi ngươi giả sắp xếp đi nhà cầu, sau đó nghĩ biện pháp chạy ra ngoài, càng xa càng tốt. Sau đó, Tôn Di từ mình trong túi sách lấy ra một tờ thẻ ngân hàng và chìa khóa xe, từ phía dưới đưa cho Diệp Thần. Nàng mắt đẹp nhìn một vòng chung quanh, nhẹ giọng nói, cái thẻ này ngươi thu, bên trong có 300 ngàn, mật mã là 6 cái 1, đây là ta những năm này tất cả tích góp. Còn có cái này cái chìa khóa xe, người đợi hồi lái xe chạy, càng xa càng tốt, nhớ, dù sao cũng không nên quay đầu lại. Diệp Thần cả người giật mình, hắn không nghĩ tới, con bé này đến lúc này, lại còn là người khác lo nghĩ. Vậy ngươi đâu? Diệp Thần xoay người, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Di. Ngươi quản ta làm gì, ta một cô gái, bọn họ có thể giết ta sao, ngươi đi mau, không đi nữa không còn kịp rồi. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ bước ra cái yến hội này thính nửa bước. Trần Chính Quốc tới. Phòng yến hội cửa bị đẩy ra, mười mấy ăn mặc màu đen Âu phục hộ vệ đứng thành hai dãy. Ánh mắt của những người này lạnh như băng, tràn đầy sát ý. Thực lực rất mạnh. Rất nhanh, một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên đi vào, mặt hắn lên viết đầy uy nghiêm và tức giận. Hắn chính là Giang Thành gia chủ Trần gia. Trần Chính Quốc đi theo phía sau một cái ông già cong lưng, bước chân nhẹ nhàng, còn người quét nhìn toàn trường. Diệp Thần tự nhiên vậy chú ý tới cái này ông già, hơi có chút bất ngờ, bởi vì là đối phương lại là một người tu luyện. Xác thực mà nói cũng không tính là người tu luyện, đối phương trong cơ thể không có đan điền, chỉ có một ít đặc thù khí lưu, dựa theo lão đầu giải thích, đây chính là hoa hạ ẩn giấu cổ võ giả. Có ý tứ, Ninh Ba lại có thể cũng có loại cao thủ này, Diệp Thần khóe miệng buộc vòng quanh một đạo độ cong. Tôn Di thấy Trần Chính Quốc tới, trong lòng lộp bộp một chút, trong miệng lẩm bẩm, xong rồi, lần này toàn xong rồi. Nàng đã nghĩ được hai người tiếp theo tình cảnh, nàng nhìn một cái bên cạnh Diệp Thành, cả người thiếu chút nữa khí nổ. Tên này lại còn ở một cái sức lực dùng bữa. Cũng lúc này, lại còn giống như quỷ chết đói đầu thai vậy. Ngươi cái này đời này cũng chưa từng ăn cơm sao? Diệp Thành à, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Trần Chính Quốc tới, ngươi làm sao còn có tâm tư ăn cái gì à? Tôn Di cơ hồ muốn khóc. Diệp Thần vội vàng kẹp một khối xương sườn cho Tôn Di, cái này xương sườn mùi vị thật thơm, ngươi vậy thường một hớp xem, thật không có lửa gạt ngươi. Tôn Di, Tiền Dũng, phòng yến hội tất cả mọi người. Trần Phong khi thấy mình phụ thân xuất hiện, lập tức vọt tới, một vệt nước mắt một cái nước mũi đối với Trần Chính Quốc khóc kể lể, ba ba, chính là cái người này, hắn mới vừa rồi tuyên bố muốn giết ta, diệt ta Trần gia. Ngươi cho ta an bài vậy hai người an ninh đều bị hắn đánh gục. Đúng rồi, còn nữa, hắn tát ta, thậm chí nói muốn để cho ngươi quỳ xuống. Ba, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à? Trần Chính Quốc nhìn lướt qua mình nhi tử. Sau khi phát hiện người lại có thể cả khuôn mặt cũng sưng, lần này, sắc mặt hắn hoàn toàn xanh mét. Lần này yến hội, mặc dù không có Ninh Ba cao cấp nhân vật, nhưng tham dự tất cả đều là Ninh Ba có mặt mũi xí nghiệp ra, nếu như sự việc truyền ra ngoài, hắn Trần gia không phải thành là Ninh Ba chuyện cười lớn nhất. Hắn chế trụ nội tâm tức giận, nhìn về phía tất cả mọi người, lấy không thể nghi ngờ giọng nói, động thủ, tự đứng ra đi, quỳ xuống dập đầu 10 đầu. Ta Trần gia sẽ cân nhắc cho một mình ngươi toàn thây. Đây chính là Trần gia tư thái. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không hẹn mà cùng rơi vào Diệp Thần trên mình, vốn lấy là cái thằng nhóc đó sẽ sợ toàn thân phát run. Lại không nghĩ rằng thành tựu người trong cuộc Diệp Thần lại còn ở ăn cái gì. Đúng vậy, không nhìn lầm, vẫn còn ở ăn. Trời ạ, đây rốt cuộc từ đâu tới quỷ chết đói à? Gia chủ Trần gia lên tiếng cũng không để ý. Đây sẽ không là bệnh thần kinh bệnh viện chạy ra đi. Các người nói, có thể hay không tên này cảm giác được mình phải chết, cuối cùng ăn một bữa tốt. Hẳn là như vậy đi.
Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt cũng thay đổi đồng tình. Trần Chính Quốc nhìn một cái Diệp Thần phương hướng, hừ lạnh một tiếng, đối với bên cạnh mấy người hộ vệ nói, đem thằng nhóc kia mang tới. Ưm, mười mấy hộ vệ ngay tức thì xông tới, không có bất kỳ nói chuyện, một cái tay dao trực tiếp chém xuống. Tôn Di cũng là cảm giác được bên tai từng cơn tiếng gió, vội vàng hướng Diệp Thần nhắc nhở cẩn thận. Ngay tại tay dao sắp rơi xuống thời điểm, Diệp Thần rốt cuộc buông đũa xuống, thân thể hơi một bên, trực tiếp nắm cái tay kia. Các người, xa xa không đủ phong độ. Hắn thanh âm lạnh như băng kia thật giống như có trước nào đó ma lực, vang khắp ở toàn bộ phòng yến hội. Cái đó bị bắt tay hộ vệ thất thần chốc lát, lại tỉnh hồn lại, từ hông ở giữa rút ra một cây dao găm, trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Đồng thời đối với những người còn lại nói, phương pháp có chút bó, cùng tiến lên. Nháy mắt bây giờ, 7-8 chỉ quả đấm hướng Diệp Thần đập tới. Sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. À, nhất định phải ta xuất thủ không? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cánh tay chấn động một cái. Buông lỏng người hộ vệ kia tay, chỉ gặp một cổ nhàn nhạt khí lưu hướng 4 phương 8 hướng lan đi. Sau đó oanh, một tiếng, người hộ vệ kia thân thể trực tiếp nện ở đồng bạn chung quanh trên mình. Ngắn ngủi mấy giây, mười mấy hộ vệ, ngổn ngang nằm ở trên mặt đất. Đánh mất năng lực tác chiến. Giờ khắc này, cả thế giới cũng yên tĩnh. Bởi vì là loại chiến đấu này, đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ. Một cái gầy yếu chàng trai, hơn nữa còn là đưa lưng về phía mười mấy người. Chỉ ra liền một lần tay. Lại có thể mấy giây không tới, toàn bộ ngã xuống. CMN, những thứ này hộ vệ là CMN búp bê sao? Tôn Di hoàn toàn bối rối. Hô hấp của nàng dồn dập, ngực cũng là không ngừng phập phồng, gợn sóng vĩ đại. Nàng trợn to hai mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Thành, hoàn toàn không nói ra lời. Tên này không phải từ nông thôn tới giao hàng phương thuốc lừa gạt tiền. Đầu năm nay, loại này nông thôn bác sĩ cũng như thế hung. Diệp Thành, ngươi! Diệp Thần cho Tôn Di đầu đã qua một cái tín nhiệm ánh mắt, mở miệng nói, ngươi nói qua để cho ta ngăn cản rượu. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, không người nào dám để cho ngươi uống một ly rượu. Không có ai. Nói xong, hắn chợt xoay người, ánh mắt lạnh như băng trực tiếp bắn về phía Trần Chính Quốc. 5 năm trước, hắn là Diệp gia phế vật, tham sống sợ chết. 5 năm sau, hắn Diệp Thần trở về, mang cả người thông trời đất quỷ thần khiếp tu vi trở về. Trần Chính Quốc cũng bị cái này ánh mắt lạnh như băng hù dọa, lại là hướng lui về phía sau mấy bước. Tốt ở sau lưng ông già đỡ hắn. Hắn luôn cảm giác cái này người thanh niên có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra được. Minh lão, cái này chẳng lẽ? Minh lão gật đầu một cái, thanh âm già nua nói, người đã đoán đúng, người này phải cùng ta là một loại người, bất quá nhìn đối phương tuổi tác, hẳn bước vào không bao lâu, không đủ gây sợ hãi. Trần Chính Quốc nghe được tin tức này, không khỏi thở dài một hơi, cung kính nói, đã như vậy. Vậy làm phiền Minh lão ra tay. Đối với ngoại giới mà nói, Minh lão chẳng qua là Trần gia quản gia, nhưng là chỉ có Trần Chính Quốc mình rõ ràng, Minh lão ở Trần gia địa vị chỉ lần này với ở Vũ Di Sơn tu hành lão gia tử. Càng là mấu chốt là, Minh lão là trong truyền thuyết cổ võ giả. Thực lực thông thiên. Hắn đã từng chính mắt nhìn thấy qua Minh lão chỉ dùng một ngón tay, liền đem mặt đất bổ ra một đạo liệt ngân. Khủng bố như vậy. Mấy năm này, Trần gia ở Ninh Ba địa vị lên như diều gặp gió, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì là Minh lão. Phòng yến hội. Minh lão bước ra mấy bước, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, hắn cặp mắt híp lại, hai tay thả ở sau lưng, giống nhau một bộ cao nhân hình tượng. Thằng nhóc, không muốn lấy là ngươi học mấy chiêu, liền coi trời bằng vung, ở lão phu trong mắt ngươi chỉ bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trần Phong gặp Minh lão cũng ra tay, cả người mừng rỡ như điên. Hắn biết Diệp Thần lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết thảy người điên ở ngoài sáng lão trước mặt, cũng chỉ có chết. Minh lão, ta muốn tiểu tử này tay phải. Trần Phong la lớn. Minh lão gật đầu một cái, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Thằng nhóc, bây giờ ta người Trần gia muốn ngươi một cái tay, ngươi có thể có lời muốn nói. Diệp Thần thật hết ý kiến, lạnh lùng nói, thật là om sòm.
ngươi như nói nhảm nữa một câu, ta để cho ngươi cuộc đời này đều là phế nhân. Những lời này ngay tức thì truyền vào bên trong đại sảnh tất cả mọi người lỗ tai, như vậy trong nháy mắt, rõ ràng có thể gặp, ít nhất có hơn phân nửa người người, cũng không nhịn được bụng miệng, bọn họ sợ mình kinh hô lên. Minh lão lắc đầu một cái, thở dài một cái nói, cuồng vọng người tuổi trẻ à. Dứt lời, hắn bóng người đột nhiên biến mất, toàn bộ phòng yến hội cuồng phong nổi lên. Chớp nhoáng bây giờ, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Một trưởng mang theo phong tới, trực tiếp hướng Diệp Thần tay phải đánh xuống. Lão phu hôm nay sẽ để cho ngươi rõ ràng cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần vội vàng vận chuyển, đan điền phun trào, một đạo chân khí trực tiếp tràn vào tay hắn cánh tay, nếu như có lòng người chú ý, tất nhiên sẽ phát hiện Diệp Thần bàn tay giờ phút này hiện lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Cút! Diệp Thần một trưởng nghênh phong thẳng lên, trực tiếp và Minh lão đụng vào nhau. Nháy mắt tức thì, chung quanh bàn kiếm trực tiếp vỡ vụn. Một cổ cường đại khí lưu lại là hướng bốn phương tám hướng đi. Bành! Từ tất cả mọi người dự liệu chuyện xảy ra. Minh lão bay ra ngoài. Không chung lại là tràn ra một đạo máu tươi. Một chiêu, Minh lão bại. Ngồi đầy tĩnh mịch, một cây kim đánh mất cũng có thể nghe rõ. Mỗi một người đang ngồi đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một bên Tôn Di che miệng, ánh mắt tròn trịa, mặt đầy không thể tin. Mà cách đó không xa Trần Chính Quốc và Trần Phong thì hóa đá vậy, ngẩn ở tại chỗ. Một mực lấy là vô cùng cường đại Minh lão lại có thể đánh bại. Hơn nữa còn là thua ở một người trẻ tuổi trên mình. Đây là tình huống gì? Làm sao có thể? Phải nói trong những người này kinh hãi nhất chỉ có Minh lão, làm hắn một trưởng và Diệp Thần đụng vào nhau nháy mắt. Không có ai biết hắn đáy lòng tung lên như thế nào sóng gió kinh hoàng. Hắn cưỡng ép chống đỡ mình ngẩng đầu lên, cơ hồ từ trong cổ họng gạt bỏ một câu nói, người rốt cuộc là ai? Người tu vi tại sao có thể là? Ta là ai? Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn trên đất ông già, giờ phút này, hắn khí chất hoàn toàn thay đổi, cả người phảng phất có loại bao trùm vạn vật trên, nhìn xuống chúng sanh khí phách. Ta là người vĩnh viễn người không chọc nổi. Diệp Thần thanh âm giống như lôi âm cuồn cuộn vang khắp ở phòng yến hội trên. Minh lão chẳng biết tại sao, nghe được câu này lại khạc ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngất đi. Sau đó, Diệp Thần tầm mắt lại rơi vào Trần gia phụ tử trên mình. Trần Chính Quốc, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trần Chính Quốc vừa nghe, sắc mặt đại biến, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, trực tiếp một chân đạp ở Trần Phong trên đùi. Một tiếng. Trần Phong quỳ xuống. Vị đại nhân này, đều là ta dạy con vô phương. Đồ khốn, người muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Trần Phong vừa nghe phụ thân buông tha hắn, mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng, vội vàng hướng Diệp Thần cầu xin tha thứ ta. Ta thật không biết Tôn tiểu thư là của ngài người phụ nữ. Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Diệp Thần rút ra một cái ghế ngồi xuống, có nhiều thú vị nhìn Trần Phong. Nói, ngươi cảm thấy là ta cần phải nói xin lỗi sao? Trần Phong trong lòng lột bột một chút, nhất thời rõ ràng, vội vàng quỳ đi tới Tôn Di trước mặt, cầu xin tha thứ Tôn tiểu thư. Đúng, thật xin lỗi, là ta mắt chó coi thường người. Ta không nên mắng ngươi, ta là kỹ nữ tử, cả nhà ta đều là kỹ nữ tử. Trần Phong vừa nói, thậm chí bên rút tay ra phiến mình bạt tai. Hắn ở mọi người tộc ra đời. Tự nhiên biết sát ngôn quan sắc, bây giờ Minh Thúc cũng ngã. Bọn họ Trần gia thật không có dựa vào. Bây giờ trọng yếu nhất chính là từ tên ma đầu này trên tay sống sót. Tôn Di có chút chưa tỉnh hồn, nhìn trước mắt ngày xưa không ai bì nổi người đàn ông quỳ xuống trước mặt mình, tạm thời bây giờ thật không biết nên nói cái gì. Một phút sau đó, nàng mới thanh âm run rẩy nói, ngươi. Ngươi đi thôi. Trần Phong mặt vui vẻ, nhìn một cái Diệp Thần. Phát hiện đối phương không có phản đối, liền vội vàng đứng dậy, đi tới Trần Chính Quốc trước mặt, thấp giọng nói, ba, chúng ta đi nhanh đi, cùng đi bót cảnh sát giết chết thằng nhóc này. Trần Chính Quốc gật đầu một cái, hắn cũng không muốn ở chỗ này ở lâu một giây, bây giờ hắn sau lưng đã ướt đẫm. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo lười biếng thanh âm từ phía sau vang lên. Trần Chính Quốc, ta có để cho ngươi đi sao? Trần Chính Quốc dừng bước lại. Thân thể cứng ngắc, hắn từ từ xoay người,
nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa ngồi chàng trai, người đang gọi ta. Ta thật giống như không có đắc tội. Quỳ xuống. Diệp Thần phẫn nộ quát. Nếu như không phải là Tôn Di ở bên người, quanh người hắn sát khí đã sớm tràn ngập toàn thân. Chuyện hôm nay coi như là chấm dứt ở đây, nhưng là 5 năm trước sự việc xa không có kết thúc. Trần Chính Quốc chỉ cảm thấy một cổ cường đại uy áp tấn công tới, hắn bả vai giống như đè một tòa núi to. Đụng! Trần Chính Quốc trực tiếp quỳ xuống trên đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi. Chiến đấu mới vừa rồi phát sinh rất nhanh, bọn họ vậy xem không hiểu, chỉ biết là Diệp Thần rất có thể đánh. Có thể đánh thì thế nào, xã hội này là pháp chế xã hội. Ngươi lại có thể đánh, vậy không địch lại viên đạn. Nhưng là trước mắt Trần Chính Quốc quỳ xuống liền hoàn toàn khác nhau. Trần gia mặc dù không tính là Ninh Ba gia tộc cao cấp, nhưng cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Lớn mạnh như vậy gia tộc sau lưng người trưởng đà lại có thể hướng một người thanh niên chừng 20 tuổi quỳ xuống. Cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Tất cả mọi người trong lòng phản ứng đầu tiên chính là Giang Thành thời tiết muốn thay đổi. Triệt để thời tiết thay đổi. Diệp Thần bỏ mặc người chung quanh phản ứng, đứng lên, từng bước hướng Trần Chính Quốc đi tới. Bước chân rất nhẹ, nhưng là ở Trần Chính Quốc xem ra, đây chính là tử thần bước chân. Rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Trần Chính Quốc, giống như trời xanh mắt nhìn xuống con kiến hôi. Hắn chậm rãi há hốc miệng ra, mới vừa muốn nói chuyện, bành. Một tiếng, cửa bị người đụng ra. Mười mấy cầm súng đặc cảnh vọt vào. Không được nhúc nhích. Trần Chính Quốc thấy những thứ này đặc cảnh, không khỏi thở dài một hơi, mạng hắn coi như là giữ được. Hoa Hạ mặc dù tồn tại cổ võ giả, nhưng là mạnh mẽ đi nữa cổ võ giả cũng bị bộ máy quốc gia ước thúc. Cho nên nhiều năm qua như vậy, rất ít có cổ võ giả bạo loạn sự việc phát sinh. Diệp Thần tầm mắt nhìn lướt qua chung quanh, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Lão đầu nói cho hắn qua một ít Hoa Hạ sự việc, hắn cũng biết Hoa Hạ đương cục quản lý cổ võ giả và người tu luyện, nhưng là cái thù này, hắn ngày hôm nay phải báo. Cái đó đứng người, mệnh lệnh ta ngươi ôm đầu ngồi xuống. Nếu như ngươi lại không ngồi xuống, ta có lý do đem ngươi bắn chết. Cảnh cáo lần đầu tiên. Để cho Diệp Thần bất ngờ, nói chuyện đặc cảnh lại là một nữ sinh. Hắn quay đầu, quả nhiên thấy được một cái thẳng ngay mình nữ sinh. Người phụ nữ đến gần 1m7 vóc người cao gầy lên, ăn mặc ngay ngắn như nhau cảnh phục. Màu xanh biếc áo phối hợp hợp kim đầu gối đồng phục quần, khiến cho nàng nhìn qua anh khí bức người, như nữ thần như nhau lẫm không thể phạm. Diệp Thần từ trước ngực nàng chứng kiến phát hiện, đối phương kêu Bách Lý Băng, hơn nữa còn là đội trưởng. Bách Lý Băng gặp cái đó đứng người đàn ông lại còn dám nhìn chằm chằm mình ngực xem, càng phát ra tức giận, trực tiếp bóp cò, nói, ôm đầu ngồi xuống. Cảnh cáo lần thứ hai. Diệp Thần vẫn không có động tác, ngay tại Bách Lý Băng chuẩn bị cảnh cáo lần thứ ba thời điểm, Tôn Di vọt ra, trực tiếp đem Diệp Thần hai tay bắt được hắn đỉnh đầu, lại là cưỡng ép để cho Diệp Thần ngồi chồm hổm xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, Tôn Di cũng là ngồi xổm ở bên cạnh, thấp giọng nói, Diệp Thành, ngươi làm gì ngẩn ra à, bọn họ thật sẽ bắn súng, chờ một hồi đi trước bót cảnh sát làm tờ khai, chúng ta hẳn không có chuyện gì. Dù sao có quản chế, toàn bộ hành trình ngươi đều là tử vệ. Không có chuyện gì. Diệp Thần vậy không muốn giải thích cái gì, gật đầu một cái. Bách Lý Băng lúc này mới thả Matsumoto tới, không biết tại sao, cái đó có chút đơn bạc chàng trai tổng để cho nàng cảm giác nguy hiểm. Nàng nhìn một cái chung quanh, rõ ràng có dấu vết đánh nhau, khi thấy quỳ là Trần Chính Quốc, nàng cả người giật mình. Tên này làm sao biết quỳ? Nàng nhưng mà Trần gia gia chủ à, nghe nói vẫn là cái gì Ninh Ba Thương hội hội trưởng. Không nghĩ nhiều nữa, nàng trực tiếp phân phó nói, Tiểu Chu, đem phòng yến hội quay phim tư liệu mang đi, hỏi lại khách sạn muốn một phần tham dự bản danh sách. Đội trưởng, vậy còn dư lại những người này làm thế nào? Tiểu Chu hỏi, Bách Lý Băng hàn mi khều một cái, thanh âm thanh thúy vang lên, toàn bộ mang đi. Buổi tối 8 giờ. Ninh Ba bót cảnh sát cửa. Diệp Thần và Tôn Di rốt cuộc đi ra, lần này cảnh sát mang đi tất cả mọi người chẳng qua là vì điều tra, chủ yếu vẫn là làm biên bản rõ ràng tình huống cụ thể.
Cảnh sát vậy tra xét lúc ấy khách sạn quay phim, đối với đại khái sự việc vậy tính rõ ràng, chỉ bất quá để cho bọn họ kỳ quái chính là, Diệp Thần và Trần Gia lão đầu kia đánh nhau giống như bị người lược giảm liền vậy, chỉ còn lại mảng lớn hoa tuyết điểm. Bỏ ra một đoạn kia toàn bộ quá trình, Diệp Thần đều là thuộc về tự vệ, bọn họ tự nhiên không thể đem Diệp Thần câu lưu. Tôn Di từng ngụm hô hấp bên ngoài không khí, không khỏi cảm khái nói, vẫn là bên ngoài được a, ta đời này thật không muốn lại vào đi lần thứ hai, trở về ta nhất định muốn tắm, trừ trừ trên người xui. Diệp Thần không nói gì, hắn rất rõ ràng, Trần Chính Quốc cha con tồn tại đối với Tôn Di mà nói vẫn là một cái tai họa ngầm. Một khi hắn rời đi Ninh Ba, Tôn Di tất nhiên sẽ bị Trần gia lửa giận. Bất kể là vì 5 năm trước sự việc, vẫn là Tôn Di, cái này hai người phải chết. Xem ra muốn tìm một thời gian, giải quyết cái này hai người, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Cái gì, Diệp Thành ngươi mới vừa nói cái gì, phải giải quyết cái gì? Ngươi là muốn đi nhà cầu sao? Tôn Di thật giống như nghe được cái gì, vỗ một cái Diệp Thần thân thể hiếu kỳ nói. Diệp Thần gãi đầu một cái, che giấu nói, ta đang suy nghĩ, ta mới tới Ninh Ba, còn thật không biết đi nơi nào giải quyết ở vấn đề. Tôn Di vỗ ót một cái này vừa nghĩ đến Diệp Thành là từ nông thôn tới Ninh Ba giao hàng thiên phương, lấy hắn thực lực kinh tế nhất định là ở không dậy nổi khách sạn, nếu như không phải là ở bót cảnh sát trì hoãn, phỏng đoán bây giờ sớm đến nông thôn. Tính như vậy, cũng là mình hại hắn đổi thành như vậy. Tôn Di do dự rất lâu, cuối cùng thật giống như quyết định vậy, nói, như vậy đi, Diệp Thành ngươi đi trong nhà ta ở một hồi, ta nơi đó còn có một cái gian phòng trống không, mặc dù không lớn, nhưng là tổng so ngủ công viên được rồi. Diệp Thần tiến tới Tôn Di trước mặt, cười đễu nói, Tôn Tổng giám, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu. Vẫn là nói, ngươi xem ta ngày hôm nay quá đẹp trai, muốn lấy thân báo đáp. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần. Làm bộ như một mặt chê dáng vẻ, người vậy ba chân mèo công phu, bà cô ta còn nhìn không thuận mắt, yêu có ngủ hay không, hừ. Ngủ, dĩ nhiên ngủ. Ai muốn ngươi ngủ, hừ, bất quá nói trước, ta chỉ cho phép ngươi ngủ một đêm. Tôn Di lời mới vừa nói ra miệng, liền che miệng, lời này nghe quá mập mờ. Lại xem Diệp Thần vậy dáng vẻ bị ổi, chính xác một bụng ý nghĩ xấu. Bởi vì là xe vẫn còn ở Long Hồ khách sạn lớn hầm đậu xe, cho nên hai người chỉ có thể đón xe về trước đến khách sạn bãi đậu xe. Rất nhanh, xe taxi đã tới rồi, hai người lên xe, Diệp Thần ở đóng cửa xe nháy mắt, sâu đậm nhìn một cái Ninh Ba bót cảnh sát, hắn có thể cảm giác rõ rệt một mực có một đôi mắt đang rình coi trước bọn họ. Chờ Diệp Thần và Tôn Di rời đi sau đó, một cái ăn mặc đồ thể thao người phụ nữ đi ra. Chính là buổi chiều mang đi Diệp Thần Bách Lý Băng. Cả người đồ thể thao đem Bách Lý Băng lồi lõm thích thú vóc người làm nổi lên tinh tế, một đầu đuôi ngựa hiện ra hết dầu kinh nghiệm, mấu chốt giờ phút này nàng vậy họa quốc ương dân mặt mũi vậy hiển lộ ra. Nàng trở lại xe mình lên, mở ra trên xe notebook, lại đem ngày hôm nay khách sạn quản chế thả mấy lần, về sau mới vừa là chậm lại gấp trăm lần. Trần gia hộ vệ nghe nói đều là lính đặc chủng giải ngũ. Làm sao tên này trước mặt như thế không khỏi đánh? Là trùng hợp, vẫn là tên này thật có thực lực này. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bấm một cái Viễn Dương điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền thông. Đại sư huynh, đang thi hành nhiệm vụ sao? Chân thực ngại quá, ta có cái sự việc muốn phiền toái ngươi một chút, ừ. Đại sư huynh ngươi có thể nhìn một chút ta phát cho ngươi video, giúp ta phân tích một chút bên trong người thanh niên kia. Ta chờ ngươi điện thoại. Điện thoại cắt đứt, Bách Lý Băng lại lâm vào sâu đậm trầm tư. Giờ phút này, xa ở Siberia, núi Ura. Bên trong dãy núi mặt có một cái ước chừng 20 thước vuông lớn nhỏ gian nhà. Đây là hoa hạ thần bí đội đột kích long hồn ở Siberia nhà an toàn. Bên trong phòng để các loại các dạng vũ khí, nhỏ như dao găm đoản đao, lớn đến khẩu súng đạn đại bác, tràn đầy khí sơ sắc tiêu điều. Một cái người mặc đồ rằn di thanh niên khôi ngô cúp điện thoại, trực tiếp ngồi ở dây thép giường trên. Một giây kế tiếp, hắn ánh mắt đông lại một cái, năm ngón tay nhẹ nhàng vô căn cứ nắm chặt, đặt ở 2 mét ra ngoài notebook lại có thể vi phạm vạn có sức hút, trực tiếp bay đến lòng bàn tay của hắn. Tiểu sư muội này thật đúng là không an phận, bằng nhà nàng đời,
tại sao phải đi địa phương nhỏ làm cảnh sát? Còn cả ngày lẫn đêm tìm ta phá án, thật là phiền toái à, ta giàu gì cũng là đội đột kích Long Hồn đội trưởng, tại sao vậy ta ứng kình cả ngày lẫn đêm không tránh sự như nhau? Mặc dù trong miệng nhắc tới, nhưng là ứng kình vẫn là ngoan ngoãn mở máy vi tính ra, đăng ký hộp thơ, đem Bách Lý Băng phát hắn video kế tiếp xuống. Video mới vừa thả mấy giây, hắn liền đoán được hẳn là bình thường đánh nhau, hắn trên mặt có chút không vui, lẩm bẩm trong miệng, loại này khoa nhi đồng đánh nhau có cái gì tốt phân tích. Chẳng lẽ cái này người thanh niên bị đám này hộ vệ đánh chết? Thật có khả năng. Đám này hộ vệ xem động tác tay hẳn là lính đặc chủng giải ngũ, chặt chặt chặt, một đám lính đặc chủng lại có thể khi dễ một cái tay trói gà không chặt tiểu tử, thật là mất thể diện. Hắn cảm thấy hết sức nhàm chán, thuận tay cầm lên một cái sandwich đặt ở trong miệng. Đột nhiên, hắn con người co rúm một cái, cả người lại là ngồi đứng thẳng lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong video một người thanh niên. Lại là chậm lại mỗi một cái động tác. Đây là, ứng kình lại đem video nhìn kỹ mấy lần, nhưng là mỗi xem một lần, hắn trong lòng liền tung lên kinh khủng hơn sóng gió kinh hoàng. Bất chi bất giác, hắn trong tay sandwich đã rơi trên mặt đất. Notebook hình ảnh định cách, đó là một bản rất trẻ tuổi mặt. Cao ngạo, tự tin, khinh thường cũng tràn ngập ở gương mặt này lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong video Diệp Thần, không nói câu nào, nhưng chỉ có hắn biết. Hắn đời người lại lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm. Cái này còn không là chính diện đối lập, mà là thông qua không biết biết bao mơ hồ video. Hắn từ nhỏ liền sanh ra ở quân nhân thế gia, lại là ở 10 tuổi liền bắt đầu tu tập cổ võ. Hắn đón nhận trên thế giới nghiêm khắc nhất huấn luyện, lại là nắm giữ cả người khác căn bản nắm trong tay không tới mạnh mẽ võ học. Hắn thành công tiến vào Hoa Hạ đội đột kích Long Hồn. Lại là ở một năm thời gian thi hành vô số nhiệm vụ, thành là để cho thế giới tổ chức dưới đất văn phong mất vía Long Hồn chiến lang. Tay hắn dính không biết bao nhiêu người máu tươi, hắn thậm chí đối với chết đã chết lặng. Nhưng là trong video người thanh niên kia để cho hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Người ngoài có thể lấy làm cho này người thanh niên chỉ là vận khí tốt, sẽ bản lĩnh, nhưng là chỉ có hắn biết, cái này người thanh niên là một vị vô cùng cường đại cổ võ giả. Thậm chí có thể là một vị sừng sững ở đỉnh núi võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư ý vị như thế nào? Một vị võ đạo tông sư chớp mắt bây giờ là có thể phá hủy một chi trang bị hoàn hảo nước Mỹ hải báo đột kích tiểu đội. 10 phút sau đó, ứng kình chế trụ nội tâm khiếp sợ, bấm Bách Lý Băng điện thoại. Sư muội, ta muốn trong video người thanh niên kia tất cả tư liệu. Lập tức, đừng hỏi tại sao, lập tức cho ta. Buổi tối 10 giờ, Ninh Ba khu nhà ở Đại Đô. Tôn Di mang Diệp Thần trở lại nàng chỗ ở, là một bộ ở vào trung tâm thành phố nhà trọ độc thân, hai buồng một phòng khách một phòng vệ sinh. Mặc dù không lớn, nhưng là thắng ở ấm áp. Tôn Di đến phòng khách, tiện tay liền cởi xuống áo khoác, hoặc giả là bởi vì là tương đối nóng, hay hoặc là áo sơ mi quá chặt, nàng lại mở ra áo sơ mi mấy cái nút áo, ngay tức thì một màn kia đầy đặn lộ ra. Cho Diệp Thần mang tới mãnh liệt đánh vào. Rất trắng, rất lớn. Diệp Thần mặc dù không muốn xem, nhưng là làm một người đàn ông, thật không nhịn được à. Cái này Tôn Di vóc người vậy quá tốt đi. Tôn Di hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần phản ứng, bên cúi người xuống sửa sang lại trên ghế salon búp bê, vừa nói, Diệp Thành, mặc dù nơi này không lớn, nhưng là lắp thêm bộ phương tiện coi như không tệ, trụ khởi tới cũng thuận lợi. Nếu như ngươi buổi tối có cần gì, đều có thể và ta nói, ta cũng coi là nửa địa chủ, dù sao phải thỏa mãn ngươi. Diệp Thần đứng ở Tôn Di sau lưng, vừa vặn có thể thấy đối phương khom người, cái mông đầy đặn đường cong. Đây là điển hình mông lớn qua eo à. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần quỷ thần xui khiến tới liền một câu, nhu cầu sinh lý có tính hay không. Tôn Di thân thể mềm mại chấn động một cái, vốn định mắng Diệp Thành mấy câu. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày hôm nay bị tên này đùa giỡn nhiều lần, có chút thật mất mặt, liền đứng thẳng thân thể, đi tới Diệp Thần trước mặt. Nàng đưa ra một cái tay khoác lên Diệp Thần trên bả vai, khẽ cắn môi đỏ mọng, hết sức cám dỗ. Từ từ, nàng lại đem tay từ Diệp Thần bả vai chợt đến hắn ngực, ngón tay nhỏ nhắn chính ở chỗ này đánh một vòng. Sau đó,
Tê Dại thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, Diệp Thành, ngươi nói chúng ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, muốn không muốn làm chút có ý nghĩa sự việc. Diệp Thần 5 năm này cũng chuyên tâm ở phương diện tu luyện, chưa từng chạm qua người phụ nữ, hiện nhận được như vậy cám dỗ, thật sự có chút không cầm được, hắn vừa định đáp ứng, Tôn Di trực tiếp biến sắc mặt, đem Diệp Thần đẩy ra, càng là để phân phó nói, muốn ở lão nương nơi này, cũng không phải là miễn phí, đi, đem phòng bếp chén trà. Diệp Thần. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn là đàng hoàng đi phòng bếp rửa chén. Nếu như bị người ở đó biết, uy danh hiển hách là huyết cuồng rồng lại có thể cho một người phụ nữ rửa chén, phỏng đoán muốn rơi xuống một mảnh. Thật ra thì đối với Tôn Di, bỏ mặc nàng đề ra yêu cầu gì, Diệp Thần cũng đều nguyện ý đi thỏa mãn, chỉ vì 5 năm trước mai táng Diệp ra phần kia tình. Hơn nữa phần ân tình này, hắn có thể cả đời cũng không trả xong. Dầm dầm hoàn chén Diệp Thần trở lại phòng khách, liền phát hiện Tôn Di không thấy, hắn cũng không nghĩ nhiều, dẫu sao mới vừa rồi Tôn Di đã từng nói muốn đi xuống lầu cửa hàng tiện lợi mua đồ. Hắn duỗi người đi tới phòng vệ sinh, mới vừa mở cửa, cả người ngây dại. Như hóa đá vậy, bởi vì là hắn phát hiện Tôn Di vậy ở bên trong. Càng là mấu chốt là, Tôn Di hiển nhiên dự định tắm, thời khắc này nàng đã cởi chỉ còn lại nịt vú và quần lót. Diệp Thần thấy được đối với thỏ trắng lớn như nõn nà ngọc trắng, nửa trận nửa che, vậy mong mỏng vài căn bản không che nổi Tôn Di nóng vóc người. Giữa eo yêu kiều nắm chặt, một đôi kỳ dài thủy nhuận đều đặn tú chân phơi bầy, liền liền xinh đẹp tuyệt trần chân thon cũng ở đây im lặng diêm dúa lòe loẹt trước, phát ra mê người mời. Ban ngày mặc quần áo, Diệp Thần cũng chỉ có thể biết Tôn Di vóc người rất đẹp. Nhưng là bây giờ rút đi quần áo, vóc người này thật là bốc lửa đến nổ tung à. Hoàn toàn không thua gì những cái kia trong tivi chọn đẹp người mẫu. Tôn Di cũng là phát giác không đúng, nghiêng người sang, khi thấy Diệp Thần xuất hiện ở cửa nháy mắt. À, một tiếng thét chói tai vang khắp toàn bộ khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thành, người còn không cho ta đi ra ngoài. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, vội vàng đóng cửa lại, hơn nữa nói xin lỗi Tôn Di, ta. Ta thật không phải cố ý, ta muốn đi nhà cầu tới. Nhưng là không có người trả lời hắn, rất nhanh hắn liền nghe được phòng vệ sinh truyền tới rào rào tiếng nước chảy, hiển nhiên Tôn Di đã đang tắm. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi tới trên ghế salon, ngồi xếp bằng, dẫu sao nữ sinh tắm không cái một hồi lâu là không ra được, còn không bằng tu luyện một phen. Mặc dù bây giờ xem ra, hắn cảnh giới và tu vi đủ để nghiền ép những người này, nhưng là lão đầu ở trước khi đi nhắc nhở qua hắn, hoa hạ đất rộng vật nhiều. Xa không có nhìn bề ngoài như thế đơn giản, thậm chí chỗ tối còn cất giấu giống như hắn người tu luyện. Ngày hôm nay Trần Gia Minh lão chính là ví dụ tốt nhất, một cái Ninh Ba nho nhỏ Trần Gia thì có như vậy cao thủ che chở, vậy tỉnh Chiết Giang gia tộc đâu. Càng không cần phải nói kinh thành người đàn ông kia. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển lên, chỉ gặp một cổ nhàn nhạt chân khí từ trong đan điền tràn ra, hướng chung quanh hắn vần quanh. Chân khí càng thuần túy. Dần dần trở nên thành một đạo ánh sáng màu vàng, tựa như một đầu chín tầng trời rồng khổng lồ ở hắn quanh thân bàn lượn quanh. Một tiếng sau đó, Tôn Di khoác áo tắm đi ra, tóc có chút ướt nhẹp, gương mặt lại là ửng đỏ. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần lại có thể ngồi xếp bằng, xì một tiếng, bật cười. Diệp Thành à, người đây là làm cái gì, học trong tivi những cái kia đại hiệp tu luyện nội công. Diệp đại hiệp, chớ luyện, mau nhanh đi tắm rửa. Còn như quần áo sao, nếu như ngươi không ngại, lần trước em trai ta tới nơi này chơi thời điểm giữ lại một bộ, ngươi trước hết ăn mặc đi. Diệp Thần mở mắt ra, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, sau đó nàng liền nhìn về phía Tôn Di, cười nói, được, ngươi là chủ, hết thảy nghe ngươi. Rất nhanh, Diệp Thần liền ôm mấy bộ quần áo đi tới phòng vệ sinh, cởi xuống tất cả quần áo, mở ra hoa vẩy cọ rửa thân thể. Từng đạo giọt nước chảy qua hắn vậy bộ ngực rắn chắc, theo bắp thịt ngực vạch qua vậy như dao khắc xuống tám khối cơ bụng, ở trong ánh đèn chiết xạ ra một loại kim loại sáng bóng. Theo hô hấp từ từ phập phồng, toát ra để cho người không dám đến gần sát khí. Thật ra thì, 5 năm trước Diệp Thần được cứu sau này vốn cho là hắn là may mắn, nhưng là lại không nghĩ rằng ác mộng vừa mới bắt đầu. Lão đầu ban đầu không có dạy hắn bất kỳ đồ, mà là đem hắn vứt xuống một cái to lớn củi.
trong nhà tù mặt nhưng là một cái đói ba ngày trước hổ khổng lồ. Một người một con hổ, chỉ có thể sống cái kế tiếp. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra, cũng không có ai sẽ nghĩ tới một cái mười mấy tuổi thiếu niên tay không, lại có thể còn sống. Cái này sau đó, lão đầu mang hắn đi rất nhiều địa phương, Diệp Thần cũng bằng vào trong lòng ngút trời tức giận còn sống. Hắn biết hắn phải sống sót, hắn muốn báo thù, hắn phải tìm được năm đó Vân Hồ Sơn Trang tham dự tụ họp mỗi một người. Hình ảnh quay về, Diệp Thần tắt đi hoa vẩy, vừa mới chuẩn bị đi lấy quần áo, dư quang nhưng liếc về trong góc một cái giỏ. Trong giỏ là một bộ áo sơ mi, còn có một cái thật dài vớ. Vớ phía trên nhất chính là một cái màu hồng quần lót. Vô cùng ướt át. Đây là tôn di. Diệp Thần thậm chí thấy rõ ràng quần lót trung tâm còn hiện lên một tia không rõ chất lỏng. Đây sẽ không là cái kia đi. Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn là tấm thân xử nữ, bây giờ thấy như vậy đồ riêng tư, coi như khống chế đầu óc không muốn vậy không làm được à. Cùng lúc đó, bên ngoài tôn di một mực ở để âm nhạc cắt trái cây, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, ánh mắt lại là tràn đầy hốt hoảng. Nàng bình thường cũng biết đem thay cho quần áo vứt xuống phòng vệ sinh giỏ bên trong, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng là bây giờ trong phòng không chỉ nàng một người à. Còn có Diệp Thần. Càng là mấu chốt là Diệp Thần đang ở bên trong tắm. Ngày hôm nay ở trên xe, bị Diệp Thần sờ bắp đùi, hơn nữa sau khi về nhà đùa giỡn, không biết tại sao, nàng thân thể đã sớm có một tia phản ứng. Nếu như bị hắn thấy được vậy cái quần lót, nàng vẫn làm thế đó người à. Tôn Di nghe phòng vệ sinh tiếng nước chảy vậy ngừng, đoán chừng Diệp Thần đã tắm xong hơn nữa thay xong quần áo, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp buông xuống trên tay trái cây dao, vọt tới. Diệp Thần, ta bắt lại đồ. Tôn Di đem cửa phòng vệ sinh đẩy ra, vừa mới chuẩn bị đi lấy y lâu, thân thể của nàng cứng lên. Nàng nhìn thấy Diệp Thần, đối phương không có mặc gì, liền liền quần lót cũng không có. Hoàn toàn thấy hết. Nàng thậm chí theo bản năng nhìn xuống một cái, nàng đầu ngay tức thì trống rỗng. Thật là lớn. Diệp Thần cũng là khá là không biết làm sao, nàng thậm chí hoài nghi Tôn Di là không phải cố ý trả thù. Người có phải hay không muốn đi ra ngoài, để cho ta thay cho quần áo? Tôn Di vừa nghe, mặt đỏ bừng, liền cổ cùng đều là một mảnh màu máu ta. Ta cái này thì đi ra ngoài. Đụng. Phòng vệ sinh cửa đóng lại. Tôn Di trực tiếp chạy chậm đến phòng ngủ, đóng cửa lại, nằm sấp ở trên giường, dùng gối che lại mặt. Mặt nàng quá nóng, coi như mở ra máy điều hòa không khí vậy vô sự vô bổ. Ta cái gì đều không thấy được, cái gì đều không thấy được. Nhưng là nàng càng nói, trong đầu càng hiện lên như vậy hình ảnh. Nàng muốn điên. Đây là nàng lần đầu tiên thấy thân thể của nam nhân. Không biết qua bao lâu, Tôn Di mới tỉnh lại, trong miệng lẩm bẩm nói, tên này nhìn như gầy như vậy, vóc người làm sao tốt như vậy. Còn có hắn phía dưới vật kia, lớn như vậy, thật là dọa người à. Chiều nay, Tôn Di cũng không có từ trong phòng đi ra, chẳng qua là để cho Diệp Thần sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, xem sạch liền xem sạch, hắn vậy chưa ăn gì thua thiệt. Sau đó, Diệp Thần liền trở về hắn gian phòng, đóng cửa phòng, khóa trái. Không có ai chú ý tới đóng cửa lại vậy một sát, Diệp Thần giống như biến thành một người khác như nhau. Ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống cơn mưa nhỏ. Diệp Thần tròng mắt lạnh như băng nhìn ngoài cửa sổ, mưa đêm, giết người đêm. Trần gia, người chuẩn bị xong chưa? Ninh Ba, Minh Châu số 1 khu biệt thự. Đây là Trần gia ở 10 năm trước mua, diện tích mười mấy mẫu, tập vườn hoa, hồ bơi, nghỉ dưỡng làm một thể, tổng đầu tư đạt tới 10 cái trăm triệu, sang trọng hết sức. Nhưng là như vậy xa hoa biệt thự, giờ phút này bầu không khí có chút quỷ dị. Trần Chính Quốc ở phòng khách đi tới đi lui, sắc mặt tái xanh, tâm tình vô cùng phiền não. Một bên ngồi trên ghế salon Trần Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, mở miệng nói, ba, ngươi đừng đi, đều phải bị ngươi sáng chói choáng váng. Trần Chính Quốc rốt cuộc ngừng lại, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, bót. Một cái tát liền đã qua. Đều là ngươi cái này đồ khốn, Minh Lão bị trọng thương, đã thành là phế nhân, không có Minh Lão,
lão gia tử cũng không ở đây, chúng ta Trần gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong xem thường nói, ba, cũng quá xem nhẹ buồn lo vô cớ đi, gia gia mặc dù không ở Ninh Ba, nhưng là dẫu sao còn sống à, ai dám tìm chúng ta Trần gia tính sổ. Minh lão rất mạnh, nhưng là ở trước mặt gia gia ngay cả một dám đều không coi là à. Đúng rồi, ba, nếu không chúng ta tự mình đi nơi đó mời gia gia rời núi. Thằng nhóc kia khùng như vậy, cũng để cho ngươi quỳ xuống, ngươi thật có thể nhẫn nại à. Trần Chính Quốc rơi vào trầm tư, nắm đấm của hắn cầm chặt. Hắn giận à. Hắn thậm chí bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại sẽ xuất hiện thằng nhóc kia bóng dáng. Hắn thật vẫn có chút buồn bực, hắn thật giống như không đắc tội qua thằng nhóc này, làm sao thằng nhóc này xem hắn ánh mắt giống như huyết hải thâm cửu vậy. Không biết qua bao lâu, Trần Chính Quốc hạ quyết tâm nói, được, ngày mai, chúng ta tự mình ngồi máy bay đi chuyến Vũ Di Sơn. Ta muốn thằng nhóc này chết. Trần Phong mừng rỡ như điên, lại là cắn răng nói, ba, ta muốn đích thân chém người này tay chân. Mụ, thật lấy là lão tử sợ hắn sao? Còn có cái đó tôn gì? Lão tử đến lúc đó không phải làm chết hắn không thể. Ba, đến lúc đó chúng ta chơi với nhau cô gái này vậy vóc người, ta ở Ninh Ba thật đúng là không tìm ra so nàng tốt. Làm nhất định rất thoải mái. Trần Chính Quốc ánh mắt vậy híp lại, xế chiều đi phòng yến hội thời điểm. Hắn thật ra thì vậy chú ý tới người phụ nữ kia. Tốt như vậy vóc người, chơi quả thật không tệ. Ngay tại Trần gia phụ tử đắm chìm trong vui sướng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau bọn họ vang lên. Ta Diệp Thần người phụ nữ, các người cũng dám động. Nháy mắt tức thì, tiếng cười hơi ngừng, Trần Chính Quốc và Trần Phong song song giật mình. Bởi vì là thanh âm này bọn họ quá quen thuộc. Tên ma quỷ kia tới. Làm sao có thể? Diệp Thần đi dạo sân vắng đi tới trước mặt hai người, lại là ngồi ở hai người ghế salon đối diện trên. Cái này ngồi xuống, trực tiếp để cho Trần Chính Quốc và Trần Phong sợ choáng váng. Ngươi vào bằng cách nào? Diệp Thần không trả lời, mà là từ trước mặt bộ đồ trà lên, chậm rãi rót một ly trà, hắn đem trà ở trước lỗ mũi ngửi một cái, sau đó khẽ nhấp một cái. Vũ Di Sơn đại hồng bào. Thật lâu không uống, coi như không tệ. Diệp Thần càng như vậy, Trần gia phụ tử thì càng sợ hãi. Đây là loài người đối với không biết sợ hãi. Mà giờ khắc này, hai người bọn họ số mệnh liền nắm giữ trước mắt chừng 20 tuổi chàng trai trên mình. Trần Chính Quốc cũng không nhịn được nữa, thanh âm run rẩy nói, ngươi. Ngươi kết quả muốn làm gì? Ban ngày thời điểm ta đã cho ngươi quỳ xuống. Ngươi còn muốn chúng ta như thế nào? Trần Phong vậy không chịu nổi cái này bầu không khí khẩn trương, trực tiếp quỳ xuống, Diệp ca, Diệp đại sư. Ta van cầu ngươi thả qua ta đi, mới vừa rồi tôn di sự việc, là ba ta nói ra, và ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi chỉ cần thả qua ta nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi, Trần Chính Quốc hoàn toàn không nghĩ tới, vào lúc này, hắn vậy vô liêm sỉ nhi tử lại có thể trực tiếp đem mình bán. Hắn biết lần này rất khó sống sót, hắn đứng lên, cưỡng ép để cho mình chấn định lại là cất cao giọng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi tới từ nơi nào, ta nói cho ngươi, ta Trần gia sau lưng có thể là có một vị tông sư. Nếu như ngươi dám giết chúng ta, tông sư cơn giận, nhưng mà ngươi có thể tiếp nhận. Tông sư, Diệp Thần cười, ngươi nói chắc là 10 năm trước liền rời đi các người Trần gia lên núi tu hành Trần Nguyên Lễ đi. Trần Chính Quốc vừa nghe đối phương biết, không khỏi thở dài một hơi, ta biết ngươi là cổ võ giả, ta cũng biết các người cổ võ giả có quy củ, nếu như lạm sát kẻ vô tội, ngươi phải đối mặt không riêng gì một vị tông sư lửa giận, ngươi sẽ còn bị cái tổ chức kia đuổi giết. Giết chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót. À, phải không? Diệp Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng cầu nụ cười. Đột nhiên, Diệp Thần động. Lòng bàn tay của hắn trực tiếp ngưng tụ ra một đạo khí màu trắng mũi tên, khí mũi tên mang theo từng cơn cuồng phong, trực tiếp hướng chuẩn bị chạy trốn Trần Phong đi. Phốc! Một mũi tên xuyên qua yết hầu, Trần Phong ngã trên đất, máu tươi tiệm nhiễm toàn bộ phòng khách. Bây giờ, ngươi nói ta Diệp Thần có dám hay không giết người? Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang khắp đúng ngôi biệt thự. Trần Chính Quốc sắc mặt ảm đạm, hắn nhìn một cái chết đi nhi tử. Hắn biết, lần này hắn Trần Chính Quốc vậy khó thoát khỏi cái chết.
Hắn đỡ ghế salon ngồi xuống, cả người tựa như già nua mười mấy tuổi, ta biết ta phải chết, nhưng là ta hy vọng ngươi cho ta một cái lý do, tại sao phải đối với ta Trần Gia Hạ này sát thủ. Chúng ta không thù không oán. Diệp Thần cười, cười vô cùng lớn tiếng, hắn đứng lên, từng bước đi tới Trần Chính Quốc trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống Trần Chính Quốc. Sau đó, Diệp Thần thanh âm tựa như từ mênh mông trên 9 tầng trời tới. Giỏi một cái không thù không oán. Ta hỏi ngươi, Trần Chính Quốc, ngươi có thể nhớ được 5 năm trước Vân Hồ Sơn trang tiệc rượu kia? Ta hỏi lại ngươi, Trần Chính Quốc, ngươi có thể nhớ được 5 năm trước chết đi Diệp gia vợ chồng? Ta cuối cùng hỏi ngươi, Trần Chính Quốc, ngươi có thể nhớ được năm đó ngươi vậy mở miệng ác độc vô cùng? Diệp Thần thanh âm như lôi âm cuồn cuộn vậy ở Trần Chính Quốc bên tai nổ vang. Trần Chính Quốc cả người ngây dại. Hắn dĩ nhiên nhớ được hết thảy các thứ này. 5 năm trước Vân Hồ Sơn trang tụ họp là Ninh Ba vô số gia tộc ác mộng. Bọn họ ở nơi đó chứng kiến một gia tộc hủy diệt. Bọn họ vậy một mực bao phủ ở đó một kinh thành người đàn ông dưới bóng mờ. Lật tay bây giờ, hủy diệt một gia tộc, cái này quá đáng sợ. Đột nhiên, Trần Chính Quốc nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, con người phóng đại, đưa ngón tay ra trước Diệp Thần kinh hô, ngươi. Ngươi là Diệp gia tên phế vật kia, cái đó rơi xuống sông Diệp Thần. Làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Không có ai biết Trần Chính Quốc giờ phút này đáy lòng tung lên như thế nào sóng gió kinh hoàng. Cái đó Diệp gia phế vật lại có thể chết mà sống lại. Lại là mang cả người khủng bố tu vi trở lại Ninh Ba. Hắn tới báo thù. Ninh Ba thời tiết muốn thay đổi. Hắn thậm chí có thể thấy, muốn không được bao lâu, Ninh Ba tất cả lớn nhỏ gia tộc cũng sẽ bị tiêu diệt. Diệp Thần cúi người xuống, đến gần Trần Chính Quốc bên tai, nhẹ giọng nói, ở ngươi trước khi chết, ta lại nói cho ngươi một cái bí mật. Thật ra thì, ta căn bản không phải trong miệng các ngươi cổ võ giả. Ta là một vị người tu luyện. Ở trong mắt các ngươi, có lẽ cổ võ giả là hoa hạ trời. Nhưng ngươi nhưng không biết, người tu luyện trong mắt, cái này hoa hạ thậm chí còn toàn bộ trái đất, cũng nhỏ bé như ở trước mắt ai. Coi như ngươi có quyền thế ngút trời, coi như ngươi đứng sau lưng một vị võ đạo tông sư. Cho dù là đứng một cái tông môn, ta Diệp Thần cũng biết một kiếm chặt đứt. Từ hôm nay trở đi, ta Diệp Thần chính là hoa hạ trời. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần quanh thân cuốn lên một đạo cường đại sát khí. Sát khí quấn quanh toàn thân, hiện lên từng cơn máu đỏ. Nháy mắt tức thì, tay hắn cánh tay tựa như hóa là một cái huyết long, trực tiếp xuyên thấu Trần Chính Quốc ngực. Trần gia, diệt. Cùng lúc đó, Vũ Di Sơn đỉnh núi. Một vị tiên phong đạo cốt đạo bào ông già ngồi xếp bằng, nếu như cẩn thận xem, tất nhiên sẽ phát hiện ông già giống như trôi lơ lửng vậy, dưới người lại là tản ra một đạo tiếp theo một đạo bát quái trận mang. Đạo bào ông già chính là Trần gia lão gia tử Trần Nguyên Lễ, Ninh Ba Trần gia, thậm chí còn tỉnh Chiết Giang Trần gia, đều là hắn một tay sáng lập. Thiên phàm qua hết sức, lão gia tử lựa chọn thoái ẩn giang hồ, chuyên tâm tu luyện, một tu luyện chính là 10 năm. Giờ phút này, Vũ Di Sơn thiên địa linh khí không ngừng hướng Trần Nguyên Lễ đan điền vọt tới, hắn tu vi cũng là ổn định leo lên. Giống nhau là muốn đột phá. Ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên, cuồng phong nổi lên. Ông già mở mắt ra, té xuống, lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Quanh người hắn thiên địa linh khí vậy toàn bộ tản đi, liền liền dưới người bát quái trận mang vậy biến mất không gặp. Mấy giây sau đó, một giọng già nua vang khắp cả tòa Vũ Di Sơn. Là ai? Đến tột cùng là ai? Dám giết ta Ninh Ba tộc nhân, hủy ta 10 năm căn cơ, ta Trần Nguyên Lễ đối thiên đạo thề, nhất định sẽ đích thân tìm đến ngươi. Sau đó, đem ngươi chém chết, diệt ngươi hồn phách. Một đêm yên lặng, Diệp Thần trong tu luyện thật sớm tỉnh lại, hắn vốn định nhiều tu luyện một hồi, nhưng là hoa hạ linh khí quá mỏng manh. Và chỗ đó kém nhau quá nhiều, dưới mắt, hắn muốn tu vi tiến hơn một bước căn bản không có thể. Xem ra phải nghĩ biện pháp luyện chế chút đan dược. Diệp Thần mở ra một mực mang theo người cánh buồm túi vải, bên trong chỉ có 2 kiểu đồ. Một bản nhăn nhúm tấm ảnh và một khối đá màu đen. Tấm ảnh là năm đó bị cứu sau hồi Diệp gia cầm, còn như đá màu đen,
chính là hắn phụ thân 11 tuổi sinh nhật đưa cho hắn lễ vật. Nói là Diệp gia tổ tông lưu lại truyền gia bảo. Lúc đó Diệp thần khịt mũi coi thường, nào có đem phá thạch đầu làm truyền gia bảo, hắn tiện tay liền đem đá vứt xuống dưới đáy giường, cho đến phụ thân xảy ra chuyện, hắn mới nhớ tới tảng đá này, sau đó hắn liền một mực để ở bên người. Lại qua một tuần lễ, chính là ba mẹ ngày rỗ, đến lúc đó đi núi Thiên Náng xem bọn họ đi. Diệp thần mới vừa định đem đá bỏ vào cánh buồm túi vải, đột nhiên, hắn dư quang chú ý tới trên đá lại có một nhóm thật nhỏ chữ. Nhỏ như nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ coi thường. Diệp thần đem đá xích lại gần, thấy được mấy hàng chữ phồn thể, mặc dù tối tăm, nhưng là đại khái có thể xem hiểu. Hình như là cái gì thạch, giọt máu cái gì. Chẳng lẽ muốn nhỏ máu nhận chủ? Không nói nhiều nói, Diệp thần bước ra một giọt máu tươi trực tiếp rơi vào trên đá màu đen, nháy mắt tức thì, một cổ cường đại tin tức lưu chui vào Diệp thần trong đầu. Hắn đầu cơ hồ muốn nổ tung. Coi như hắn là một vị người tu luyện, vậy không chịu nổi à? CMN, cái này rốt cuộc là thứ gì à? Diệp thần gầm thét một tiếng, ngất đi. Mơ mơ màng màng trong, hắn thật giống như đi tới một nơi rộng lớn đất, chính xác mà nói là một nơi nghĩa địa. Bốn phía, vô cùng là âm sâm, khí lạnh lạnh người, giống như là đi tới địa ngục vậy. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ có trăm tòa màu đen mộ bia. Đáng sợ hơn mộ bia chung quanh cắm hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, tựa hồ làm thành một tòa cực kỳ to lớn trận pháp. Mà những cái kia màu đen mộ bia chính là tâm trận. Đây rốt cuộc là cái gì à? Diệp thần mới vừa muốn nói chuyện, cả vùng rung động, vậy trăm tòa mộ bia, đều ở đây cùng đang rung động, ngay sau đó, vậy hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm lại có thể nhô lên, bay trên 9 tầng trời. Hình ảnh này vô cùng là nguy nga, làm người ta sững sờ. Còn không chờ Diệp thần kịp phản ứng, trên bầu trời vang lên một đạo dày, chính là địa cảnh hậu kỳ, cũng dám bước vào luân hồi nghĩa địa. Tự tìm cái chết, yếu nhất một tòa mộ bia chấp niệm, người vậy dẫn không nhúc nhích được. Cút! Lời nói rơi xuống, Diệp thần liền bị một chân đạp ra nghĩa địa, ở thế giới bên ngoài tỉnh lại. Diệp thần kinh ngạc nhìn trên tay đá màu đen, chẳng lẽ đây chính là lão đầu nói lên thời đại thượng cổ pháp bảo. Dựa theo người kia lời nói, chẳng lẽ chỉ cần hắn thực lực đạt tới một cái ngưỡng cửa, là có thể dẫn động mộ bia bên trong đại năng chấp niệm. Cái này, đùa gì thế, đây chính là 100 tòa mộ bia, chẳng lẽ bên trong có 100 vị đại năng. Ngay tại lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến Tôn Di thanh âm, Diệp Thành, người có hay không thức dậy, nếu không rời giường, lão nương có thể tiến vào, nghe nói các người đàn ông cũng thần bột, đến lúc đó ta cũng mặc kệ. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Diệp thần trong lòng ấm áp, hắn đem khiếp sợ trong lòng dưới áp chế tới, cũng đem đá màu đen giấu kỹ. Dưới mắt, hắn thực lực xa xa không đủ, tảng đá kia bí mật vẫn là từ từ tìm đi. Hắn mở cửa, liếc mắt liền thấy được ăn mặc đồ làm việc Tôn Di, có thể là bởi vì là ngày hôm qua lúng túng, Tôn Di ánh mắt có chút né tránh, gương mặt cũng có chút đỏ bừng, vô cùng khả ái. Tôn Di, người đối với ta tốt như vậy, ta đột nhiên không muốn đi, làm thế nào? Đề ra không cung cấp thường ở phục vụ, ta có thể ngày ngày cho ngươi rửa chén, ngày đông sắp tới, cho ngươi ấm áp giường cũng được nha. Chấm, Diệp thần cười hì hì nói. Tôn Di đi tới bàn ăn, uống một hớp cháo, thuận tiện liếc một cái Diệp thần, nói, người muốn lưu manh đùa bỡn, còn ấm áp giường. Lão nương ngủ ấm áp trước đâu, không cần ngươi ấm áp giường. Diệp thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đổi lời nói, vậy ngươi cho ta ấm áp giường cũng được, nếu có thể ôm ngươi cặp chân dài kia ngủ, ta phỏng đoán nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Một ngày sống chung xuống, Tôn Di cũng là lớn gửi biết Diệp thần tính cách, miệng đầy chạy xe lửa, nhưng là lòng dạ không xấu xa. Nàng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ngươi nếu quả thật muốn ở lại, vậy không phải là không thể, thứ nhất, ngươi muốn trước thời hạn đóng tiền mướn phòng. Thứ hai, bất kỳ tình huống gì, phòng vệ sinh đều là ta dùng trước. Thứ ba, phòng bếp chén đũa để nguyên quần áo tất cả thuộc về ngươi rửa. Tiểu tử, ngươi có thể cân nhắc mấy giờ? Lời còn chưa nói hết, Diệp thần nói thẳng, không thành vấn đề. Không quá ta trên người bây giờ không có tiền gì, ngươi nói ta có thể hay không lấy đổ thế chân. Tôn Di coi như là phục,
tên này trên mình chẳng lẽ một phân tiền cũng không có sao? Chẳng lẽ quay đầu lại, mình còn muốn bao nuôi tên này? Nàng xem Diệp Thần bên ngoài, ô, dường như còn có chút hơi đẹp trai. Còn như vóc người, tối ngày hôm qua nàng nhưng mà vừa xem trọn vẹn, tên này lại còn có 8 khối cơ bụng. Đây quả thực là nói trên nét tiêu phối sói con à. Ngay tại Tôn Di ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Diệp Thần đã tìm tới một bản khăn giấy, sau đó dùng bút ở phía trên viết xuống mấy hàng chữ. Đang là sơ cấp chú nhan đan cách điều chế. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là cầm đi ra ngoài bán, chỉ ít có thể nuôi một nhà đưa lên niêm yết công ty. Diệp Thần viết xong sau đó, trực tiếp đem vậy tấm khăn giấy nhét vào Tôn Di trong tay, gì đó, cái này là sơ cấp chú nhan đan cách điều chế, ta hơi sửa lại một chút, ngươi không phải thẩm mỹ tập đoàn tổng giám sát mà, ngươi chỉ cần đem toa thuốc này cho bộ kỹ thuật người xem, bọn họ biết hàng. Tôn Di coi như là phục, một mặt trên nhìn trong tay khăn giấy, hiếu kỳ nói, ngươi sẽ không là muốn dùng tờ này khăn giấy để một tháng tiền mướn phòng chứ. Diệp Thần lắc đầu một cái. Đưa ra một ngón tay nói, ta muốn dùng cái này tấm toa thuốc, đổi một tháng tiền mướn phòng, lại thêm 3.000 đồng tiền. Nếu như không phải là ta không có tiền, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy, vậy coi là báo đáp ngươi thu nhận ta đi, nói trước, phương thuốc này chỉ ít trị giá 10 triệu. Nếu như thấp hơn 10 triệu, ngươi ngàn vạn lần sao chớ bán. Phốc, Tôn Di thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết. Nàng trừng mắt to nhìn trước mặt chàng trai. Muốn nhìn ra đối phương là nói đùa. Nhưng là đối phương nhưng là vô cùng nghiêm túc. Ta đi. Mình đây là chứa chấp một cái không bình thường à. Một bản tùy tiện viết điểm chữ khăn giấy chỉ đáng giá 10 triệu, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Nhất định chính là đòi hỏi nhiều. Giờ khắc này, Tôn Di đối với Diệp Thần độ hảo cảm hạ xuống tới cực điểm, nàng thậm chí sinh ra vẻ chán ghét. Nếu như không phải là người đàn ông này giống như nàng bạn học cũ, nàng đã sớm đánh ra ngoài. Một phút sau đó, Tôn Di thở dài một hơi, cầm trong tay khăn giấy bỏ vào lên túi áo, sau đó móc ra 3.000 khối đưa cho Diệp Thần. Diệp Thành à Diệp Thành, ta biết ngươi muốn mặt mũi, nhưng là vậy không cần phải như vậy, 3.000 khối ta có thể cho ngươi, nhưng là hy vọng ngươi thu hồi ngươi viên kia mong cầu cái viển vông xa vời, không thiết thực lòng. Ngươi hoa số tiền này đi thật tốt tìm một làm việc đi, còn nữa, ta bên này chỉ có thể để cho ngươi ở một tháng. Một tháng sau đó, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, và ta không có nửa điểm quan hệ. Chỉ như vậy, ta mệt mỏi, ta đi làm, dự bị chìa khóa ở trên bàn. Tôn Di cầm lên túi trực tiếp đi ra bên ngoài, nàng ánh mắt là thất vọng. Loại này người đàn ông, có lẽ muốn không được bao lâu cũng sẽ bị xã hội đào thải đi. Diệp Thần nhìn Tôn Di hình bóng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tôn Di à, Tôn Di, người đem ta nhìn quá nhỏ bé. Người căn bản không biết người trong túi tờ giấy kia nặng bực nào phân lượng. Diệp Thần rất nhanh liền đem chuyện này quên mất, hắn lại đem đá màu đen lấy ra. Cầm ở lòng bàn tay, hắn có thể mơ mơ màng màng cảm giác được cái thế giới kia. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng vào không được bên trong. Xem ra hay là thực lực không đủ à, phải bắt chặt tu luyện. Mấy ngày nay thì phải luyện chế ra vật kia. Dưới mắt, đối với Diệp Thần mà nói trọng yếu nhất vẫn là kiếm chút tiền, cái này 3.000 khối đối với hắn tu luyện nơi dược liệu cần thiết mà nói, không thể nghi ngờ là chín châu một lông. Đi ra ngoài đi làm cho người khác. Đi làm là không thể nào, hắn Diệp Thần cả đời cũng sẽ không cho người đi làm. Vậy hắn có thể làm mà. Gây dựng sự nghiệp. Lấy ở trên tay hắn nắm giữ phương thuốc đích xác có thể thành lập một cái đế quốc, nhưng là thời gian chi phí quá cao. Hắn bây giờ phải tới mau tiền, càng nhanh càng tốt. Bán phương thuốc? Cũng không được, liền Tôn Di cũng không tin đồ, còn trông cậy vào người khác tin. Chữa bệnh cứu người. Diệp Thần nghĩ đến đây cái, trực tiếp vỗ tay quyết định xuống. Nhưng là bây giờ chữa bệnh cũng muốn cái gì giấy phép hành nghề y và trình độ học vấn. Đi bệnh viện nhất định là không thiết thực, dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể bày hàng vỉa hè. Diệp Thần nghĩ đến liền làm, đầu tiên là xuống lầu tìm một cửa tiệm làm mấy tấm cờ thưởng, cái gì hoa đà tái thế, diệu thủ hồi xuân, hết thảy đều phải, sau đó mua mấy bộ ngân châm cùng với đồ chữa bệnh. Cuối cùng mới đi vùng lân cận vòng vo mấy vòng, xác định một cái bầy sạp địa điểm cao nhất.
Thành Bắc Công Viên. Thành Bắc Công Viên là Ninh Ba ba công viên lớn một trong, bên trong càng là có một cái đặc sắc phố buôn bán lượng người đi không tệ, mấu chốt nhất là có rất nhiều người ở nơi đó bày sạp coi bói bán đồ cổ cái gì, phỏng đoán đi đi dạo người cũng sẽ tin trung y, đến lúc đó danh tiếng đánh ra, hắn còn sợ không có khách hàng. Ròng rã một ngày, Diệp Thần cũng bởi vì bày sạp làm chuẩn bị. Buổi tối, Tôn Di tan việc trở về, vốn là muốn xem Diệp Thần có hay không tức giận, dẫu sao buổi sáng lời nói có chút tổn thương hắn lòng tự ái. Nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần mua một đống lớn không giải thích được cờ thưởng, nàng thật có chút tức giận. Bi thương hắn bất hạnh, tức giận không tranh. Nàng vốn lấy là buổi sáng nói sẽ khuyên tỉnh người này, nói không chừng tên này liền đàng hoàng đi làm, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần không chỉ không đi ra tìm việc làm, ngược lại làm lên lừa gạt làm ăn. Lần này không phải gạt nàng, mà là lừa gạt người khác, ghê tởm hơn. Diệp Thần cũng là chú ý tới Tôn Di trở về, vừa định nói một chút hắn kế hoạch, Tôn Di liền nổi giận đùng đùng đứng ở trước mặt hắn, tức giận nói, Diệp Thành, người rốt cuộc non nớt không ngây thơ. Người lại không thể làm công việc đàng hoàng. Diệp Thần nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, ta đây là cứu sống người bị thương, làm sao không phải công việc đàng hoàng. Diệp Thành, người nếu như cần tiền, ta có thể cho ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi giống như ngươi tên chữ như nhau, thành thực. Ta nghĩ, người phụ mẫu lấy cho ngươi danh tự này cũng là cái ý này, ngươi như bây giờ làm, đúng lên ngươi xa ở nông thôn phụ mẫu sao. Ngươi sau này làm sao đối mặt bọn họ, ngươi lương tâm không biết đau không? Nói tới chỗ này, Tôn Di vốn là lấy là Diệp Thành sẽ cười hì hì phản bác, thỉnh thoảng tới mấy câu huân đoạn tử, lại không nghĩ rằng Diệp Thần tròng mắt mở đi xuống, yên lặng xoay người, cầm lên ngày hôm nay đồ chuẩn bị xong, rời đi. Làm Diệp Thần đi tới cửa thời điểm, bước chân dừng lại, ta cũng muốn sau này có thể đối mặt bọn họ, nhưng là đã không thể nào, ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Dứt lời, Diệp Thần liền đi ra bên ngoài. Tôn Di nhìn Diệp Thần tịch mịch hình bóng, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Diệp Thành, lại có thể không có phụ mẫu. Nàng biết mình lời nói mới vừa rồi kia đối với không có một người phụ mẫu đứa trẻ ý vị như thế nào. Nàng cũng biết Diệp Thành thời khắc này có lòng nhiều đau. Không biết tại sao, hốc mắt của nàng ươn ướt, nàng lại nghĩ tới 5 năm trước sự kiện kia. Nàng nghĩ đến đã từng là ngồi cùng bàn nguyên bản có một cái tốt đẹp nhà, nhưng là một đêm bây giờ, tan tành. Không có ai biết cái đêm khuya kia chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết là, Diệp gia lại cũng không có ở đây. Cái đó gọi Diệp Thần thiếu niên vậy không có ở đây. Mất đi người nhà thống khổ rốt cuộc lại nhiều đau, nàng lãnh hội qua. Cho nên thời điểm đó nàng muốn dùng nàng lực lượng là cái đó mất tích cũng hoặc là chết đi bạn học cũ làm những gì. Nàng không để ý trở ngại, mai táng Diệp gia ba người. Tôn Di đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đuổi theo, nhưng là Diệp Thần đã sớm biến mất ở mờ mịt người biển. Tìm không gặp. Ngay tại Tôn Di mất hồn thời điểm chán nản, nàng điện thoại di động reo, nàng vốn cho là Diệp Thần điện thoại, nhưng là làm cầm lên nháy mắt mới nhớ tới Diệp Thần căn bản không có điện thoại di động. Trên điện thoại di động hiện lên ba chữ, Hạ Nhược Tuyết. Hạ Tổng, người trở về. Tôn Di sửa sang lại trạng thái, nghe nói. Tôn Di, ở đâu? Lập tức trở về công ty, cấp S hội nghị khẩn cấp. Nói xong, điện thoại liền cúp. Tôn Di ý thức được sự việc có chút không đúng, nàng ở công ty nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tổng giám đốc giọng làm sao cấp bách, liền thật giống như xảy ra đại sự gì vậy. Càng quỷ dị hơn là lần này là cấp S hội nghị khẩn cấp. Đây chính là cao cấp nhất hội nghị khẩn cấp. Chẳng lẽ tập đoàn Hoa Mỹ xảy ra chuyện? Thành Bắc Công Viên. Diệp Thần vác một đống lớn đồ đi tới bên trong công viên phố buôn bán. Bởi vì là đã chạng vạng tối, tất cả lớn nhỏ gian hàng đã bày dậy rồi, lượng người đi coi như không tệ. Diệp Thần thật vất vả tìm một nơi chỗ trống, trực tiếp đem đồ buông xuống, dựng một cái đơn sơ đài nhỏ. Làm chờ tốt đài, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn quên mang băng ghế. Luôn không khả năng để cho người khác đứng xem bệnh đi. Chẳng lẽ ngày thứ nhất thì phải chậm lại khai trương? Ngay tại Diệp Thần mặt mày ủ rột thời điểm, bên cạnh một cái bán đồ gốm đại thúc đi tới.
Tiểu huynh đệ, ngươi là mới tới đây hay sao? Ta đây thật giống như chưa từng thấy ngươi. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới bên cạnh Đại Thúc, một phen trò chuyện ngày kế tiếp, cũng coi là biết. Đại Thúc kêu Trung Tuyết dũng cảm, đến từ Ninh Ba phía dưới cây Tùng núi huyệt, tới bên này bày sạp kiếm sống, làm người cởi mở, thường xuyên treo nụ cười. Tiểu huynh đệ, ta đây mới vừa rồi xem ngươi mặt mày ủ rột, có phải hay không đụng phải phiền toái gì? Diệp Thần đúng sự thật nói, Trung Đại Thúc, ta cái này không phải ngày thứ nhất tới mà, kết quả quên mang băng ghế, cái này không, ta dự định dẹp quầy trở về, ngày mai lại tới tốt. Trung Đại Thúc vừa nghe, không nói hai lời, trực tiếp đem mình mới vừa rồi ngồi băng ghế cầm tới, ta đây vậy không quá vui vẻ ngồi, cái này băng ghế cho ngươi khỏe, ngày hôm nay lượng người đi cũng không tệ lắm, không lay động than có chút đáng tiếc. Nhưng mà Đại Thúc ngươi không có băng ghế, thì phải đứng một đêm à, có thể hay không? Diệp Thần còn chưa nói hết, Trung Đại Thúc liền khoát khoát tay trở lại mình gian hàng, tiểu huynh đệ, đừng ma ma tức tức à, cho ngươi liền cho ngươi, nếu như ngày nào ngươi làm ăn khá, cho ta đây một điếu thuốc rút ra là được. Diệp Thần cũng không kiểu cách, cảm ơn Trung Đại Thúc, trực tiếp đem băng ghế bày ở gian hàng trước mặt, sau đó lại là đem những cái kia luyện chế xong cờ thưởng treo lên. Trung Đại Thúc vốn là tò mò Diệp Thần bày cái gì than, trộm trộm nhìn mấy lần, nhưng là khi thấy những cái kia cờ thưởng, ngây dại. Cái đầu tiên coi như bình thường, nghiêm cẩn, cầu thực, dâng hiến. Cái thứ hai hỏa phòng cũng có chút không đúng, hành nghề y tế thế, diệu thủ hồi xuân, biển thước ở sinh, hoa đà trên đời. Trung Đại Thúc tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Tiểu Diệp lại là bác sĩ, nhưng là nào có bác sĩ như thế khen mình à. Liền liền Ninh Ba đệ nhất bệnh viện bác sĩ cũng không dám như thế thổi à. Cái này Tiểu Diệp có phải điên rồi hay không à? Cái này còn không muốn chặt, khi thấy cái thứ ba thời điểm, Trung Đại Thúc thật là phát điên. Khai trương đại hạ giá, toàn trường 20%, bao trị bách bệnh, tiền xem bệnh 100.000 lên. Trời ạ, Tiểu Diệp làm gì vậy à, xem bệnh nào có giảm giá à? Người bớt cũng được đi, quang tiền xem bệnh liền 100.000. Đây là cái gì quỷ a? Trên đời nào có như thế định giá? Trung Đại Thúc vốn muốn đi khuyên Diệp Thần, nhưng phát hiện không lâu lắm, Diệp Thần gian hàng đã bù đầy người. Hắn căn bản chen không đi vào à? Chết chắc, Tiểu Diệp có phiền toái à? Trung Đại Thúc khẩn cấp hỏa liệu nói. Thật ra thì sở dĩ nhiều người như vậy, rất lớn một số nguyên nhân là tới xem Diệp Thần chuyện Tiếu Lâm. Bọn họ ngược lại là phải xem là ai dám muốn tiền xem bệnh 100.000. Một cái tóc vàng đứng dậy, từ đầu đến chân nhìn Diệp Thần một cái, cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi là mới tới đi, ngươi tới đây bên trong chữa bệnh. 100.000, chắc chắn không có nói đùa. Diệp Thần nhìn một cái tóc vàng cũng biết đối phương không yên lòng, nói, ngươi đóng 100.000 tiền xem bệnh, sẽ biết có đáng giá hay không. Tóc vàng không nghĩ tới chủ sạp này nóng nảy còn thúi như vậy, khinh thường nói, ngươi, còn dám muốn ta 100.000. Ngươi loại này tên lường gạt, lão tử gặp một lần đánh một lần. Diệp Thần bước ra một bước, có bản lãnh ngươi thử một chút. Diệp Thần mặc dù không có vận dụng bất kỳ chân khí, nhưng là hắn nhưng mà từ trong đống người chết bỏ ra, một cái ánh mắt cũng đủ để chấn nhiếp mọi người. Cái này một giây. Cái đó tóc vàng ngay tức thì cảm giác được mình bị tử thần phong tỏa vậy, chán hắn rỉ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cả người như rơi vào hầm băng. Ta! Tóc vàng theo bản năng lui về phía sau một bước, không ngờ bước chân trượt một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Một màn này, dẫn được người đi đường vui vẻ cười to, có cái này vừa ra, tóc vàng cũng không tốt lại ở lại, trực tiếp chạy mất dạng. Tiểu huynh đệ! Người cái này tiền xem bệnh 100.000 là Đồng Yên vẫn là Hàn Nguyên. Đột nhiên, có cái tây trang dày da nam giới mở miệng nói, hắn là một nhà doanh tiêu công ty tổng giám sát, đoán chừng Diệp Thần là lợi dụng trộm đổi khái niệm thủ đoạn để nâng cao nhân khí. Nhân dân tệ, Diệp Thần nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên này thật đúng là nói lên. Phải biết 100.000 khối nhưng mà tương đương với Ninh Ba thành phần trí thức một năm thu vào, bệnh này, ai coi trọng à? Liền tại tất cả người hò hét ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần lại bổ sung, 100.000 nguyên này chẳng qua là tiền đặt cọc, nếu như chứng bệnh có chút phiền toái, 1.000.000 khởi bước. Không quá ta có thể bảo đảm, bất kỳ bệnh cũng có thể trị.
giờ khắc này, toàn bộ vây xem đám người cũng yên tĩnh. 100.000 lại có thể chẳng qua là tiền đặt cọc. Thậm chí đến tiếp sau này còn muốn 1.000.000 khởi bước. Cái này CMN là kia chạy ra bệnh thần kinh ngà. Một giây kế tiếp, đám người bộc phát ra, tiếng mắng một mảnh. Người CMN tại sao không đi cướp, 100.000 tiền đặt cọc, thua thiệt ngươi muốn lên, ngươi thật lấy là ngươi là hoa đà sao? Một cái đại mụ đại đại liệt liệt nói. Tên này đoán chừng là tên lường gạt, quen biết tiền đặt cọc liền chạy. Đúng đúng đúng, nhất định là tên lường gạt, chúng ta báo C, A. Trung đại thúc mắt xem tình huống không đúng, vội vàng chen lấn đi vào, tốt bụng khuyên nhủ Tiểu Diệp, ngươi. Ngươi nhanh lên đem gian hàng rút lui đi, nào có ngươi như vậy bầy sạp à, không đi nữa, phỏng đoán đám người này cũng muốn đối phó ngươi. Không tốt, đã có người báo động, Tiểu Diệp, ngươi đi nhanh đi. Diệp thần nhìn nổi giận mắng người đi đường, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vốn là lấy là nhiều người như vậy tổng có người sẽ muốn thử một lần. Bây giờ ồn ào, tốt lắm, toàn đem hắn làm tên lường gạt. Hắn thậm chí thấy cách đó không xa mới vừa mua xong trứng gà đại mụ đang dự định hướng hắn ném trứng gà. Được rồi, rút lui than liền rút lui than, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp nào khác kiếm tiền. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị dẹp quầy thời điểm, hai thiếu nữ từ trong đám người chen lấn đi vào. Thiếu nữ xuất hiện, liền liền tiếng mắng vậy ngưng. Bởi vì là tầm mắt mọi người cũng chú ý ở một cái trong đó trên người cô gái. Bởi vì là, cô gái này cũng quá đẹp mắt. Chỉ gặp cái cô gái đó mang màu trắng mũ lưỡi chai đem nàng vậy bàn khởi mái tóc dài và nửa gương mặt cũng che lại, nhưng có thể cảm giác được nàng nhất định rất đẹp, kinh người đẹp. Cô gái lên người mặc vào kiện lộ vai bó sát người mao tuyến sam, trong trắng thấu đỏ da thịt khảm ở vô cùng phú cốt cảm đẹp hai bờ vai. Mao tuyến sam khỏa không dừng được niểu na ngạo nhân ngực, đỉnh núi phập phồng, phong tư thướt tha, phối hợp nhỏ đúng dịp eo, đường cong cân bằng mà vóc người bạo tốt, tuyệt đối có thể dùng, ma quỷ, hai hình chữ cho. Cô gái nửa mình dưới thì ăn mặc một cái màu lam nhạt nghỉ trang sức quần jean, sấn nhờ được nàng vậy cao gầy mà thon thả vóc người, một đôi tiểu bạch giày phối hợp hạ, cả người lộ vẻ được quyến rũ mà cao nhã, tươi đẹp thoát tục. Cô gái nhìn một cái Diệp Thần những cái kia cờ thưởng, mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn mở miệng nói cái đó. Ngươi thật bệnh gì cũng có thể trị. Diệp Thần gật đầu một cái. Được, vậy ngươi cùng ta trở về. Cô gái là khác thường quả quyết đến Diệp Thần đều có chút không tin. Cô gái vừa mới dứt lời, bên cạnh nữ tóc ngắn trẻ con liền khuyên nhủ. Mộng Giai, ngươi nổi cơn gì nha, tên này rõ ràng cho thấy tên lường gạt. Ngươi cũng không muốn bệnh cấp loạn đầu y à. Hơn nữa ngày mai sẽ có một chi nước ngoài chuyên gia vội tới bá phụ giải phẫu. Lúc này, ngươi lại thế nào tin tưởng loại này tên lường gạt à. Còn nữa, ngươi xem tên này mới mấy tuổi à, đều cùng chúng ta không lớn bao nhiêu. Hắn nhiều lắm là chỉ một cái thực tập bác sĩ. Loại người này bao trị bách bệnh, ngươi cảm thấy tin được không? Cái đó gọi Mộng Giai cô gái vừa nghe, có chút do dự, nàng vừa liếc nhìn Diệp Thần. Xác định nói, cái đó, ngươi thật không gạt người. Diệp Thần chỉ cờ thưởng, nghĩa tránh ngôn từ nói, ta Diệp Thần chưa bao giờ gạt người, nếu như không trị hết, tùy ngươi xử trí như thế nào. Cái cô gái đó vừa nghe, liền hạ quyết tâm nói, tốt lắm, cùng ta đi, ngươi. Lời này vừa nói ra, người chung quanh sao mở ra nồi. Cô gái nhỏ, tên này thật sự là tên lường gạt. Cô gái nhỏ. Muốn xem bệnh đi tốt một chút bệnh viện đi, tiểu tử này không được à. Nữ tóc ngắn trẻ con tiếp tục khuyên nhủ, Mộng Giai, ngươi nghe, mọi người đều nói hắn tên lường gạt, ngươi ngàn vạn lần sao không nên vọng động à. Thật bất ngờ, cô gái tâm ý đã quyết, trực tiếp một cái đi tới Diệp Thần trước mặt, kéo Diệp Thần đi ra ngoài, ba đã không có bao nhiêu thời gian, coi như hắn là tên lường gạt ta cũng nhận, ta không thể buông tha hy vọng cuối cùng, ngựa chết thành ngựa sống đi. Diệp Thần có chút không giải thích được, này, người đẹp, ta còn không có đáp ứng chứ. Không cần ngươi đáp ứng. Diệp Thần bị cô gái cưỡng ép kéo đến một chiếc Mercedes-Benz G-Class, mặc dù hắn không hiểu xe, nhưng là cũng nhìn ra xe này giá trị không rẻ. Ba người cũng ngồi ở phía sau, lái xe chính là một cái ước chừng 30 tuổi người đàn ông. Tiểu thư, bây giờ đi đâu? Tài xế hỏi. Cô gái lo lắng.
thờ ơ nói, về nhà. Sau đó, cô gái nhìn về phía Diệp Thần, tự giới thiệu mình, ta kêu Thẩm Mộng Giai, ngươi nhất định rất kỳ quái ta tại sao tìm ngươi. Diệp Thần lắc đầu một cái, không kỳ quái à, ngươi là duy nhất một người biết hàng. Thẩm Mộng Giai liếc một cái Diệp Thần, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ, nói, muốn 100.000, có thể, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đó chính là lừa gạt ta mẫu thân, ngươi đến nhà ta, ngươi phải nói có thể trị hết ba ba ta, nhưng là phải mang tới trên núi chữa trị một năm, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi 50.000. Thẩm Mộng Giai tóc ngắn bạn cái này mới tỉnh ngộ lại, kinh hô, Mộng Giai, ngươi nguyên lai là không muốn cho mẹ ngươi đả kích, mới tìm tên lường gạt này. Nhưng là giấy không gói được lửa à. Thẩm Mộng Giai môi run rẩy, trong hốc mắt có nước mắt đang đánh cút, Tiếu Mẫn, ta thật không có lựa chọn, ba ba mắc phải tuyệt chứng, căn bản không trị được, chống đỡ không tới ngày mai, hơn nữa ngươi cũng biết, ta mẫu thân thể không tốt, nếu như biết ba ba xảy ra chuyện, nàng cũng biết không nghĩ ra. Ta thật không muốn lập tức mất đi hai thân nhân. Trong chốc lát, hai cái cô gái trực tiếp ôm nhau, khóc ổ lên. Diệp Thần cũng coi là phục, hắn vốn đang lấy là thật vất vả đụng phải một cái người biết hàng. Kết quả, CMN con bé này căn bản không phải nhìn chúng hắn y thuật, mà là nhìn chúng hắn thuật lừa gạt. Ta đi. Toàn trường nhất nên khóc hẳn là hắn mới đúng. Ninh Ba Bắc, Vịnh Long dược khu biệt thự. G-Class lái vào khu biệt thự, ở số 1 biệt thự dừng lại. Sau đó ba người liền xuống xe, vào trước cửa, Thẩm Mộng Giai luôn mãi hướng Diệp Thần giao phó, nhớ lời của ta mới vừa rồi, xem ta ánh mắt làm việc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, đi thẳng vào. Hai cô gái mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như thế có lý chẳng sợ tên lường gạt. Mộng Giai, ta làm sao cảm giác tên này không đáng tin cậy đâu. Tiếu Mẫn nói, à, thôi, tới đã tới rồi, cũng không thể đem người đuổi ra ngoài đi. Vì vậy, hai người cũng đi vào. Biệt thự lầu 3. Diệp Thần rốt cuộc thấy Thẩm Mộng Giai phụ thân, người sau nằm ở trên giường, đang vô nước biển, trong mắt hắn đóng chặt, môi tím bầm, toàn bộ thân thể gầy như que củi. Sức sống hoàn toàn không có. Đây là một cái cơ hồ bước vào quỷ môn quan người, thế gian y thuật căn bản không cứu được. Thậm chí Diệp Thần còn cảm nhận được trên người đối phương tử khí. Tử khí cơ hồ tràn ngập hắn ngực. Một khi giật qua đỉnh đầu, coi như Đại La Kim Tiên cũng đừng nghĩ cứu. Thẩm Mộng Giai gặp Diệp Thần lắc đầu, đi tới hắn bên người giải thích, mấy năm này ba ba ta vẫn bận làm ăn, không có chú ý thân thể, tháng trước kiểm tra, đột nhiên kiểm tra ra ung thư phổi thời kỳ cuối, chúng ta đi nước ngoài tốt nhất bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian, hiệu quả vẫn là không được, bác sĩ nói chỉ có 3 ngày tuổi thọ, sau đó chúng ta thật vất vả từ kinh thành mời được Khâu Thần Y, lúc này mới đem ba ba ta kéo dài tánh mạng đến lúc này. Nhưng là Khâu Thần Y ngày hôm qua nói cho ta, ba ba ta có thể chỉ có 1 ngày sinh mạng, à. Cũng may bây giờ mụ ta còn không biết chuyện này, hy vọng ngươi giúp ta giấu giếm một chút, thật kính nhờ, tiền không biết thiếu ngươi một phần. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, chỉ gặp một cái ăn mặc kỳ bào phu nhân vội vàng đi tới, phu nhân bên người thì đi theo một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng ông già. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này phu nhân chắc là Thẩm Mộng Giai mẫu thân, cũng là lần này hắn lừa dối đối tượng. Còn như bên người áo khoác dài màu trắng ông già, đoán chừng chính là Thẩm Mộng Giai trong miệng Khâu Thần Y. Thẩm mẫu đi tới Thẩm Mộng Giai trước mặt, trực tiếp khóc, lại là gắt gao ôm chặt nàng, khóc kể lể, Giai Giai, ta mới vừa rồi nghe Khâu Thần Y nói Hải Hoa không bao nhiêu thời gian, là thật sao? Nếu như Hải Hoa đi, ta sống còn có ý gì à? Thẩm Mộng Giai mắt đẹp trợn to, trực tiếp nhìn về phía một bên Khâu Thần Y. Nàng trước khi đi, nhưng mà rõ ràng và Khâu Thần Y thông đồng tốt. Để cho hắn không cần nói ra tới. Có thể tình huống dưới mắt lại là chuyện gì xảy ra. Cái này làm cho nàng có chút ứng phó không kịp à. Khâu Thần Y đứng dậy, thản nói, Trầm tiểu thư, xin lỗi, ngươi những cái kia tiền ta không thể nhận, đây chính là một cái mạng, chúng ta bác sĩ muốn là mình nói ra phụ trách. Ngươi, chấm, Thẩm Mộng Giai thật là muốn chọc giận nổ. Cái này lão già kia cũng quá hèn hạ đi, trước khi ra cửa đáp ứng, sau khi ra cửa liền trực tiếp phản bội mình. Ngay tại lúc này, một cái ước chừng 30 tuổi chàng trai vậy đi ra.
chính là Thẩm Mộng Giai anh cùng cha khác mẹ, Thẩm Mộng Long. Mộng Giai, làm người đâu, muốn thành thực, sanh lão bệnh tử bản thân chính là chuyện không quá bình thường tình, người gạt mụ mụ làm gì. Phỏng đoán ba ba cũng không sai biệt lắm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi tấn táng công ty, đến lúc đó cho ba ba làm cái dạng dỡ tang lễ đi. Khi thấy Thẩm Mộng Long xuất hiện, nàng coi như là hoàn toàn rõ ràng. Tên này vẫn muốn thừa kế phụ thân di sản, vốn là phụ thân sau khi chết, tài sản là ba người chia đều. Nếu như mình mẫu thân cũng bị tức chết, vậy hắn tự nhiên có thể được càng nhiều hơn tài sản. Hèn hạ, chán ghét. Thẩm Mẫu đã khóc không thành tiếng, nghe tới Thẩm Mộng Long mà nói, cả người cơ hồ bất tỉnh. Cũng may Khâu Thần Y bấm Thẩm Mẫu nhân chung, mới để cho đối phương tỉnh hồn lại. Khâu Thần Y nhìn một cái trong phòng thẩm phụ, thở dài một hơi, an ủi, phu nhân, nén bi thương thuận đổi. Thẩm Mẫu hoàn toàn tan vỡ, lại là xông về vách tường đánh tới. Hải Hoa, ta tới bồi ngươi. Thẩm Mộng Giai sắc mặt đại biến, muốn đi ngăn lại mẫu thân, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hắn cách mẫu thân thật sự là quá xa. Mà Thẩm Mộng Long và Khâu Thần Y mặc dù đến gần Thẩm Mẫu, nhưng căn bản không có cản ý nghĩa. Thậm chí khóe miệng lộ ra nụ cười như ý. Súc sinh, các người hai súc sinh này. Thẩm Mộng Giai con người hiện lên tia máu, nàng quả đấm cầm chặt, thậm chí bởi vì là dùng sức, móng tay đã rơi vào lòng bàn tay, rỉ ra một tia đỏ bừng máu tươi. Nàng rất rõ ràng, Thẩm gia có thể lúc này sụp đổ. Thậm chí một đêm bây giờ hai mạng người. Làm thế nào, rốt cuộc nên làm cái gì? Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, để cho tất cả mọi người bất ngờ chuyện xuất hiện. Một đạo màu đen tàn ảnh thoáng qua, ngay sau đó, một đôi bàn tay vô căn cứ xuất hiện, lại là trực tiếp nắm tự sát Thẩm Mẫu. Bên trong cái tên kia, ta có thể trị. Giờ khắc này, cả thế giới tựa như đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn vậy hai tay chủ nhân. Đó là một người thanh niên, một cái tướng mạo xấu xí chàng trai. Một cái cả người quần áo cộng lại cũng chưa tới 200 nguyên chàng trai. Thẩm Mộng Giai thấy Diệp Thần chặn lại tìm chết mẫu thân, thở dài một hơi, vừa định lên tiếng cảm ơn, nhưng là vừa nghe đến hắn khoe khoang khoác lác, nhất thời nhức đầu. Sự việc rõ ràng đã sớm xuyên bang, ngươi còn diễn cái gì à? Ngươi chẳng lẽ không đầu óc sao? Không nhìn ra thế cuộc trước mắt sao? Thẩm Mẫu ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại là nắm thật chặt Diệp Thần tay, hỏi, ngươi. Chàng trai, ngươi thật có thể chữa khỏi Hải Hoa, có thật không? Diệp Thần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Ngay tại lúc này, một bên Thẩm Mộng Long cười, mụ, loại này tên giang hồ lừa bịp ngươi cũng tin. Ba ba được nhưng mà ung thư thời kỳ cuối, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí còn cả thế giới nào có thành công án quy định, thằng nhóc này làm sao chữa? Còn nữa, ngươi xem thằng nhóc này, lông đều không mọc đủ, còn học người khác chữa bệnh. Làm trò đùa, Khâu Thần Y đều nói không được, hắn làm sao cứu? Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói, người khác không cứu được, không có nghĩa là ta Diệp Thần không cứu được. Khâu Thần Y cũng là đứng dậy, chất vấn, thằng nhóc, ngươi có hay không giấy phép hành nghề y, cái nào trường học tốt nghiệp? Nói không chừng ta còn dạy qua các người viện trưởng. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có. Giờ khắc này, Khâu Thần Y và Thẩm Mộng Long cũng cười. Một cái liền giấy phép hành nghề y cũng không có người, còn chữa bệnh. Chị mẹ ngươi đâu? Lời mới vừa lối ra, chỉ cảm thấy chung quanh cuốn lên một hồi cuồng phong. Bót! Một cái tát trực tiếp rơi vào Thẩm Mộng Long trên mặt. Ngay tức thì đem hắn tung bay ra ngoài. Thân thể lại là đụng vào cẩm thạch trụ lên. Thẩm Mộng Long ngây dại, lại là bụng mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, gầm hét lên, ngươi lại dám tát ta. Ngươi biết ta là ai chăng? Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Long, thanh âm lạnh như băng vang lên, nếu như lại để cho ta nghe được chữ kia, chết. Rồng có nghịch lân tiếp xúc hẳn phải chết, mà phụ mẫu chính là hắn Diệp Thần nghịch lân. Thẩm Mộng Long hoàn toàn không dám nói tiếp nữa. Hắn cả người tựa như bao phủ ở cặp mắt kia dưới. Vô cùng lạnh như băng, giống như tử thần mắt. Diệp Thần nhìn về phía một bên ngây người như phỗng mấy người, mở miệng nói, muốn ta trị người ở bên trong, có thể tiền xem bệnh 10 triệu.
tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Còn không có chị lại có thể thì phải 10 triệu. Đây cũng quá lớn khẩu khí đi. Thẩm Mộng Giai vội vàng đi tới, đối với Diệp Thần nhẹ giọng nói, Diệp Thần, ngươi đừng đóng kịch, không sai biệt lắm thì phải, ta chờ một hồi đi ra ngoài lại cho ngươi 100 ngàn. Diệp Thần không để một chút để ý. Bên cạnh Khâu Thần Y cũng là không nhìn nổi, hừ lạnh một tiếng, 10 triệu, thật vẫn muốn lên, ngươi thật lấy là mình là hoa đà. Diệp Thần nhìn về phía mọi người, giải thích, xin lỗi, các người cũng hiểu lầm. 10 triệu chỉ bất quá để cho hắn tỉnh lại, nếu muốn triệt để chữa khỏi hắn, còn cần một đợt điều trị, cái này đợt điều trị là 50 triệu, không trả giá. Làm tất cả mọi người nghe được 50 triệu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người điên, triệt triệt để người điên. 60 triệu đổi một cái mạng thua thiệt sao? Dĩ nhiên không thua thiệt, hơn nữa máu được lợi. Nhưng là cái này cũng nếu có thể chữa xong điều kiện tiên quyết à. Đây chính là ung thư thời kỳ cuối à, toàn thế giới công nhận tuyệt chứng. Diệp Thần hai tay cắm túi, cho các người 3 giây thời gian cân nhắc, ta thời gian rất quý báu, không chữa, ta đi. 3, 2, chị, ta chị, Thẩm Mẫu cơ hồ giống lên. Nàng không có đường lui, coi như trước mắt thằng nhóc này là tên lường gạt, nàng vậy nhận. Được, Diệp Thần trực tiếp hướng cái gian phòng đó đi tới, đi chuẩn bị 10 triệu. Ta trước tiến hành thứ một đợt điều trị, để cho hắn tỉnh lại, ở nơi này thời gian, không cho phép người bất kỳ bước vào nơi đây. Nói xong, hắn trực tiếp đóng cửa phòng lại, lưu lại một mặt mơ hồ mọi người. Mấy giây sau đó, tất cả mọi người mới tỉnh lại. Tên này thật có thể đem ba ba cứu tỉnh, Thẩm Mộng Giai không tự tin nói. Hừ, máy đã kiểm tra qua, tâm điện đồ cũng không nhảy, ba ba cũng chết không thể chết lại, ngươi tin hắn cái quỷ. Ta ngược lại là phải xem tên tiểu súc sinh này, làm sao để cho ba ba tỉnh lại, nếu như hắn không làm được, ta liền báo CA nói với hắn lường gạt. Thẩm Mộng Long bò dậy, tức giận nói. Khâu Thần Y cũng là giải thích, một tiếng trước, ta cũng tra xét bệnh nhân tình huống, không có chút nào sức sống, ở y học lên đã coi như là tử vong, ta xem mọi người vẫn là đừng ôm kỳ vọng, chuẩn bị hậu sự đi. Thẩm Mẫu nhìn giam cửa phòng, không nói gì. Nàng hai tay run rẩy, nàng khát vọng kỳ tích. Trong phòng, Diệp Thần nhìn cơ hồ chết Thẩm Hải Hoa lẩm bẩm nói, người vậy coi bói không nên tuyệt, ở một khắc cuối cùng, đụng phải ta. Lão đầu dạy cho ta thông thiên y thuật, đủ để đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về. Lời nói rơi xuống, đảm nhiệm phi phàm vận chuyển, một cổ màu vàng nhạt chân khí từ đan điền tràn ra. Càng là từ từ hội tụ đến tay hắn chỉ. Một giây kế tiếp. Tay hắn chỉ nhanh chóng biến hóa, lại là tạo thành một cái quyết ấn. Thiên địa huyền hoàng, yêu quái, âm ma hoàn dương trận. Lên! Diệp Thần đan điền chân khí nhanh chóng trừ ly, hắn quanh thân lại là hình thành một đạo kim sắc trận mang. Trận mang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp bị Diệp Thần chộp vào lòng bàn tay. Cho ta đi! Diệp Thần trực tiếp đem trận mang nện ở Thẩm Hải Hoa trên thân hình. Một giây kế tiếp. Quỷ dị chuyện xảy ra, Thẩm Hải Hoa thân thể lại có thể trôi lơ lửng. Vô số cổ xưa phù văn ở hắn quanh thân di động. Chính là bây giờ. Diệp Thần trực tiếp móc túi ra ngân châm, những ngân châm kia giống như đập nốt nhạc vậy trực tiếp rơi vào Thẩm Hải Hoa trong cơ thể. Thân thể con người có 12 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch, 12 kinh mạch và đảm nhiệm, đốc hai mạch gọi 14 kinh. Diệp Thần muốn làm chính là dùng bạc kim và trận pháp nối liền Thẩm Hải Hoa dương mạch. Bởi vì là dương mạch, đại biểu sinh. Rất nhanh, Thẩm Hải Hoa ngực những cái kia tử khí cũng tản đi. Giống như quỷ phủ thần công. Hơn nữa theo thời gian từ từ trôi qua, Thẩm Hải Hoa nguyên bản gương mặt tái nhợt lại đổi được hồng nhuận, thậm chí còn có thể nghe được một tia yếu ớt tiếng hít thở. Liền liền mép giường có một cái đường thẳng tâm điện đồ cũng có phản ứng. Thời khắc này Diệp Thần chán đã rỉ ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, đúng bộ quần áo lại là ướt đẫm. Thiết lập trận và dùng kim đồng thời tiến hành, cái này cực kỳ hao phí hắn tinh khí thần cùng với chân khí. Xem ra còn nhiều hơn tu luyện à, chờ có tiền, có thể mua những dược liệu kia, tốc độ tu luyện hẳn có thể tăng nhanh. 10 phút sau đó, Thẩm Hải Hoa thân thể từ từ rơi xuống, cả căn phòng ánh sáng vậy hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần thở dài một hơi,
giai đoạn thứ nhất cũng không sai biệt lắm, Thẩm Hải Hoa tỉnh lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng là cái này cũng ước chừng có thể duy trì hắn 3 ngày tuổi thọ, nếu như hắn muốn cùng người bình thường như nhau còn sống, còn cần ăn vào một viên đan dược. Sớm biết như thế hao phí chân khí, ta đến lượt kêu một cái 100 triệu. Thôi, tên này cũng coi là ta người khách hàng đầu tiên, liền làm bớt đi. Diệp Thần mở cửa phòng, nhìn trước mặt hiểu lòng nhau mọi người, nói thẳng, coi như thuận lợi, bên trong tên kia vậy sắp tỉnh. Đúng rồi, ta muốn tiền đâu? Mọi người thấy cả người ướt đẫm, một mặt mệt mỏi Diệp Thần rối rít cả kinh. Chữa bệnh cần như thế mệt không? Làm sao cảm giác giống như chạy marathon như nhau? Đại sư, có thật không? Ý ngươi là Hải Hoa lập tức muốn tỉnh. Thẩm Mẫu có chút khó tin. Đảm Nhiệm Phi Phàm gật đầu một cái. Cảm ơn đại sư, đây là thẻ ngân hàng, mật mã là 6 số 0. Ngay tại Thẩm Mẫu định đem trong tay thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Thần thời điểm, Thẩm Mộng Long một cái đoạt lại. Mụ, ngươi xem bên trong, ba nơi nào tỉnh. Không phải còn nằm sao, loại này tên lường gạt nói ngươi cũng tin. Tên này cố ý ở bên trong tắm, làm dáng vẻ mệt mỏi, chính là vì tranh thủ đồng tình. Khâu Thần Y cũng là hừ lạnh nói, thua thiệt ngươi vẫn là một cái thầy thuốc, cả ngày lẫn đêm tên lường gạt người tiền, ta cũng là ngươi cảm thấy xấu hổ. Một bên Thẩm Mộng Giai mặc dù muốn là Diệp Thần nói chuyện, nhưng là hắn cũng biết phụ thân là không thể nào tỉnh, trừ phi kỳ thích. Có lẽ Diệp Thần thật sự là một tên lường gạt đi. Diệp Thần lãnh đạm nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói, cũng không tin ta. Chắc chắn. Tại chỗ không có người nói chuyện. Diệp Thần tự giễu cười một tiếng, một giây kế tiếp, thân thể động, trực tiếp một cái tát ở Thẩm Mộng Long trên mặt. Thẩm Mộng Long tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ xuất thủ, muốn tránh đã không thể nào, ngã nhào một cái, lần nữa té xuống đất, tấm chi phiếu kia thẻ vậy bay ra ngoài. Diệp Thần bỏ mặc người chung quanh phản ứng, đưa tay bắt được thẻ ngân hàng, sau đó dửng dưng như thường hướng dưới lầu đi tới. Đây là ta nên được tiền xem bệnh, còn nữa, tên kia sẽ tỉnh, nhưng chỉ có thể sống 3 ngày, 3 ngày sau, không có ta thuốc, Thiên Vương lão tử vậy không cứu sống hắn. Rất nhanh, Diệp Thần biến mất ở tầm mắt mọi người. Thẩm Mộng Long chật vật bò dậy, sờ một cái gương mặt, lại có thể phát hiện cả khuôn mặt lại có thể cũng sưng. CMN, xúc sinh này lại dám đánh ta. Hắn còn ngay chúng ta nhiều người như vậy mặt cướp 10 triệu, ha ha, nhiều người như vậy chứng. Ta phải báo cảnh, ta muốn hắn chết. Khâu Thần Y cũng là nịnh nọt nói, Thẩm Thiếu, ta có người bạn ở Ninh Ba bót cảnh sát. Ta cái này thì gọi điện thoại cho hắn. Được, Thẩm Mộng Long cắn răng nghiến lợi nói. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang khắp toàn bộ biệt thự. Chỉ gặp Thẩm Mẫu vọt vào. Tất cả mọi người ngẩn ra, vốn lấy là Thẩm Mẫu lại dự định tự sát, nhưng là khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trong phòng nháy mắt. Ngây dại. Bởi vì là trên giường bệnh đã chết Thẩm Hải Hoa lại có thể ngồi dậy. Thật ngồi dậy. Làm sao có thể? Ta đi, đây là người vẫn là quỷ. Thẩm Mộng Long sợ lùi lại 10 mấy bước, mặt hắn lên, trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Một cái vốn lấy là người bị chết, chỉ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, cái này có kinh khủng dường nào à? Tiếu Mẫn lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy. Khâu Thần Y hơn nữa không chịu nổi, hắn áo khoác dài màu trắng xuống quần lại có thể ướt đẫm. Hắn thật bị sợ xón đái. Đây là hắn hành nghề chữa bệnh mấy chục năm, chưa từng thấy qua hình ảnh. Thẩm Mộng Giai coi như chấn định, mặc dù ban đầu nàng vậy tiếp không thua nổi sự thật này, nhưng là nàng biết đây không phải là mộng. Giờ phút này phụ thân hai tròng mắt tràn đầy sức sống, tựa như sống sót sau tai nạn vậy. Đây là người mới có tình cảm. Phụ thân thật tình. Nàng đầu óc bên trong đột nhiên nghĩ đến người thanh niên kia hình bóng. Cao ngạo lại lạnh lùng. Hắn lại có thể thật chữa hết. Làm sao có thể? Cho đến giờ phút này, Thẩm Mộng Giai mới biết bản thân có nhiều ngây thơ. Từ vừa mới bắt đầu, người đàn ông kia cũng chưa có nói láo. Nhưng là nàng nhưng vẫn đem hắn làm tên lường gạt. Càng không có ở hắn cần nhất thời điểm, đứng ra. Thẩm Mộng Giai bưng kín mình miệng, khống chế mình không kêu, hốc mắt của nàng ươn ướt,
nước mắt một giọt theo gò má rơi vào sàn nhà trên. Mà giờ khắc này bên trong phòng bệnh, thẩm mẫu và thẩm phụ đã thật chặt ôm nhau. Hải Hoa, ta đây sẽ không là nằm mơ sao? Người bóp bóp ta. Thẩm Hải Hoa đưa tay ra xoa xoa thẩm mẫu nước mắt, Diễm Phương, đây không phải là mộng, ta thật sống lại. Đúng rồi, cái đó thần y đâu? Hắn ở nơi nào? Ta nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn, nếu như không có hắn, ta phỏng đoán đã sớm chết rồi. Thẩm Hải Hoa mặc dù hôn mê, nhưng là hắn nhưng mà cảm thụ Diệp Thần tồn tại cùng với Diệp Thần cứu toàn bộ quá trình. Có thể nói quỷ phủ thần công, lại như thiên thần hạ phàm. Loại người này, coi như không giao tốt, vậy tuyệt đối không thể xích mích. Hắn có thể nắm trong tay vận mệnh ngươi, là có thể nắm trong tay mạng của người khác. Loại người này định trước chỉ biết áp đảo quyền lợi trên. Nhưng là Thẩm Hải Hoa vấn đề không có người trả lời, toàn bộ gian phòng yên tĩnh vô cùng, liền một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe gặp. Thẩm phụ ý thức được không đúng, mặt ngay tức thì đen xuống, các người, ai có thể cho ta một cái giải thích. Cuối cùng, Thẩm Mộng Giai đứng dậy, đem chuyện mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Khi nghe hoàn hết thảy các thứ này, thẩm phụ hoàn toàn không để ý thương thế, trực tiếp đứng lên, dùng hết toàn thân khí lực, một cái tát ở Thẩm Mộng Long trên mặt. Vô liêm sỉ, ngươi cái này đồ khốn, ngươi lại có thể đem thần y tức giận bỏ đi, ngươi cái phế vật này, ngươi muốn ta chết mới nguyện ý không? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi đừng nghĩ từ lão tử nơi này cầm một phân tiền, ngươi không còn là ta Thẩm Hải Hoa nhi tử. Thẩm Mộng Long luống cuống, thật luống cuống. Phụ thân tức giận, căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Xe thể thao của hắn, hắn người phụ nữ, hắn hết thảy xa xỉ sinh hoạt, cũng nắm trong tay ở phụ thân trên tay. Nhưng là bây giờ, bởi vì là phụ thân một câu nói, hắn cái gì cũng không có. Không muốn à, ba, ta biết lỗi rồi. Thẩm Hải Hoa không để ý tới nữa hắn nhi tử, nhìn về phía cúi đầu Khâu Thần Y. Còn có ngươi. Hắn một cước trực tiếp đá vào Khâu Thần Y trên mình. Các người một bầy chó mắt coi thường người đồ, lại dám như vậy làm nhục thần y, ta nói cho các người, nếu như không tìm được vị thần y này, ta thề, các người toàn bộ đều phải chết. Thẩm Hải Hoa thật nổi giận. Hắn mặc dù tỉnh lại rồi, nhưng là hắn biết hắn không sống qua ba ngày. Nếu như vị thần y kia không ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là tìm ra vị thần y kia. Tìm, toàn bộ cho ta đi tìm, lật lần Ninh Ba cũng phải cấp ta tìm được, trừ Diễm Phương, toàn bộ cho ta cút ra khỏi Thẩm gia. Không tìm được tiểu thần y, liền đừng trở về. Những lời này không riêng gì đối với Thẩm Mộng Long và Khâu Thần Y nói. Cũng là đối với Thẩm Mộng Giai và Tiếu Mẫn nói. Nếu như ban đầu có người đứng ra tin tưởng thần y, bây giờ chính là một cái khác kết cục. Một cái mạng, 60 triệu đắt không? Không mắc. Ngược lại quá rẻ. Bởi vì là hắn Thẩm Hải Hoa một tháng là có thể được lợi một cái trăm triệu. Nhưng là bây giờ, hắn, Thẩm Hải Hoa, chỉ có thể sống ba ngày. Cùng lúc đó, tập đoàn Hoa Mỹ phòng họp. Bầu không khí phá lệ ngưng trọng. Bởi vì là ngay tại mấy giờ trước, tập đoàn Hoa Mỹ giá cổ phiếu sụt đột ngột. Đây là Hạ Nhược Tuyết sáng lập Hoa Mỹ tới nay gặp được lớn nhất khốn cảnh. Đi qua tập đoàn Hoa Mỹ công quan bộ điều tra cho ra, giá cổ phiếu sụt đột ngột nguyên nhân là đối thủ cạnh tranh Lệ Tinh Thẩm Mỹ tập đoàn đẩy ra một khoản thẩm mỹ khẩu phục dịch, chỉ cần phục hạ một đợt điều trị, bỏ mặc ra vẫn là bên ngoài đều sẽ có rõ rệt biến hóa. Mặc dù thẩm mỹ khẩu phục dịch còn không có đưa lên niêm yết, nhưng là ở hiện trường buổi họp báo thời điểm, một ít ký giả ăn vào hàng mẫu, đều có nhỏ nhẹ thay đổi. Cái này nhìn như nhỏ nhẹ thay đổi, đối với nữ nhân mà nói trọng yếu bực nào. Ngoại giới dự đoán Lệ Tinh Thẩm Mỹ tập đoàn đủ để thay đổi thẩm mỹ sản nghiệp quy tắc, càng có thể đem trước mắt tỉnh Chiết Giang xếp hạng thứ nhất tập đoàn Hoa Mỹ vùng ở sau lưng. Tập đoàn Hoa Mỹ sáng lập ban đầu, chính là dựa vào thẩm mỹ khẩu phục dịch ngồi vững đầu rồng, hơn nữa mấy năm qua này, chủ yếu nguồn lời cũng là thẩm mỹ khẩu phục dịch. Hiện ở kinh thành đối thủ nghiên cứu ra liền một bộ càng bò sản phẩm, đơn giản là đem bọn họ đẩy về phía tuyệt lộ. Tôn Di thật sớm chạy tới, ở trên đường cũng ở đây nhóm WeChat bên trong biết đại khái sự việc, nàng xem một vòng chung quanh, phát hiện bên trái ngồi đều là một ít rất ít xuất hiện quản lý cao cấp,
còn như bên phải chính là tập đoàn Hoa Mỹ Nghiên Phát bộ thành viên nòng cốt. Cái nhóm này thành viên nòng cốt có thể không bình thường, có chính là thủ đô đại học y khoa giáo sư, có đến từ trung y thế gia, có lại là y học thái đấu. Nhưng là giờ phút này, đám chuyên gia này cũng sụ mặt, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, một khi Hạ Nhược Tuyết đi tới phòng họp, cái đầu tiên truy cứu trách nhiệm chính là bọn họ. Toàn bộ phòng họp hò hét ầm ĩ, bên cạnh không ngừng có người tìm Tôn Di chuyện trò, có thể Tôn Di hoàn toàn không có hứng thú, nàng đầu óc bên trong tất cả đều là Diệp Thành hình bóng, cũng không biết Diệp Thành tối hôm nay có thể hay không trở về. Đột nhiên, Tôn Di nghĩ tới điều gì, từ trong túi cầm ra vậy tấm Diệp Thần cho hắn khăn giấy. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy hàng chữ, nàng xem không hiểu, hình như là dược liệu, duy nhất có thể xem hiểu chính là phía trên nhất viết sơ cấp chú nhan đan 5 chữ to. Nghĩ đến đây tờ giấy bị Diệp Thần nói giá trị dù sao cũng, nàng liền có chút buồn cười. Diệp Thần thậm chí còn để cho nàng đem tờ giấy này đưa cho bộ nghiên cứu xem, nàng thật có chút im lặng. Bộ nghiên cứu người người đều là giới y học thái đấu, làm sao biết nhìn lên tờ này không giải thích được khăn giấy. Nói không chừng, đến lúc đó hắn Tôn Di cũng biết lâm vào là toàn bộ tập đoàn Hoa Mỹ trò cười. À, tên này nơi nào đều tốt, duy chỉ có chính là làm người không thiết thực, Tôn Di tự nhủ. Tôn Di, người đang suy nghĩ người đàn ông à, xem người dáng vẻ mất hồn mất vía. Đột nhiên, Tôn Di vang lên bên tai một đạo giọng nữ, đem nàng sợ hết hồn. Tôn Di hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn một cái, sắc mặt ngay tức thì không vui, bởi vì là nói chuyện chính là tập đoàn Hoa Mỹ giao tiếp tổng giám sát Tô Na. Nàng tới Hoa Mỹ thời gian dài như vậy, và tất cả mọi người chung đụng cũng còn coi là vui vẻ, duy chỉ có trước mặt Tô Na. Hai người giống như là nước lửa bất dung vậy, mỗi lần gặp mặt đều phải ồn ào lên mấy câu. Tô Na mấy ngày trước nói chuyện một cái phú thương, kết quả cả ngày ở Tôn Di trước mặt khoe khoang, lại là ngay trước công ty mọi người chất vấn Tôn Di tại sao không nói yêu thương, có phải hay không bị người bao nuôi hoặc là làm gà đợi một chút không nói nổi tiếng nói, hai người trước thậm chí còn đánh một chiếc. Tôn Di liếc một cái Tô Na, hừ lạnh nói, ta có muốn hay không người đàn ông, liên quan ngươi à? Ngươi làm xong chuyện mình liền tốt. Tô Na cũng không chút khách khí hồi kính nói, ngươi cái này bị bao dưỡng người còn có tư cách nói ta. Cả ngày như thế lẳng lơ, phỏng đoán cũng không biết bị bao nhiêu người đã làm đi. Ngươi khốn kiếp, Tôn Di tức giận trực tiếp đứng lên, mới vừa dự định mắng lên, nhưng phát hiện cầm trong tay vậy tấm khăn giấy bị Tô Na đoạt đi. Tô Na cầm khăn giấy, lùi lại mấy bước, đắc ý nói, ta ngược lại là phải xem, đây cũng là cái nào không biết xấu hổ người đàn ông cho ngươi viết thư tình. Ngươi cho ta, đây là Diệp Thần đưa cho Tôn Di. Đối với Tôn Di mà nói ý nghĩa phi phàm, tự nhiên không thể bị Tô Na lấy đi. Phản ứng như thế kịch liệt, nhất định là cái gì người không nhận ra đồ. Tô Na cầm vậy tấm khăn giấy, chạy tới trong góc, nàng vốn cho là cái gì ngứa ngáy nội dung, không ngờ nhưng là một bản không giải thích được phương thuốc. Mấu chốt phía trên nhất còn viết sơ cấp chú nhan đan 5 chữ to. Thấy cái này phù khoa mấy chữ, Tô Na nhất thời bật cười, ha ha. Tôn Di à Tôn Di, ngươi có phải hay không điên à, cái này đặc biệt còn là sơ cấp chú nhan đan, ngươi tại sao không nói là thuốc trường xanh bất lão à? Ta đoán chừng là cái nào não tàn vì lừa gạt ngươi lên giường viết vật này đi, chẳng lẽ ngươi thật lấy làm cho này có thể cứu công ty? Nói xong, Tô Na trực tiếp đem vậy tấm khăn giấy ném ở trên mặt đất, lại là nặng nề đạp một cước. Vậy sơ cấp chú nhan đan phương thuốc vậy hư thành hai nửa. Tôn Di hốc mắt ửng đỏ, coi như vật này là giả, nhưng cũng là Diệp Thần đưa cho nàng vật duy nhất. Nếu như Diệp Thần bởi vì là buổi sáng sự việc lặng lẽ hồi hương hạ, cái này thì thành là nàng duy nhất niềm tưởng. Nàng Tô Na có như thế tư cách cười nhạo. Lại có cái gì tư cách hủy diệt? Tôn Di một cái vọt tới, lại là đem Tô Na đẩy tới ở trên mặt đất, sau đó thận trọng nâng lên vậy tấm bị hư hao hai nửa khăn giấy bảo vệ ở lòng bàn tay. Thúi kỹ nữ tử, người lại dám đẩy ta, vì một tờ giấy rách đẩy ta. Tô Na tức giận đứng lên, mới vừa muốn động thủ, phòng họp cửa đột nhiên bị người đẩy ra, cả thế giới cũng giống như an tĩnh lại. Tô Na không để ý tới hết thảy, vội vàng ngồi về vị trí, lại là hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tôn Di. Chúng ta đi nhìn,
Mặc dù Tô Na ở tập đoàn Hoa Mỹ không sợ trời không sợ đất, nhưng là giờ phút này nàng chút nào không dám lỗ mãng, bởi vì là tập đoàn Hoa Mỹ tổng giám đốc Hạ Nhược Tuyết tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa, phát hiện một bản đẹp để cho người hít thở khó khăn gương mặt. Da trắng trắng như tuyết, chân mày lá liễu, sóng mũi thật cao, đôi mắt do tựa như một hoàng nước trong, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, nàng ánh mắt mang một tia trong trẻo lạnh lùng và cao ngạo, tựa như cao cao tại thượng tiên nữ, mắt nhìn xuống thế gian người phàm. Tại chỗ tất cả phái nữ, thậm chí còn Tôn Di cũng không dám và cái này hai mắt đối mắt. Hạ Nhược Tuyết vậy một đầu như thác bố trí vậy thẳng phát nghiêng xuống, đụng chạm thắt lưng, nửa mình dưới là một cái gạo sắc quần thường, thật chặt bao quanh tròn trịa chỗ. Tu dài thêm thẳng bắp đùi hạ đi một đôi màu đen giày cao gót, cứ như vậy, thân cao thậm chí vượt qua phòng họp 80% phái nam. Nàng mỗi đi một bước, trước ngực vậy đối với thỏ trắng nhẹ nhàng run rẩy, đồ sộ cao vút, đoạt lòng người hạng mục, lại để cho người mơ tưởng viễn vong. Không hổ là tỉnh Chiết Giang Tam Mỹ một trong. Hạ Nhược Tuyết đi tới phía trên nhất vị trí, sau đó liền đem một bài đưa tin còn ở trên bàn hội nghị. Đang ngồi rất rõ ràng ngày hôm nay chủ đề của hội nghị là cái gì, ta muốn biết, tại sao đã nhiều năm như vậy, tập đoàn Hoa Mỹ sản phẩm như cũ đình trệ không tiến lên. Nàng thanh âm phá lệ trong trẻo lạnh lùng, càng làm cho mỗi một người đang ngồi cũng khẩn trương lên. Hạ Nhược Tuyết tức giận là có nguyên do. 5 năm trước, nàng bất mãn phụ mẫu an bài hôn nhân, trực tiếp rời đi tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp Hạ gia. Càng là bất kể mẫu thân khuyên can đi tới Ninh Ba đất thị phi này. Khi đó Ninh Ba, không có xí nghiệp dám ở chỗ này phát triển, chính là bởi vì là Diệp gia diệt môn. Nhưng là nàng Hạ Nhược Tuyết không tin cái này tà, hôn lực hôn là, một tay chế tạo một cái thẩm mỹ đế quốc. Nàng mưu toan dựa vào tập đoàn Hoa Mỹ để cho phụ mẫu buông tha vậy đoạn thông gia. Có thể dưới mắt nàng 5 năm cố gắng sắp phó cho dòng nước cuốn trôi, nàng có thể không tức giận sao? Toàn bộ phòng họp yên lặng như tờ, không có ai đứng ở họng súng trên. Hạ Nhược Tuyết hai tay ôm ngực, ánh mắt ở trên người mọi người quét nhìn, sau đó mở miệng nói cũng câm. Vẫn là nói, ngày hôm nay sự tình phát sinh cũng ta Hạ Nhược Tuyết một người trách nhiệm. Phòng họp tất cả mọi người trong lòng run lên, muốn đứng lại cũng không dám đứng ra nói chuyện. Ngay tại lúc này, Tôn Di đứng lên, Tổng Giám Đốc, ngày hôm nay sự tình phát sinh ta chiếm trách nhiệm chủ yếu, thị trường bộ ở sự việc phát sinh thời gian đầu tiên không có nhanh chóng phản ứng. Còn nữa, tập đoàn Hoa Mỹ quý thứ 2 độ mức tiêu thụ so thứ 1 quý tuột xuống là 10% cái điểm, đều là ta không làm tròn bổn phận. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái Tôn Di, gật đầu một cái. Không có nổi giận. Tôn Di là nàng một tay cất nhắc lên, bất kể là làm việc hay là làm người cũng không thể bắt bẻ. Nàng nhìn một cái cúi đầu bộ nghiên cứu mọi người, hừ lạnh một tiếng, để cho một người phụ nữ đứng ra vác trách nhiệm chủ yếu. Các người nghiên phát bộ người đàn ông đều là ăn cơm khô. Dòng dã 3 năm, Hoa Mỹ thẩm mỹ khẩu phục dịch không có bất kỳ thăng cấp. Các người bộ nghiên cứu thật sự định gặm vốn đến chết. Đầu thương nhắm thẳng vào bộ nghiên cứu. Qua mấy giây, một cái ông già đứng lên, hắn là thủ đô đại học y khoa giáo sư, đối với thuốc đông y cách điều chế khá vì rõ ràng. Hạ Tổng, người nói quả thật không sai, chúng ta bộ nghiên cứu mấy năm này sản phẩm mới ít chi lại càng ít, nhưng mà ngươi không biết, liên quan tới thẩm mỹ cách điều chế đều bị chúng ta nghiên cứu lần, thật không tìm được tốt hơn thay thế người. Lời này vừa nói ra. Lại một vị y học thái đấu hứa lão đứng lên, Hạ Tổng, chúng ta thật muốn là tập đoàn Hoa Mỹ làm cống hiến, chúng ta bộ nghiên cứu thậm chí qua đời giới các nơi tốn nhiều tiền thu cách điều chế, nhưng là từ xưa đến nay, liên quan tới thẩm mỹ cách điều chế thật ít chi lại càng ít, chúng ta coi như lật lần cổ tịch vậy không tìm được thích hợp. Đúng vậy, Hạ Tổng, người không phải nghề y dược, người căn bản không rõ ràng thẩm mỹ cách điều chế ở Hoa Hạ là có bao nhiêu hiếm thấy. Có mấy vị lão tư cách dẫn đầu, bộ nghiên cứu một đống lớn người đứng lên khóc kể. Hạ Nhược Tuyết cũng là cho mày, nàng cũng biết, đám người này nói không sai, nhưng là nàng thật không cam lòng à. Chẳng lẽ chỉ như vậy buông tha? Đàng hoàng hồi Ninh Ba tiếp nhận vậy trận thông ra. Ngay tại lúc này, một vị khác bộ nghiên cứu quản lý cũng đứng lên, giải thích, Hạ Tổng, ta mới vừa lấy được bạn ta thông báo, Lệ Tinh mặc dù có thể quật khởi.
chủ yếu vẫn là bởi vì là bọn họ ở hải ngoại thu mua thứ nhất cách điều chế, nghe nói hao tốn một cái trăm triệu, bọn họ buổi họp báo số tiền kia thẩm mỹ khẩu phục dịch chính là cái này cách điều chế soạn lại tới. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đã như vậy, chúng ta cũng đi hải ngoại thu cách điều chế, một cái trăm triệu không đủ, liền 200 triệu, 200 triệu không đủ, 500 triệu. Bộ nghiên cứu mọi người lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao. Nếu là cách điều chế thật có tốt như vậy tìm, làm sao sẽ xuất hiện chuyện hôm nay? Liền tại tất cả người ủ rũ cúi đầu thời điểm, công quan bộ tổng giám sát Tô Na đứng lên, một cái thẩm mỹ cách điều chế có làm sao khó khăn sao? Ta nhưng mà nghe nói Tôn tổng giám trong tay nắm một phần giá trên trời cách điều chế đâu, cái này cách điều chế thật giống như còn có một cái tên dễ nghe, kêu chú nhan đan, ăn là có thể thanh xuân vĩnh chú đâu tương đương. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chú nhan đan, đây chính là cổ đại thất truyền cách điều chế à? Thật chẳng lẽ có? Hạ Nhược Tuyết hai tay chống nổi trên bàn hội nghị, nhìn về phía Tô Na, chất vấn, Tô Na, người nói đúng thật là giả, rốt cuộc cái nào Tôn tổng giám? Tô Na trong lòng vui mừng, nàng biết trả thù thời gian đến, hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là thật, mới vừa Tôn Di nói với ta đâu, không tin các người hỏi Tôn Di. Nói xong, nàng hất cằm, trên cao nhìn xuống nhìn Tôn Di, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tất cả mọi người tầm mắt rơi vào Tôn Di trên mình, nhưng là Tôn Di có chút bối rối. Trên tay nàng có chú nhan đan cách điều chế không tệ, nhưng là đây chính là Diệp Thần viết vớ vẩn à. Loại này gạt người cách điều chế làm sao có thể lấy ra đâu. Nàng nhìn một cái Tô Na, người sau đang một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, hiển nhiên là dự định xem nàng bêu xấu. Làm thế nào? Chẳng lẽ nàng bắt đầu từ hôm nay thì phải thành là tập đoàn Hoa Mỹ cười nhạo? Hạ Nhược Tuyết chăm chú nhìn Tôn Di, kích động nói, Tôn Di, người thật sự có chú nhan đan dược cách điều chế. Mau lấy ra, chỉ cần là thật, ta lập tức cho người cất nhắc là phó tổng tài. Lại cộng thêm 30% cổ quyền. Tôn Di kinh ngạc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới tổng giám đốc lại có thể như thế bỏ được. Những thứ này cộng lại chỉ ít trị giá 1 tỷ à. Nhưng mà nàng nào có cái gì chú nhan đan cách điều chế, hắn có chẳng qua là một bản phá khăn giấy. Hạ Nhược Tuyết gặp Tôn Di thật lâu không chịu hành động, không vui nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy những thứ này điều kiện còn chưa đủ. Nếu như vậy, ngươi ra giá đi. Không phải, chấm, Tôn Di đứng lên, liền vội vàng giải thích, nhưng là nàng thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhắm hai mắt đem túi sơ cấp chú nhan đan cách điều chế lấy ra, đặt ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, đây chẳng qua là bạn ta mở một đùa giỡn. Hạ Nhược Tuyết không để ý đến, nàng nhìn lướt qua trên bàn có chút bể tan tành khăn giấy, sắc mặt thay đổi. Đây là chú nhan đan cách điều chế. Giá trị 1 tỷ cách điều chế. CMN, lại có thể viết ở một tràng phá khăn giấy lên. Thật đem nàng cái này Tổng Giám Đốc làm kẻ ngu sao? Không chỉ Hạ Nhược Tuyết, đang ngồi tất cả mọi người đều có chút nổi giận. Tôn Di đây là dự định ở tập đoàn trên vết thương rắc muối. Cầm một tờ giấy rách cân lừa bịp người. Ngay tại Hạ Nhược Tuyết chuẩn bị phát tác nháy mắt, y học thái đấu Hứa Lão vào tới, hắn mới vừa rồi loáng thoáng thấy được mấy hàng cách điều chế, mấu chốt cái này cách điều chế thật giống như thật có thẩm mỹ tác dụng. Hứa Lão không để ý tất cả mọi người phản ứng, thận trọng bưng tờ giấy kia cân, đến gần nhìn. Hắn vượt xem, sắc mặt lại càng đỏ. Về sau, hắn đúng hai tay cũng run rẩy, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lại là chảy xuống một giọt nước mắt. Mấy giây sau này, Hứa Lão hoàn toàn không để ý hình tượng hống kêu lên cái này. Đây thật là chú nhan đan, đây là thật, trời ạ, ta mấy năm sống lại có thể thấy loại bảo bối này. Ta chết cũng không tiếc. Bởi vì quá kích động, Hứa Lão hô hấp dồn dập, cả người vậy suýt nữa bất tỉnh. Hắn thận trọng bưng vậy hư hại khăn giấy, chạy chậm đến Tôn Di trước mặt, kích động nói, Tôn Tổng Giám, cái này phương thuốc, ngươi là nơi nào nơi được? Có thể nói cho ta sao? Ta muốn gặp phương thuốc này người sau lưng. Ta cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống có thể không? Giờ khắc này, tất cả mọi người óc thật giống như truyền tới một tiếng nổ vang. Sau đó, bọn họ cũng bối rối. Triệt triệt để bối rối.
tờ này phá không thể lại phá, vứt trên đất cũng sẽ không có người nhặt khăn giấy lại là giá trị 1 tỷ cách điều chế. Đây chính là 1 tỷ à? Chú nhan đan, thế gian thật chẳng lẽ có chú nhan đan? Trời ạ, rốt cuộc thiệt hay giả à? Phòng họp sự tình phát sinh, nói ra ai sẽ tin tưởng? Còn như Hứa lão có thể hay không nói láo, đang ngồi tất cả mọi người căn bản không lo lắng. Bởi vì là Hứa lão có thể là tới từ y học thế gia, thái đấu nhân vật tầm thường. Căn bản không có thể có thể vì tiền ra bán mình. Càng không biết vì gặp người sau lưng xuống quỳ. Một màn này, chân thực quá rung động. Rung động tột đỉnh. Rung động không cách nào hô hấp. Tô Na hô hấp dồn dập, nàng không dám tin tưởng, nàng cả khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, trong miệng càng lẩm bẩm, không thể nào. Tuyệt không thể nào, tiện nhân kia tại sao có thể có chú nhan đan cách điều chế. Nhất định là giả. Phải nói nhất mộng tất nhiên là tôn di. Giờ phút này, nàng cả người tựa như đờ đẫn. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tờ giấy kia cân, miệng mở lại có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Đây là thật, Diệp Thành cho ta thật là chú nhan đan. Làm sao có thể? Hứa lão trong mắt tràn đầy nóng như lửa, kích động nói, tôn tổng giám, ngươi. Ngươi miệng lý thuyết Diệp Thành, chẳng lẽ chính là cho ngươi cách điều chế người? Ngươi, ngươi có thể mang ta đi gặp hắn sao, ta cầu ngươi. Thật cầu ngươi. Nói xong, Hứa lão một cái lão xương lại là quỵ ở tôn di trước mặt. Một màn này, chỉ như vậy thiết thiết thực thực xảy ra, những cái kia không tin người vậy á khẩu không trả lời được. Một đời y học thái đấu cũng quỳ xuống, cái này còn tại sao có thể là giả. Tôn di cái này mới thanh tỉnh lại, vội vàng đem Hứa lão đỡ lên, Hứa lão, ngài đừng như vậy, ta không chịu nổi. Hứa lão ngẩng đầu lên, thanh âm run rẩy nói. Người nguyện ý mang ta đi gặp vị kia Diệp đại sư sao? Tôn Di trong đầu đột nhiên hiện ra Diệp Thành tịch mịch hình bóng, bên tai nàng lại là vang lên nàng ngày hôm nay đối với Diệp Thành vô tình chỉ trích, nàng hận không được lập tức tát mình một cái miệng rộng. Nguyên lai buồn cười không phải Diệp thần, mà là chính nàng. Tại sao nàng lúc ấy không muốn tin tưởng hắn đâu? Nhưng là Diệp thần tại sao phải dùng quý trọng như vậy đổ đổi 3.000 khối đâu? Hắn điên rồi sao? Vẫn là nói, hắn thích ta, đây là đưa cho ta tín vật đính ước. Tôn Di giờ phút này đầu rất loạn, loạn đến nàng cũng muốn điên. Hạ Nhược Tuyết từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, ho nhẹ một tiếng, tỏ thái độ nói, Hứa lão, ngươi thật chắc chắn cái này cách điều chế hữu dụng. Hứa lão vội vàng nói, tổng giám đốc, ta dám dùng tính mạng của ta đánh cuộc, nhất định là có dùng. Hơn nữa cái này cách điều chế so Lệ Tinh Thẩm Mỹ tập đoàn sản phẩm tốt gấp trăm lần. Bất quá. Hạ Nhược Tuyết sợ nhất loại này chuyển biến lời nói, lạnh lùng nói, nói một hơi. Hứa lão tiếp tục nói, nhưng mà cái này cách điều chế tựa hồ bị hư hại, có một vị thuốc không phải rất rõ. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng chất vấn Tôn Di nói, Tôn Tổng Giám, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Di mới vừa muốn nói chuyện. Thì có một người đàn ông trung niên đứng dậy, chỉ Tô Na nói, Tổng Giám Đốc, chuyện này ta biết, ở ngươi trước khi tới, công quan bộ Tô Tổng Giám từ Tôn Tổng Giám trong tay giành lấy cái này cách điều chế, lại là ở dưới chân đạp. Nếu như không phải là ngươi tới kịp thời, phần này cách điều chế có thể sẽ bị hủy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Na. Mỗi một người ánh mắt đều tràn đầy nóng như lửa và tức giận. Đây chính là quan hệ đến tập đoàn sinh tử cách điều chế à, cô gái này lại có thể cầm đi đạp. Tìm không chết được. Hạ Nhược Tuyết trong mắt lạnh như băng, muốn phát tác, nhưng vẫn là cưỡng ép áp chế lửa giận. Nàng trực tiếp mở miệng nói, Tô Na, người có biết hay không người thiếu chút nữa hại chết chúng ta tập đoàn Hoa Mỹ. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, người không còn là tập đoàn Hoa Mỹ tổng giám sát. Lập tức cho ta cút ra khỏi phòng họp. Còn nữa. Nếu như phương thuốc này xảy ra chuyện gì, ta bảo đảm tập đoàn sẽ đối với ngươi truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngươi tốt nhất cầu nguyện phương thuốc này không có chuyện gì. Nói xong, Hạ Nhược Tuyết xoay người rời đi. Gặp tổng giám đốc đi, Hứa lão và mấy cái nghiên phát bộ người không nhịn được. Cô gái này nhưng mà làm nhục Hoa Hạ báu vật à. Có huyết tính người lại là trực tiếp xông qua, một cái tát ở Tô Na trên mặt. Đồ đê tiện, xem ngươi làm chuyện tốt. Hứa lão một cái lão xương vậy tức giận không dứt, thanh âm run rẩy mắng.
Nguyên lai là người cái này bò cạp phụ nhân, người lại dám phá hủy bảo bối này, người có biết hay không vật này nếu là phá, ý vị như thế nào? Ta vậy không ra hồn nhi tử vừa vặn ở bộ văn hóa nhậm chức, người cứ chờ đi. Trong chốc lát, Tô Na bị người hợp nhau tấn công, toàn bộ phòng họp vậy loạn thành một nồi cháo. Buổi tối 10 giờ, Tôn Di lần này không có lái xe, mà là đi trở lại khu nhà ở Đại Đô. Nàng mặc cho gió lạnh thổi quát gương mặt, nàng muốn mình tỉnh hồn lại. Chuyện phát sinh ngày hôm nay tình, để cho lòng nàng thật như xe qua núi vậy. Cái đó nàng một mực xem thường người đàn ông lại có thể tùy tùy tiện tiện liền đem một bản giá trị 1 tỷ phương thuốc cho mình. Diệp Thần thời điểm buổi sáng nói qua, cái này một cái toa thuốc có thể nuôi một nhà đưa lên niêm yết công ty, lúc ấy nàng khịt mũi coi thường, cảm thấy Diệp Thần chính là một yêu khoác lác người, rất buồn cười. Nhưng là bây giờ quay đầu lại xem, buồn cười là mình à. Diệp Thành, ngươi là cố ý muốn cho ta bêu xấu sao? Tại sao phải đem quý trọng như vậy đồ cho ta, tại sao không nói cho ta đây là thật? Tôn Di vẫn là đi tới nhà trọ cửa, nàng lấy chìa khóa ra, cũng không dám mở cửa. Nàng sợ mở cửa, sợ cửa vậy một đầu không có Diệp Thần. Vậy tấm toa thuốc bởi vì là Tô Na đạp một cái, ít đi một vị thuốc. Tập đoàn tự nhiên không thể nào tùy tiện áp dụng, cho nên Hạ Nhược Tuyết đã cho nàng ra lệnh nhất định phải tìm được phương thuốc người sau lưng. Bỏ mặc trả giá cao gì. Tìm được Diệp Thần, nàng chính là tập đoàn Hoa Mỹ lớn nhất công thần. Nhưng là không tìm được Diệp Thần, nàng chính là tập đoàn Hoa Mỹ lớn nhất tội nhân. Chìa khóa vẫn là cắm vào, cửa mở ra. Bên trong ánh đèn là tối tăm, không có một bóng người. Hắn, chưa có trở về. Giờ khắc này, Tôn Di cũng không nhịn được nữa, tất cả ủy khuất và hối hận như nước thủy triều vậy vọt tới. Nàng trực tiếp ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối, than vãn khóc lớn lên. Tại sao ngươi phải đối với ta như vậy? Thật xin lỗi, Diệp Thành ta hướng ngươi nói đúng không lên còn không được sao? Ngươi tại sao phải đi? Ngươi tại sao không trở lại? Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Diệp Thành! Ngươi nếu như chịu trở về, ngươi muốn ta như thế nào đều có thể, nơi này thậm chí có thể để cho ngươi ở cả đời, ngươi lại không thể trở về sao? Tôn Di tiếng khóc càng ngày càng lớn, nàng phải đem hôm nay hết thảy cũng phát tiết ra ngoài. Ngay tại nàng thời điểm bất lực nhất, một đạo lười biếng thanh âm từ sau lưng nàng vang lên, này, một cái đại mỹ nữ tránh ở cửa khóc cái gì à, ai khi dễ ngươi? Có cần hay không một người đàn ông tình ấm áp ôm trong ngực? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tôn Di nước mắt ngay tức thì ngừng. Chợt xoay người. Nàng phát hiện Diệp Thần chỉ như vậy đứng ở sau lưng nàng. Ngoài miệng treo xấu xa chiêu bài thức nụ cười. Nàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đứng lên, lại là giang hai cánh tay ôm chặt lấy Diệp Thành. Ngươi cái tên xấu xa này, tại sao phải khi dễ ta? Giờ khắc này, Diệp Thần bối rối. Hắn rõ ràng mới vừa trở về. Nơi nào có thời gian khi dễ nàng à? Mấu chốt ngươi hơn nửa đêm ở cửa khóc cái gì, hắn thiếu chút nữa lấy làm cho này bên trong nháo quỷ đây. Do không được Diệp Thần suy nghĩ nhiều, hắn giờ phút này có một loại kiểu khác cảm giác. Hắn phát hiện trước ngực một hồi mềm mại. Rất lớn, rất mềm, giống như hai khối mới ra lò bánh bao lớn đè ở ngực. Mấu chốt trên người hắn chẳng qua là một kiện áo thun, rất mỏng cái loại đó áo thun. Loại cảm giác này liền giống như hai người cái gì cũng không mặc, ôm chung một chỗ, đó là một rõ ràng à. Mặc dù biết Tôn Di con bé này vóc người cực kỳ bốc lửa, nhưng là bây giờ đích thân thể nghiệm, hắn phát hiện còn đánh giá thấp. Cái đó, ngươi mới vừa nói, ta trở lại, để cho ngươi ngày hôm nay làm gì đều nguyện ý, câu kia còn định đoạt sao? Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, thân thể có chút nóng. Tôn Di vốn đang ở tâm trạng trong. Nhưng là nàng rất nhanh cũng cảm giác dưới người có một đoàn lửa nóng đổ chìa vào mình. Cho dù nàng không kinh nhân sự, cũng biết đó là cái gì. Nàng vội vàng đem Diệp Thần đẩy ra, đỏ mặt chạy vào trong nhà. Cái này sau này hãy nói. Hừ, ai bảo ngươi khi dễ ta. Diệp Thần nghe được câu này, thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Ta thật không có khi dễ ngươi à. Sau đó Diệp Thần đổi giày đi vào. Hắn phát hiện Tôn Di đã ngồi ở chỗ đó chờ hắn. Thậm chí luôn luôn liếc mắt tới ngắm hắn.
chẳng lẽ ta ngày hôm nay đổi đẹp trai? Diệp Thần chiếu một cái gương, khá là xấu xa nói. Ngay tại lúc này, Tôn Di cắn môi một cái, cuối cùng mở miệng. Diệp Thành, ngươi trung thực và ta nói. Ngươi ngày hôm nay cho ta vậy tấm khăn giấy thật sự là sơ cấp chú nhan đan phương thuốc. Diệp Thần ngẩn ra, cái này mới phản ứng được Tôn Di tại sao phải có lớn như vậy biến hóa, nguyên lai là bởi vì là vậy tờ đan phương à. Phỏng đoán vật này là bị bộ kỹ thuật người nhìn thấy, sau đó nàng vậy từ trong biết toa thuốc giá trị. Hắn từ bàn uống trà nhỏ trái cây đĩa cầm qua một cái trái táo, dùng quần áo xoa xoa, trực tiếp bỏ vào trong miệng, ta làm sao có thể cho ngươi đồ giả. Ta coi như cái hố người khác, cũng không khả năng cái hố ngươi nha. Tôn Di cho dù có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được cái này phương thuốc là thật, nàng tâm thần cũng là run lên. Nàng cắn môi đỏ mọng, thấp giọng nói, ngươi tại sao đem quý trọng như vậy đồ cho ta, ta, đem nó vẫn còn cho ngươi đi. Diệp Thần đứng lên, khoát tay một cái nói, ngươi cho ta làm gì, đây đã là tài sản của ngươi, ngươi quên toa thuốc này là ngươi dùng 3.000 khối và một tháng tiền mướn phòng đổi. Ngươi nếu như cho ta, vậy ta liền lập tức đi ra ngoài, lưu lạc đầu đường. Nhưng mà, Tôn Di mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Diệp Thần cắt đứt. Không muốn nhưng là, ta cho ngươi đồ chẳng qua là trên người ta cấp thấp nhất mà thôi, ngươi nếu như không muốn, ném chính là. Tôn Di nghe được câu này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tên này lòng cũng quá lớn liền đi, quý trọng như vậy, giá trị mấy tỷ đồ, thì tùy vứt bỏ. Còn nữa, cái này chú nhan đan phương thuốc lại có thể chẳng qua là trên người hắn cấp thấp nhất. Tên này trên mình rốt cuộc cất giấu dạng gì bí mật kinh thiên à. Tôn Di lúc này mới nhớ tới, cho đến bây giờ, nàng căn bản không biết người này lai lịch, hắn giống như vô căn cứ xuất hiện vậy. Nếu như không phải là tên này giống như nàng chết đi bạn học cũ, hai người bọn họ căn bản không có thể có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Diệp Thần sợ nhất người phụ nữ ma ma tức tức, hắn không dự định ở chú nhan đan trong chuyện nhiều tranh luận, trực tiếp mở miệng nói, ta ngày hôm nay hơi mệt, liền đi nghỉ trước, ngươi vậy sớm một chút. Tôn Di gặp Diệp Thần phải đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, chờ một chút. Diệp Thần bước chân dừng lại. Còn có việc. Tôn Di vội vàng nói, cái đó. Ngươi không phải muốn gặp Hạ Nhược Tuyết sao? Diệp Thần kinh ngạc quay đầu, chờ đợi Tôn Di tiếp theo nói. Toa thuốc của ngươi rất có thể để cho tập đoàn Hoa Mỹ cải tử hồi sinh. Cho nên Hạ Tổng muốn đích thân gặp ngươi, ngày mai buổi sáng 10 giờ. Tập đoàn Hoa Mỹ Tổng Giám Đốc Phòng làm việc, người có thì giờ rảnh không? Nếu như là ngày hôm trước, Diệp Thần có thể đáp ứng lập tức xuống. Dẫu sao thấy Hạ Nhược Tuyết, coi như hoàn thành lão đầu cho nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ, hắn thật không có như vậy gấp, hắn một lòng đang tu luyện trên. Chỉ có tu luyện, mới có tư cách đạp ở kinh thành trả thù. Cũng chỉ có tu luyện, có thể để cho hắn tháo ra vậy đá màu đen bí mật. Trước mắt hắn trên tay có 10 triệu vốn, đủ để mua sắm tu luyện nơi dược liệu cần thiết, hắn đã dự định ngày mai đi một chuyến Ninh Ba tiệm thuốc, còn như Hạ Nhược Tuyết mời, cự tuyệt chính là. Để cho hắn đi Tổng Giám Đốc Phòng làm việc gặp cô gái này. Dựa vào cái gì? Ngươi nếu như muốn gặp ta, liền đem ngươi tư thái hạ thấp, tự mình tới nơi này tìm ta. Mà không phải là ta đi gặp ngươi. Không rảnh. Diệp Thần thật đơn giản bỏ lại hai chữ, liền khép cửa phòng lại, chỉ để lại Tôn Di một người tại chỗ ngẩn người. Tôn Di tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Đây chính là Hạ Nhược Tuyết mời à. Bỏ ra Hạ Nhược Tuyết tập đoàn Hoa Mỹ Tổng Giám Đốc thân phận, nàng cũng là tỉnh Chiết Giang Hạ Gia Thiên Kim à. Càng là mấu chốt nàng nhưng mà tỉnh Chiết Giang ba đại Mỹ nữ một trong à. Vô số gia tộc lớn thiếu gia muốn gặp cũng không thấy được tồn tại à. Kết quả bây giờ Hạ Nhược Tuyết cho tên này cơ hội, hắn lại có thể cự tuyệt. Hơn nữa thật giống như liền cân nhắc cũng không có cân nhắc à. Có cần phải làm như vậy giòn sao? Trước ngươi không phải đánh bảo an còn khí thế hung hăng la hét muốn gặp Hạ Nhược Tuyết. Làm sao ngày hôm nay biến thành một người khác như nhau? Châu Giang khu biệt thự. Nơi này ở vào Ninh Ba Châu Giang thành mới nồng cốt thủ phủ, là Ninh Ba hiếm thấy phẩm chất cao. Thấp mật độ, cá tính hóa sinh thái biệt thự xã khu. Nơi này biệt thự có một cái đặc điểm,
vậy chính là có tiền vậy không nhất định không mua nổi. Cơ hồ một bộ biệt thự liền giá trị mấy tỷ. Ở nơi này vậy cũng là đại gia tộc con em hoặc là thế giới 500 mạnh tổng giám đốc. Hạ Nhược Tuyết cũng ở đây hắn liệt, đây là nàng mẫu thân năm đó là nàng len lén mua sắm, coi như tập đoàn thất bại, vậy còn có một nơi giá trị mấy tỷ bất động sản thành tựu đường lui. Hạ Nhược Tuyết biệt thự ở tận cùng bên trong, hoàn cảnh rất yên lặng. Giờ phút này Hạ Nhược Tuyết đang ở trong phòng tắm tắm, đây là nàng chiều nào ban thói quen, nàng đóng chặt tròng mắt, một đôi tu dài thêm trắng nõn bắp đùi chỉ như vậy nổi lên mặt nước, nàng vậy bóng loáng thân thể bị vô số bong bóng che lấp. Cho đến một thông điện thoại cắt đứt nàng suy nghĩ. Nàng lộ ra mượt mà trơn nhẵn chân châu vai, đưa ra thon dài trắng nõn ngó sen non vậy cánh tay cầm lên bên cạnh điện thoại, lớn sóng lớn mãnh liệt đường danh như ẩn như hiện, tựa như xuân quang. Tổng giám đốc, hắn cự tuyệt, Tôn Di mới vừa nói xong, Hạ Nhược Tuyết sắc mặt liền biến. Nàng cưỡng ép chế trụ nội tâm tức giận, nhẹ giọng nói, biết. Nói xong cũng cúp điện thoại. Không có biết Hạ Nhược Tuyết giờ phút này trong lòng có biết bao tức giận. Nàng đường đường hạ gia công chúa phát ra mời, lại có người sẽ cự tuyệt. Nhiều năm như vậy chưa bao giờ có. Nàng thậm chí trong lòng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Chẳng lẽ là ta chưa khỏi hẳn xem, vẫn là nói, Diệp Thần, người căn bản không phải cái người đàn ông. Hạ Nhược Tuyết đứng lên, vậy vóc người hoàn mỹ cơ hồ làm cho cả gian phòng cũng ảm đạm thất sắc, nàng tiện tay nắm lên một kiện áo choàng tắm trùm lên, đi tới trước gương. Sau đó, nàng môi đỏ mọng buộc vòng quanh một đạo độ cong, Diệp Thần, rất tốt. Ta bây giờ đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta đây muốn xem cự tuyệt ta Hạ Nhược Tuyết kết quả là dạng gì người đàn ông. Ngày thứ hai, Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn chuyện thứ nhất chính là nắm khối kia đá màu đen, thử nghiệm tiến vào trong đó. Nhưng là kết quả rất rõ ràng, hắn vẫn bị vậy đạo uy áp đánh ra. Tiếp tục như vậy nữa, năm nào tháng nào mới có thể tháo ra bên trong bí mật à? Không được, ta phải lập tức đi vùng lân cận tiệm thuốc xem. Bởi vì là hôm nay là thứ bảy, Tôn Di không cần đi làm, cho nên còn không dậy nổi, Diệp Thần cũng không dự định kêu nàng, giữ lại Trương Tiện Điều rời đi. Ninh Ba không tính là quá lớn, tiệm thuốc Bắc cũng chỉ có ba nhà, đảm nhiệm Phi Phàm lựa chọn một nhà trong đó lớn nhất tiệm thuốc Bắc. Đức Nhân Đường. Làm Diệp Thần đón xe đi tới nơi này nhà tiệm thuốc Bắc, liền bị hắn vậy sang trọng bên ngoài lập mặt trấn trụ. Cửa chính sơn đỏ. Chóp đỉnh treo màu đen kim ti nam một tấm bảng, phía trên rồng bay phượng múa để ba chữ to, Đức Nhân Đường. Mấu chốt để cái chữ này lại là năm đó vị kia hoa hạ người lãnh đạo. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, nhưng là cũng đã có người thật sớm xếp hàng mua thuốc, làm ăn thật là bốc lửa. Từ người bên người trong lúc nói chuyện phiếm, Diệp Thần cũng biết tiệm này lai lịch, nghe nói là trăm năm lão bảng hiệu, ở cả nước đều có chi nhánh, hơn nữa trăm năm qua. Bất kỳ chi nhánh cũng không người nào dám đi gây chuyện, có thể gặp sau lưng nội tình có đáng sợ dường nào. Diệp Thần đi vào Đức Nhân Đường, phát hiện bên trong phần lớn là một ít cụ già, không khỏi cảm khái, đầu năm nay cũng chỉ có người đời trước mới sẽ tin tưởng trung y. Bởi vì là quá nhiều người, Diệp Thần chỉ có thể ở bên cạnh chờ đợi, nhàm chán hơn, hắn chú ý tới trên tường một bộ cổ họa. Cái này cổ họa có thể là bị tiệm này làm trấn điếm chi bảo. Trang hoàng rất là lộng lẫy. Thậm chí ở hắn thưởng thức hơn, Diệp Thần còn phát hiện có mấy người nhìn lại, hiển nhiên là sợ hắn phá xấu xa cái này bức tranh. Diệp Thần nhìn mấy lần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn đã chắc chắn cái này là một bộ giả bức tranh. Đáng tiếc, ngay tại lúc này, một vị lão giả và một cô gái xuất hiện ở đảm nhiệm Phi Phàm bên người. Này, người lắc đầu làm gì, người đây là ý gì? Làm mình rất hiểu bức tranh như nhau, người xem hiểu bức tranh sao? Thiếu nữ khinh thường thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai. Diệp Thần nhìn một cái nói chuyện nữ sinh, đại khái 17-18 tuổi, môi đỏ răng trắng, một người mặc vào không giàu thì sang, có lẽ bởi vì là không có nảy nở, nhìn như vậy, chỉ bất quá đối phương hùng hổ dọa người mặt mũi, để cho hắn có chút không vui. Bất quá hắn là tới mua thuốc, tự nhiên không thể nào cùng loại này cô gái tranh chấp. Hắn trực tiếp hướng khác vừa đi. Ta có để cho ngươi đi sao? Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc có ý gì?
xem ngươi vậy thân hàng vỉa hè hàng, sợ là đời này đều không tư cách tiếp xúc loại vật này đi. Thiếu nữ lúc nói chuyện giơ lên trắng như tuyết cằm, mặt đầy khinh bỉ và khinh thường, giống như là Diệp Thần tồn tại làm bẩn bức họa này vậy. À, Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Loại đàn bà này vẫn là bớt chọc thì tốt hơn, nhất định chính là phụ nữ đanh đá. Thiếu nữ gặp đảm nhiệm phi phàm lần này thái độ, tức giận trên mặt càng ngày càng thịnh, vừa mới chuẩn bị kéo Diệp Thần, một bên ông già lên tiếng. Tử Huyên, không được vô lễ. Thiếu nữ nhất thời không nói, quyệt miệng, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Thần. Ông già người mặc đường trang, tóc hoa râm, trên tay lại là trống một cây ba tong, nhìn như tựa hồ rất có học vấn. Hắn nhìn một cái Diệp Thần nói xin lỗi, tiểu huynh đệ, chân thực ngại quá, ta cái này cháu gái nóng nảy chính là như vậy, từ nhỏ phụ mẫu quá cưng chiều, xin tha thứ. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không muốn và cái này một người già một trẻ nói bậy, chuẩn bị đi xếp hàng. Thiếu nữ gặp ra ra lại có thể đối với thằng nhóc này như thế khách khí, lại là ngược lại chỉ trích mình, càng phát ra không vui. Ra ra, ngươi và loại này thằng nhà quê nói gì? Hắn biết cái gì à, ngươi xem hắn vậy tặc nghi thử nhãn dáng vẻ, nói không chừng là tới trộm đồ. Ông già gặp cháu gái như vậy vô lễ, ho khan một tiếng, giọng cô gái nhất thời nhẹ xuống, sau đó, ông già liền lần nữa gọi lại Diệp Thần, hiếu kỳ nói. Tiểu huynh đệ, ta mới vừa rồi xem ngươi thật giống như đối với bức họa này rất thất vọng, xin hỏi là tại sao? Là bởi vì là vẽ kỹ thuật không được, vẫn là ý cảnh không được, hoặc là nói. Ông già lời còn chưa nói hết, liền nghe gặp Diệp Thần không mặn không lạt thanh âm vang lên, tranh này là hàng giả. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng khách bầu không khí đều thay đổi. Ông già vậy khuôn mặt đầy nếp nhăn co quắp một cái, thiếu nữ lại là trừng mắt to nhìn trước mặt Diệp Thần, giống như gặp quỷ như nhau. Thằng nhóc này thật dám nói à? Lại còn nói đức nhân đường trấn điếm chi bảo là hàng giả. Đây chính là 5 năm trước. Đức nhân đường từ kinh thành hội đấu giá thu thủy lấy 90 triệu giá cao vỗ được. Cái này vẫn bị vô số nhà siêu tầm nhận chứng đường bá hổ bản chính à. Mấy năm qua này, cả nước các nơi có nhiều ít nhà siêu tầm vì thấy bản chính tự mình ngồi máy bay tới học hỏi. Thậm chí Ninh Ba mỗi để mặc thị trưởng và bí thư nhậm chức lúc đó, cũng biết làm cho này phó bản chính đề từ. Mà bây giờ, cái này vô số đạt quan quý nhân tán tụng tác phẩm. Chỉ như vậy bị một người thanh niên nói là hàng giả. Mấu chốt đối phương giọng giống như là ở trần tố một cái khách quan sự thật vậy. Đây chẳng lẽ là Ninh Ba thứ 7 bệnh viện nhân dân chạy ra người điên sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.